Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 152. Dương Bách Xuyên nghe vậy cảm thấy tên này có chút dối trá, hắn cảm thấy cái câu cùng chia quả tiên thạch rất vô nghĩa. Thật sự xử lý xong kim thạch chuột yêu, cuối cùng tranh đoạt quả tiên thạch, thân là người của 10 đại tiên môn, sao có thể chia đôi với người khác? Ai có thực lực cạnh tranh với đám người tiên môn này? Dưới sự mê hoặc của Yến Ngũ Thước, đám thiên tiên còn lại nghe thấy cùng chia quả tiên thạch, đôi mắt đỏ bừng. Bọn họ cùng tấn công lần thứ hai. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng thấy được Yến Ngũ Thước và các cao thủ thiên tiên đại viên mãn khác cũng phát động công kích cường đại. Âm ầm ầm mi. Dưới vô số đòn tấn công, hai kim thạch chuột yêu ngã xuống. Cuối cùng cũng xử lý xong hai hung thú nhất giai. Nhưng Dương Bách Xuyên biết trận chém giết thật sự vừa mới bắt đầu. Đứng trước tham dục, dưới cái nhìn chăm chú của hơn 200 tiên nhân, 12 quả tiên thạch bị tranh đoạt cực kỳ tàn nhãn huyết tình. Quả nhiên, không biết thiên tiên nào dẫn đầu gầm lên, người đầu tiên lao về phía quả tiên thạch. Lại bị kiếm khí phía sau chém thành hai nửa, giết giết giết, hoàn toàn rối loạn. Có người cướp được quả tiên thạch đầu tiên, hưng phấn chạy thoát ra ngoài lại bị mười mấy tiên thiên đuổi giết cướp đoạt. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ 10. Khi quả tiên thạch cuối cùng bị người hái xuống, tình hình hoàn toàn rối loạn. Dương Bách Xuyên vui mừng cười thành tiếng. Lúc này Đỗ Kiệt Bân và lão Mạc A Thiện đã không nhịn được vọt vào trong hỗn loạn tranh đoạt quả tiên thạch. Pháp tắc tiên giới là người ăn người, ai cướp được là của người đó. Thực lực ai mạnh hơn sẽ có tư cách hưởng thụ tiên quả. Không khí tràn ngập mùi máu tươi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy xung quanh cây ăn quả không có ai, hắn lao thẳng về phía cây ăn quả. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ đào cây ăn quả, trồng trong không gian hồ càn khôn của mình, sau này hắn sẽ có được vô số quả tiên thạch. Kẻ ngốc mới tranh đoạt 12 quả tiên thạch cùng hơn 200 thiên tiên. Nhưng lúc Dương Bách Xuyên đi đến bên cạnh cây ăn quả, đối diện hắn cũng có người cùng xuất hiện. Lúc này Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, sửng sốt, không ngờ người đến lại là Yến Ngũ Thước. Yến Ngũ Thước đi đến bên cây ăn quả, hiển nhiên cũng có mục đích giống hắn. Hai người dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, sát khí tản ra bốn phía. Đối với Dương Bách Xuyên, hắn đã nắm chắc có được tiên thạch thụ. Ai ngờ Yến Ngũ Thước cũng hướng về phía tiên thạch thụ. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích đối mặt. Hai người đều sửng sốt, không ngờ mục tiêu của đối phương cũng là cây thạch tiên quả. Dương Bách Xuyên không nói gì, hắn có không gian bình càn khôn, có nước sinh mệnh, trong tiên thụ bậc này chắc chắn thành công 100%. Nhưng hắn không ngờ Yến Ngũ Xích cũng nhằm nhè cây thạch tiên quả. Lẽ nào đối phương cũng có bí pháp hoặc chí bảo tương tự như nước sinh mệnh? Trong lòng hắn nảy sinh nghi hoặc, nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ bất kể thế nào hắn cũng phải lấy được cây thạch tiên quả. Cho dù đối thủ là Yến Ngũ Xích, người đứng đầu tiên nhị đại của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, hắn cũng không nhường lại, quyết đấu một trận. Yến Ngũ Xích trông thấy Dương Bách Xuyên, đầu tiên hắn hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy buồn cười. Lẽ nào một thiên tiên sơ phẩm nhỏ bé cũng cảm thấy hứng thú với cây thạch tiên quả. Nghĩ tới đây, Yến Ngũ Xích vừa nhìn Dương Bách Xuyên chằm chằm vừa thốt ra một chữ, cút. Yến Ngũ Xích không thèm để một thiên tiên sơ phẩm như Dương Bách Xuyên vào mắt, thậm chí còn không thèm hỏi Dương Bách Xuyên là người của tiên môn nào. Bởi vì hắn ta là thiếu chủ của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, là thiên tiên cấp bậc đại viên mãn. Một chữ cút nhẹ bãng thốt ra từ miệng Yến Ngũ Xích, lọt vào tai Dương Bách Xuyên. Cút. Bao nhiêu năm qua, hình như chưa có ai dành cho Dương Bách Xuyên một chữ cút. Ở tu chân giới, hắn là chủ của một tông môn vượt trên thánh địa, nói là cao cao tại thượng cũng không ngoa, đi tới đâu cũng được coi là khách quý, từ xưa tới. Giờ chưa từng có ai dám bất kính với hắn. Ngay cả các thánh chủ ở tu chân giới gặp hắn cũng phải cung kính gọi hắn là Dương Thánh Chủ. Vậy mà, hôm nay lại có kẻ hờ hững thốt ra một chữ cút với Dương mỗ hắn. Ai nhịn được chứ hắn thì không. Sau chữ cút của Yến Ngũ Xích, sắc mặt Dương Bách Xuyên xa sầm, ngươi là cái thá gì? Thứ tạp chủng không nên thân, ngữ gì đâu. Thật ra tên họ Dương nào đó rất nóng tính, hồi ở tu chân giới, mới chỉ là phi, thăng cảnh mà hắn đã dám chém giết tán tiên lục chuyển. Bây giờ đã chân chính phi thăng thành tiên, chính thức bước vào cảnh giới, thiên tiên, đối mặt với Yến Ngũ Xích cũng là thiên tiên tất nhiên hắn chẳng sợ. Chênh lệch mấy tiểu cảnh giới nhưng dù sao vẫn nằm trong thiên tiên, không có gì phải sợ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải là cảnh giới chân tiên thì không có gì. Phải sợ,
trực tiếp đối đầu cũng chẳng sao. Và lại còn có Hắc Liên, lúc then chốt Hắc Liên sử dụng lực lượng cũng dư sức giúp hắn chém giết một thiên tiên. Lúc trước hắn vung một kiếm giết 12 thiên tiên thượng phẩm đã chứng thực điều này. Một chữ cút tràn đầy khinh bỉ của Yến Ngũ Xích đã chọc giận Dương Bách Xuyên. Hắn lập tức đốp chát lại. Yến Ngũ Xích không ngờ một thiên tiên sơ phẩm tép diêu cũng dám cãi lại công tử của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Nhất thời hắn ta ngây ra như phỗng. Thế này là sao, từ khi nào một thiên tiên sơ phẩm còn con cũng dám cãi lại mình. Yến Ngũ Xích nhìn Dương Bách Xuyên đăm đăm, cách cây thạch tiên quả hai người mặt đối mặt trừng mắt nhìn nhau. Mãi lâu sau Yến Ngũ Xích mới tỉnh táo lại, đột nhiên toàn thân phóng ra sát ý, thoát cái dáng vẻ tao nhã lễ độ đã chuyển sang nổi trận lôi đình. Hệt như một con cừu biến thành sư tử hổ dữ, hắn ta tức quá hóa cười, người chán sống rồi. Nhãi danh, trước giờ ở thế giới Đại Thanh chưa từng có một thiên tiên nào dám vô lễ với bản công tử. Một tiểu thiên tiên nhỏ bé như kiến hôi, bản công tử có thể dễ dàng giết cả trăm người như ngươi. Ngươi đã thành công chọc giận bản công tử. Một kẻ rác rưởi như ngươi mà cũng nhăm nhe cây thạch tiên quả. Không soi mặt mình vào nước tiểu mà xem đức hạnh của bản thân. Vốn dĩ bản công tử chỉ muốn đuổi tên rác rưởi nhà ngươi cút đi, nhưng bây giờ, bản công tử quyết định dùng ngươi bón phân cho cây thạch tiên quả. Yến Ngũ Xích sầm mặt, gần từng câu từng chữ đe dọa Dương Bách Xuyên. Nhưng bị Dương Bách Xuyên ngắt lời không kiêng nể gì, ngươi lấy tên sai rồi, ta thấy đáng lẽ ra ngươi phải tên là Yến Vô Sỉ mới đúng. Con mẹ nó ngươi có bản lĩnh đến mấy thì cũng chỉ là thiên tiên, cùng lắm là thiên tiên đại viên mãn mà thôi, đắc ý cái gì? Hồi tiểu gia ta ở tu chân giới, thời kỳ phi, thăng cảnh đã giết lục chuyển tương đương kim tiên, ngươi có cảm giác ưu việt gì chứ? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, biến mất trước cây thạch tiên quả này đi, nếu không ta cóc quan tâm ngươi là người của tiên môn đứng đầu hay không phải tiên môn đứng đầu, ta sẽ rút gân lột ra ngươi. Cái ngữ gì đâu, ta khinh. Xét về tài ăn nói, tên họ Dương nào đó chưa thua bao giờ. Một tràng mắng chửi sỉ nhục khiến Yến Ngũ Xích run rẩy cả người. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có một ai đối xử với hắn ta như vậy. Lúc này Yến Ngũ Xích chịu nỗi nhục lớn, xét về tài ăn nói sao hắn có thể là đối thủ của Dương Bách Xuyên, mười hắn gộp lại cũng không đủ. Ngươi tự tìm đường chết. Sắc mặt Yến Ngũ Xích thoát đỏ thoát trắng, hắn ta bị Dương Bách Xuyên mắng chửi suýt tức chết nhưng mãi lâu sau cũng chỉ nặn ra được một câu này. Sau đó, hắn ta lao vào tới chỗ Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã có chuẩn bị từ trước. Hắn cố ý mắng chửi Yến Ngũ Xích vì muốn chọc giận người đứng đầu tiên nhị đại này, như vậy thì lúc chiến đấu sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Lúc này thấy Yến Ngũ Xích đã nổi giận, ra tay tấn công mình, Dương Bách Xuyên nhếch môi cười đều. Song hắn cũng không dám chủ quan, bởi vì hắn thấy tốc độ của Yến Ngũ Xích nhanh hơn Tào Mãn cấp bậc thiên tiên đại viên mãn mà hắn từng gặp. Lúc đánh nhau có thể khinh bỉ kẻ địch, nhưng không thể xem nhẹ kẻ địch. Hơn nữa, thực lực của một người có mạnh hay không? Kỳ thực vừa ra tay là có thể nhìn ra. Dương Bách Xuyên thấy Yến Ngũ Xích tuyệt đối không phải là bình hoa trong đám con cháu tiên gia, mà là cao thủ top 10. Vì vậy hắn không dám lơ là chút nào. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, trực tiếp triệu hoán Hắc Liên giúp ta với. Trước đây sư phụ từng dạy hắn đạo lý khi đối đầu với kẻ địch cần phải dốc hết sức mà đánh, tận dụng mọi thứ có thể sử dụng. Yến Ngũ Xích không phải là bình hoa, vậy thì nhờ Hắc Liên giúp đỡ. Hơn nữa, lúc này xung quanh đều đang chém giết vì cây thạch tiên quả, cực kỳ hỗn loạn, hắn không thể kéo dài thời gian quá lâu. Và lại Dương Bách Xuyên biết mục tiêu của mình là cây thạch tiên quả, chỉ có cái cây này mới là thứ chân thực. Những cái khác không quan trọng, bao gồm cả Yến Ngũ Xích công tử của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh cũng chỉ là phù vân. Thế Đại Thanh chỉ là trạm thứ nhất sau khi hắn phi thăng tiên giới, là vùng đệm giảm sóc mà thôi. Giết Yến Ngũ Xích thì cứ giết. Hắn không quan tâm. Nếu ngay cả một tên Yến Ngũ Xích cũng không giải quyết được, thì nói chỉ đến sau này. Hắn còn phải đi tìm sư phụ nữa. Là đồ đệ của Vân Thiên Tà, hắn phải đi giúp đỡ sư phụ, dù không biết mình có thể giúp được gì hay không. Hắn cũng chỉ làm những gì một đồ đệ nên làm mà thôi. Mặc dù sư phụ chưa bao giờ nói cho hắn biết kẻ thù của ông là ai. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể đoán được chắc chắn không phải là người bình thường. Sư phụ là thập nhị tán tiên chí tôn, là tiên tôn cấp bậc cao nhất tiên giới, do đó kẻ thù của sư phụ chắc hẳn cũng là cấp bậc này. Đối mặt với cấp bậc tiên tôn, sư phụ có thể giải quyết không? Dương Bách Xuyên nghĩ rằng tuyệt đối không phải chuyện dễ.
cho nên hắn muốn đi tìm sư phụ, muốn giúp đỡ sư phụ, làm tròn trách nhiệm của một đồ đệ. Mặc dù năm xưa từ biệt, sư phụ dặn dò hắn không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện hắn là đệ tử của Vân Thiên Tà. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn muốn làm vậy. Vì thế, so với mục tiêu to lớn trong lòng hẳn, một tên yến ngũ xích nhỏ bé chẳng là gì cả. Nếu hắn sợ một tên tiên nhị đại thiên tiên đại viên mãn, vậy thì sau này đừng mơ tung hoành ở thế giới đại thanh, càng đừng mơ đi tìm sư phụ và giúp đỡ ông. Dương Bách Xuyên nhờ Hắc Liên ra tay vì muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đương nhiên có thể giết yến ngũ xích hay không, Dương Bách Xuyên không quan tâm. Mục tiêu hàng đầu của hắn là thạch tiên quả, thứ hai là có thể giết thì giết, thứ ba là không thể giết thì tạm thời không muốn tự rước phiền phức cho bản thân, bởi vì hắn còn phải nán lại thế giới đại thanh một thời gian. Mà khi hắn vào tiếp dẫn chỉ tẩy tùy tẩy lễ, lực lượng của Hắc Liên đã tăng cao, có thể tăng trưởng theo hẳn. Lúc này Hắc Liên ra đối phó với một tên thiên tiên đại viên mãn, Dương Bách Xuyên cảm thấy vấn đề không lớn. Đương nhiên đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên đấu với thiên tiên đại viên mãn, không biết thủ đoạn của yến ngũ xích rốt cuộc là gì. Tóm lại, hắn nghĩ cứ đánh nhanh thắng nhanh là được. Sau khi triệu hoán Hắc Liên trong đầu, trên người Dương Bách Xuyên phát ra một nguồn lực khổng lồ. Hắn cầm kiếm đồ long nhìn yến ngũ xích lao về phía mình như ma quỷ, thình lình chém ra một kiếm. Vù, âm, kiếm đồ long phát ra tiếng vang, chém một nhát. Một tiếng rên vang lên. Tiếp đó, yến ngũ xích văng ra, lùi lại hơn 10 mét. Dương Bách Xuyên mừng thầm, trông thấy khóe miệng yến ngũ xích rỉ máu. Hắn biết chém giết không thành vấn đề. Lực lượng của Hắc Liên còn mạnh hơn hắn tưởng. Nhân lúc người bệnh lấy mạng ngươi. Dương Bách Xuyên bước ra một bước, thôi động thần lực trong nội đan càn khôn trong cơ thể, có lực lượng của Hắc Liên gia trì, tiếp tục chém một nhát kiếm về phía yến ngũ xích. Mặt yến ngũ xích biến sắc. Trước giờ hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện một thiên tiên sơ phẩm còn con có thể làm mình bị thương. Nhưng sự thật chứng minh đừng nói là đả thương hắn ta, tiểu thiên tiên trước mặt thậm chí còn có thực lực chém giết hắn ta nữa là. Giờ khắc này yến ngũ xích hơi hoảng hốt, thấy Dương Bách Xuyên xách kiếm đi đến, sắc mặt yến ngũ xích thay đổi, nhưng ngay sau đó nét mặt lại trở nên kiên định, dường như hắn đã ra quyết định. Nào đó, đột nhiên một món đồ giống như ngọc xuất hiện trong tay yến ngũ xích. Lập tức phát ra tiên nguyên cường đại bao phủ. Lúc này, chim thần ma vẫn luôn im lặng bỗng truyền âm nói. Nhóc con cẩn thận, đây là tiên phù lôi đình, thoạt nhìn uy lực bất phàm, hãy phòng ngự thật tốt. Trước đó chim thần ma toàn ngồi trên vai Dương Bách Xuyên ngủ gật, lúc này nó lại lên tiếng nhắc nhở Dương Bách Xuyên. Nghe vậy Dương Bách Xuyên không có thời gian hỏi thêm điều gì, cõi lòng căng thẳng, bởi vì hắn biết con chim thần ma này mặc dù đôi lúc đầu óc có vấn đề, có phần hỗn loạn. Nhưng thông thường những lời nó nói tuyệt đối không phải là nói mỏ nhắc bừa. Chim thần ma nói thứ trong tay yến ngũ xích là tiên phù lôi đình gì đó, bảo hắn phòng ngự thật tốt, chắc hẳn tiên phù lôi đình trong tay yến ngũ xích không phải vật phàm. Kim Cang Chí Tôn. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, kích hoạt pháp tướng mà sư phụ truyền thụ cho hắn, dốc toàn lực thôi động thần lực càn khôn trong cơ thể. Hắn vừa mới mở phòng ngự ra đã thấy trong tay yến ngũ xích phát ra một tia sét màu tím to bằng đầu ngón tay. Kèm theo tiếng nổ và âm thanh khiến người ta sợ hãi vang vọng khắp nơi. Sấm sét lao thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Đoàng. Ầm. Tia sét màu tím trong tay yến ngũ xích lập tức giáng lên người Dương Bách Xuyên. Tia sét to đánh lên người với tốc độ cực nhanh, không cho Dương Bách Xuyên cơ hội phản ứng, nhanh quá sức tưởng tượng. Hơn nữa uy lực cũng rất mạnh, vượt xa sấm sét ở tu chân giới. Đây mới đúng là uy lực của thiên lôi. Sau một tiếng ầm. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức như bị búa nện, nóng rát như bị lửa thiêu, lạnh thấu xương như băng đổ lên người, cảm giác này vô cùng khó chịu. Khí huyết trong cơ thể cũng đang sôi trào. Phụt! Cơ thể mất kiểm soát văng ra, Dương Bách Xuyên đột nhiên hộc máu giữa không trung. Bộp! Rắc! Dương Bách Xuyên văng xa hơn 10 mét, nện xuống một tảng đá lớn, tảng đá chia 5 xẻ 7. Khụ khụ! Hắn ho ra máu. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên nổi sóng to gió lớn. Không ngờ lực lôi điện của tiên giới lại mạnh đến vậy. Lực lôi điện của tu chân giới không thể nào sánh bằng. Dương Bách Xuyên nghĩ mà sợ, nếu không có chim thần ma nhắc nhở hắn phòng ngự từ trước, thì bây giờ hắn không chỉ hộc máu thôi đâu. Uy lực của pháp tướng thần thông chí tôn và phòng ngự của ba ấn kim cang gia trì, vậy mà khi sét đánh lên người, toàn bộ lập tức vỡ nát.
bao gồm cả thần lực càn khôn trong cơ thể hắn không có phòng ngự mạnh cũng vỡ vụn dưới tia sét này. Nói thật là một kích này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu, bị thương không nhẹ không nặng. Ha ha, nhãi danh, bùa hỏa băng thiên lôi của bản công chứ rất tuyệt đúng không? Yến Ngũ Xích cần bùa thiên lôi đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên lau vết máu bên mép, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vịt chết vẫn còn cứng mỏ là câu thành ngữ chỉ kiểu người như Dương Bách Xuyên. Rõ ràng là hắn đã bị bùa hỏa băng thiên lôi trong tay Yến Ngũ Xích làm bị thương, nhưng sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận trước mặt kẻ địch. Thực tế thì sao? Hắn rất e ngại bùa hỏa băng thiên lôi trong tay Yến Ngũ Xích. Ha ha ha, bùa thiên lôi trong tay bản công tử còn dùng được 2 lần nữa, chắc là đủ khiến thằng nhãi nhà ngươi đê mê rồi. Nào nào, tiếp theo hãy trải nghiệm cảm giác của bùa thiên lôi tiên giới, đây là cảm giác lũ thấp hèn hạ giới các ngươi không được hưởng thụ. Yến Ngũ Xích vừa nói vừa kích hoạt tấm bùa hỏa băng thiên lôi trong tay một lần nữa. Làm gì có chuyện Dương Bách Xuyên ngồi im chờ chết, ta cũng có sấm sét cho ngươi nếm thử. Dương Bách Xuyên đứng dậy, một chiếc lá cây màu đỏ như lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là lá cây ngũ hành tử lôi trong không gian bình càn khôn của hắn. Thật ra đến giờ Dương Bách Xuyên vẫn không biết cách sử dụng lá tử lôi, trên một cây tử lôi có 5 lá cây ngũ hành. Trong rất nhiều trường hợp hắn không nhớ đến chúng, lúc này thấy Yến Ngữ Xích sử dụng bùa hỏa băng thiên lôi, hắn mới nhớ ra trong bình càn khôn của mình còn có một cây ngũ hành tử lôi, trên cây chỉ có vẻn vẹn 5 chiếc lá ngũ hành. Trong mỗi chiếc lá ẩn chứa lực lôi điện cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn là thuộc tính ngũ hành. Yến Ngũ Xích ngươi có lực lượng của bùa lôi đình, ta cũng thử uy lực của lá cây tử lôi. Chịu chết đi. Lúc này, Yến Ngũ Xích đã kích hoạt tấm bùa hỏa băng thiên lôi trong tay hắn lần thứ 2. Trước đó tên này nói là có thể sử dụng 3 lần. Đây là lần thứ 2. Dương Bách Xuyên lấy ra một chiếc lá thuộc tính hỏa, lập tức đốt cháy. Âm, đoàng. Sau khi hắn thôi động lá tử lôi thuộc tính hỏa trong tay, đột nhiên một ngọn lửa bốc lên cao, kế đó tiếng sấm vang vọng bầu trời. Mà tia sét của Yến Ngũ Xích cũng đánh tới. Đừng thấy lá tử lôi của Dương Bách Xuyên chỉ là một chiếc lá nho nhỏ mà lầm, sau khi kích hoạt nó biến thành một tia sét to bằng cánh tay, mang theo ngọn lửa đỏ thẫm. Tia sét hỏa băng của Yến Ngũ Xích vẫn là tia sét nhỏ mang uy lực bất phàm, so với tia sét này của Dương Bách Xuyên thì kém hơn một vòng, lần này khí thế cũng yếu đi một bậc. Ầm ầm, đùng đoàng, 2 tia sét đụng độ. Yến Ngũ Xích chố mắt nhìn, không ngờ trong tay Dương Bách Xuyên lại xuất hiện một chiếc lá cây cũng biến ra lực lôi điện. Điều quan trọng là uy lực còn lớn hơn bùa hỏa băng thiên lôi của hắn ta, khi 2 luồng lực lôi điện đụng độ, nó đã hóa giải uy lực của tia sét hỏa băng của hắn a. Thật là, con mẹ nó. Yến Ngũ Xích cảm thấy nhất định là hôm nay mình gặp ma, không thì làm sao lại đụng phải tên nhãi trước mặt. Rõ ràng là tiểu thiên tiên sơ phẩm, ấy vậy mà lực lượng không hề kém mình, thậm chí lực lượng còn áp đảo mình. Hắn ta đã lấy ra bùa hỏa băng thiên lôi mà trưởng bối trong sư môn ban tặng, nhưng lại bị một chiếc lá cây của tên nhãi này hóa giải ngay. Yến Ngũ Xích không hiểu nổi thế giới này nữa em mờ bùa thiên lôi trong tay. Hắn ta do chân tiên luyện chế đấy. Hắn ta cứ tưởng có thể một kích đánh chết Dương Bách Xuyên. Nào ngờ chẳng những không đánh chết mà trái lại tên nhãi này còn lấy ra một chiếc lá cũng chứa uy lực thiên lôi. Lần này Yến Ngũ Xích hoảng rồi. Tấm bùa hỏa băng thiên lôi trong tay hắn ta có thể sử dụng tổng cộng 3 lần, đến giờ đã dùng 2 lần rồi mà không giết được Dương Bách Xuyên. Hắn ta không thể nào chấp nhận được. Yến Ngũ Xích mình có tiên phù lôi đình, Dương Bách Xuyên người ta cũng có thứ tương tự. Hơn nữa uy lực không hề thua kém hắn ta. Tiên phù do chân tiên luyện chế mà tên nhãi này cũng hóa giải được. Yến Ngũ Xích càng lúc càng không nhìn thấu tên nhãi trước mặt, rốt cuộc trên người đối phương còn có bao nhiêu chí bảo. Còn có bí mật gì? Đây tuyệt đối không phải là năng lực mà một thiên tiên sơ phẩm nhỏ bé có thể nắm giữ. Lúc này, sự thay đổi biểu cảm của Yến Ngũ Xích đều lọt vào mắt Dương Bách Xuyên. Hắn nhếch môi cười, nhìn Yến Ngũ Xích và nói, tên vô sỉ kia ơi, tiếp theo đến lượt tiểu gia ta phản kích. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Dương Bách Xuyên nói xong, trong tay lóe lên quầng sáng, 2 chiếc lá cây một lục một vàng xuất hiện, đây là lá cây tử lôi có thuộc tính mộc và thổ. Bùa hỏa băng thiên lôi trong tay Yến Ngũ Xích vẫn còn một cơ hội sử dụng, nhưng Dương Bách Xuyên không cho hắn ta cơ hội. Một chiếc lá tử lôi có thể hóa giải được bùa hỏa băng thiên lôi của Yến Ngũ Xích, hiện tại 2 chiếc lá tử lôi cũng đủ khiến Yến Ngũ Xích ăn hành. Lần này cho dù không thể giết chết Yến Ngũ Xích cũng khiến hắn ta mất nửa cái mạng. Đùng đoàng.
thiên lôi lấp lóe. Hai tia sét một lục một vàng to bằng cánh tay từ lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên phóng thẳng về phía Yến Ngũ Xích. Mặt Yến Ngũ Xích biến sắc, hắn ta vội vàng kích hoạt bùa hỏa băng thiên lôi. Đùng đoàng, Hoàng Vũ xuất sơn. Lúc này Yến Ngũ Xích không giữ lại thực lực, sau khi kích hoạt bùa hỏa băng thiên lôi, hắn ta đã sử dụng đạo thuật pháp tắc mà mình tu luyện. Huyền Vũ xuất sơn, đây là lực lượng pháp tắc hệ thổ, cũng là đạo thuật mạnh nhất của hắn ta. Lực lượng pháp tắc hệ thổ là lực tiên đạo mà hắn ta lĩnh ngộ, cũng là lực lượng phòng ngự mạnh nhất. Hiện tại Yến Ngũ Xích hoàn toàn không có lòng tin mình có thể đỡ được uy lực của hai tia sét cường đại của Dương Bách Xuyên. Lúc này chỉ có thể liều mạng, ầm ầm ầm, hai người giao chiến cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau âm thanh long trời lở đất, trong chiến trường phát ra lực tiên nguyên đủ mọi màu sắc. Một kích này cũng kinh động tới chiến trường chém giết vô cùng hỗn loạn đằng kia. Đám thiên tiên đang tranh đoạt thạch tiên quả dừng lại, rối rít nhìn về phía Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích. Lúc này chiến trường đã yên tĩnh lại. Mấy trăm thiên tiên đến cuối cùng chỉ còn lại chưa đầy 50 người còn sống. Thi thể ngổn ngang đầy đất. Lúc trước hỗn loạn bọn họ đã giết đỏ mắt, muốn dừng cũng không dừng được. Còn hiện tại, sau khi bị âm thanh chiến đấu chém giết giữa Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích quấy rầy, những tiên nhân này đã dừng tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một số thiên tiên đã giành được thạch tiên quả liền nhân cơ hội này trốn đi thật xa, rời khỏi chiến trường khốc liệt này, dù sao bọn họ cũng lấy được thạch tiên quả rồi. Còn những thiên tiên sống sót nhưng không lấy được thạch tiên quả, dù sao chuyện đã rồi, tính mạng quan trọng hơn. Mỗi người tu luyện thành tiên, có thể đi đến bước này đều không dễ dàng. Vì vậy tất cả đều dừng tay. Ba người Đỗ Kiệt Bân, Lão Mạc và A Thiện vốn là một nhóm, chủ tớ có thể phối hợp ăn ý. Trong cuộc chém giết tranh đoạt thạch tiên quả, ba người đã xông vào chiến trường, may mắn cướp được một quả. Khi ba người họ bị lực lôi điện long trời lở đất thu hút, ngoảnh đầu nhìn sang, ai nấy đều trợn tròn mắt. Cách mấy trăm mét, bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích đang đánh nhau, nhìn thấy tia sét lớn. Tiêu rồi, Bách Xuyên đang đánh nhau với Yến Vô Sỉ, chúng ta qua đó hỗ trợ đi. Sao hắn lại đánh nhau với tên khốn kia chứ, sắp toang rồi. Đỗ Kiệt Bân vừa nói vừa chạy về phía chiến trường của Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích, hắn ta sợ Dương Bách Xuyên chịu thiệt. Đỗ Kiệt Bân đã đấu với Yến Ngũ Xích không ít lần, hắn ta biết rõ Yến Ngũ Xích nham hiểm cỡ nào. Không chỉ Yến Ngũ Xích, những người còn sống đến giờ đều là cao thủ của các tiên môn lớn và tiên môn nhỏ, trông thấy Yến Ngũ Xích đang đấu với một thiên tiên sơ phẩm, ai nấy đều chấn động. Khi bọn họ đến gần, trong mắt suýt rơi xuống đất. Bởi vì lúc bọn họ nhìn sang, cuộc chiến giữa Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích đã kết thúc. Đạo thuật huyền vũ của Yến Ngũ Xích bị phá, sau đó cả người và vào đống đá ngổn ngang. Không ai ngờ được một thiên tiên sơ phẩm còn con lại có thể đánh bay công tử của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Hơn nữa thoạt nhìn bị thương khá nặng, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, hắn có thể cảm nhận được lần này Yến Ngũ Xích bị thương rất nghiêm trọng. Hắn lật tay, hai chiếc lá tử lôi lại xuất hiện. Lần này hắn lấy ra lá tử lôi thuộc tính kim và thủy. Đã ra tay thì dứt khoát giết luôn, không để lại hậu họa. Đùng đoàng. Hắn vung tay lên, hai chiếc lá tử lôi cuối cùng thình lình phóng tới đống đá nơi Yến Ngũ Xích đang ở. Tiếng hét to tràn đầy sợ hãi của Yến Ngũ Xích vang lên. Nhưng chìm nghỉm trong sấm sét. Lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm. Hắn vào tới trước cây thạch tiên quả, vung tay nhổ cây rồi ném vào không gian bình càn khôn. Sau một hồi chém giết, tiêu diệt Yến Ngũ Xích công tử của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, rốt cuộc Dương Bách Xuyên đã lấy được cây thạch tiên quả. Lúc này không gian tĩnh lặng như tờ. Không ai ngờ được một thiên tiên sơ phẩm có thể giết một thiên tiên đại viên mãn, mấu chốt là thiên tiên đại viên mãn này là người thừa kế của tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Tiểu thiên tiên này can đảm đấy. Một lúc sau, tiếng tức giận vang lên, tên trộm, lá gan chó của ngươi cũng lớn lắm, ngươi chết truyền nhân của Thượng Huyền tiên môn, các sư huynh đệ, báo thù cho Yến sư đệ, các vị sư huynh sư tỷ của những tiên môn khác, nếu có thể giết chết được tên tiểu tử này, Thượng Huyền tiên môn sẽ có thưởng lớn. Giết một Yến Ngũ Xích không có nghĩa là hắn ta không có đồng môn, Thượng Huyền tiên môn còn có rất nhiều người. Người nói chuyện lúc này là Hách Hữu Đà, sư huynh của Yến Ngũ Xích, hơn nữa hắn ta là đệ tử của môn chủ Thượng Huyền tiên môn, còn Yến Ngũ Xích là con trai môn chủ. Lúc này, trong lòng Hách Hữu Đà quả thực khó chịu như ăn phải ruồi bỏ.
Yến Ngũ Xích đã chết, hắn làm sư huynh bụng làm dạ chịu, bây giờ về cũng không có cách nào ăn nói với sư phụ, con trai người bị người ta giết rồi. Lúc trước Yến Ngũ Xích dẫn người đi cướp thạch tiên quả, còn bản thân hắn cũng tự mình đi giành cây thạch tiên quả, nhưng trách nhiệm ở đây là Yến Ngũ Xích lúc đi cướp lại không mang theo ai cả. Lần này Hách Hữu Đà và đồng môn không nói gì, bởi vì tất cả mọi người đều biết từ nhỏ thân phận Yến Ngũ Xích đã tôn quý, hình thành nên tính cách tự cao, nói trắng ra là ngông cuồng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay trong số thiên tiên ở Đại La Tiên Phủ, tu vi của Yến Ngũ Xích quả thật không tệ, một người có cả thân phận địa vị và thực lực, mình hắn đi cướp thạch tiên quả, Hách Hữu Đà và sư huynh đệ đồng môn cũng chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng ai ngờ, chỉ mới chớp mắt đã có kết cục này. Yến Ngũ Xích vậy mà bị một thiên tiên sơ phẩm còn con giết chết. Chưa ai từng gặp tiểu thiên tiên này, rất lạ mặt. Nhưng, tên tiểu thiên tiên này lại giết chết Yến Ngũ Xích, đây hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà đối phương thật sự có thực lực và thủ đoạn, ở tiên. Giới này, một số tiên nhân nhìn qua thì tu vi yếu nhưng thực lực chưa chắc đã yếu. Có một số hạng thiên tiên có bản lĩnh giết chết chân tiên, thậm chí là cả kim tiên. Vậy nên trong lòng Hách Hữu Đà nghĩ tới, tiểu thiên tiên có thể giết chết được Yến Ngũ Xích chắc chắn là hạng thiên tài. Đó là lý do vì sao Hách Hữu Đà không tùy tiện giết chết tiểu thiên tiên này mà lợi dụng chiêu bài của Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu thế giới Đại Thanh để đối phó với hắn. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù tiểu thiên tiên này có thực lực mạnh tới đâu thì hắn cũng phải đối mặt với số lượng lớn thiên tiên đang có mặt. Bởi vì Thượng Huyền Tiên Môn là tiên môn đứng đầu Đại Thanh. Chỉ dựa vào điểm này thì cũng sẽ có rất nhiều người phải nể mặt, huống chỉ bọn họ còn hứa hẹn ban thưởng hậu hĩnh. Dưới sự thúc đẩy của danh tiếng và lợi ích, Hắc Hữu Đà tin rằng sẽ có người đứng ra. Nếu để hắn đối mặt với tiểu tiên có thể một mình giết chết Yến Ngũ Xích, Hắc Hữu Đà có tính cách cẩn trọng sẽ không làm như vậy. Hắn không làm thì sẽ có phần thưởng hậu hĩnh làm, từ trước tới nay Thượng Huyền Tiên Môn vẫn luôn làm như vậy, bọn họ không thiếu tiền. Hôm nay... Dù có nói thế nào thì Yến Ngũ Xích đã chết, đây là chuyện lớn của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng chắc chắn trở thành sự kiện lớn của toàn bộ thế giới Đại Thanh. Nếu như không làm chút gì, hoặc không bắt tiểu tiên giết chết Yến Ngũ Xích lại, sau khi trở về chờ đợi Hách Hữu Đà chắc chắn là lửa giận của sư phụ Yến Vô Lượng. Dựa theo sự hiểu biết của Hách Hữu Đà, nếu hôm nay không làm như vậy thì hắn và những đồng môn khác đều sẽ bị Yến Vô Lượng đánh chết. Dù sao đối với toàn bộ tiên nhân trên thế giới Đại Thanh mà nói xảy ra chuyện lớn rồi. Đường đường là người kế thừa của tiên môn đứng đầu Đại Thanh lại bị giết chết, đây chính là việc hết sức hệ trọng. Sau khi Hách Hữu đã nói câu này, trong sân đã có người bước ra. Sau đó là người thứ hai, thứ ba. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ một số ít thiên tiên, 80% người vây quanh Dương Bách Xuyên. Những người này đương nhiên là nể mặt Thượng Huyền Tiên Môn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Yến Ngũ Xích là người kế thừa của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng là con trai của Yến Vô Lượng, bây giờ hắn ta bị giết, có thể tưởng tượng được Yến Vô Lượng và toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn sẽ tức giận. Như thế nào, lúc này bọn họ bước ra là vì nể mặt Thượng Huyền Tiên Môn. Đương nhiên nếu có thể giết được tiểu tiên đã giết chết Yến Ngũ Xích thì càng tốt, vậy thì Yến Vô Lượng sẽ nợ bọn họ một nhân tình. Hơn nữa thế lực tương ứng với thiên tiên rất nhiều. Cho dù tiểu thiên tiên này có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ có một người, muốn bắt cũng không khó. Sau khi trải qua một trận tranh đoạt thạch tiên quả, thiên tiên ở đây chỉ còn lại 50 người thì có tới 40 người đứng về phía Hách Hữu Đà, vây. Quanh Dương Bách Xuyên ở gốc cây thạch tiên quả. Bọn họ muốn giết Dương Bách Xuyên, tiểu thiên tiên đã giết chết Yến Ngũ Xích. Đương nhiên cũng có người không ra tay, ví dụ như Đỗ Kiệt Bân. Lúc này, vẻ mặt Đỗ Kiệt Bân cũng xám xịt. Hắn đúng là ghét Yến Ngũ Xích, nhưng mà, không tới mức muốn giết chết hắn ta. Không ngờ, chỉ trong nháy mắt mà Dương Bách Xuyên lại giết Yến Ngũ Xích, đây là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đỗ Kiệt Bân biết lần này Dương Bách Xuyên đã gây ra họa lớn, địa vị đứng đầu thế giới Đại Thanh của Thượng Huyền Tiên Môn cũng không phải nói chơi. Hơn nữa cha của Yến Ngũ Xích Yến Vô Lượng lại là môn chủ của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng xem như người đứng đầu Đại Thanh. Quan trọng nhất. Yến Ngũ Xích còn là người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn, bây giờ bị Dương Bách Xuyên giết chết, đây là nỗi nhục của toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn. Đầu nằm trong đám công tử của Thập Đại Tiên Môn, Đỗ Kiệt Bân biết rất rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Mặc dù bị giết trong Đại La Tiên Phủ, nhưng nguyên tắc là bất kể sống hay chết, không được phép trả thù, nhưng phải xem là ai đã. Dù sao thì hắn cũng biết, lần này Dương Bách Xuyên gây phiền phức lớn rồi.
Đối với hắn mà nói, lúc này phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Có giúp Dương Bách Xuyên không? Nếu giúp thì chắc chắn sẽ đắc tội với Thượng Huyền Tiên Môn, chuyện này sẽ trở thành ân oán giữa hai tiên môn lớn, đây là sự lựa chọn không khôn ngoan. Nhưng nếu không giúp thì cũng không được, Dương Bách Xuyên là bằng hữu của hắn, lẽ nào hẳn cứ trơ mắt mặc kệ không quan tâm, sau đó để bằng hữu của mình bị 80% thiên tiên ở đây truy giết. Đỗ Kiệt Bân bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đối với Đỗ Kiệt Bân mà nói, một bên là người nhà tiên môn, bên kia là bằng hữu. Là một người thừa kế tương lai, hắn biết lúc này mình không nên giúp Dương Bách Xuyên, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là rời đi. Không giúp Dương Bách Xuyên, cũng không đắc tội Thượng Huyền Tiên Môn. Đây mới là lựa chọn chính xác. Nhưng như vậy thì trong lòng hắn lại không dễ chịu. Đúng như những gì hắn đã nói với Dương Bách Xuyên, từ trước tới nay Đỗ Kiệt Bân hắn không có bạn bè, có thể quen biết, trở thành bằng hữu với Dương Bách Xuyên, hắn rất vui. Trên đường đi tới đây, hắn còn nói khoác với Dương Bách Xuyên, nếu có bất cứ chuyện gì ở thế giới Đại Thanh hắn cũng sẽ đứng ra, vì bằng hữu mà không tiếc mạng sống. Nhưng, thế lực mà hắn phải đối đầu là Thượng Huyền Tiên Môn. Tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Đau đớn hơn là Dương Bách Xuyên lại giết chết Yến Ngũ Xích. Đây là điều mà Đỗ Kiệt Bân nghĩ nát óc cũng không ngờ tới. Lúc chứng kiến Dương Bách Xuyên và Yến Ngũ Xích đánh nhau, suy nghĩ đầu tiên của hắn là nhanh chạy qua hỗ trợ. Nếu không người chịu thiệt chắc chắn là Dương Bách Xuyên. Ai biết được còn chưa chạy tới nơi thì đã thấy trong tay Dương Bách Xuyên bộc phát ra hai tia sấm sét đánh bại Yến Ngũ Xích, ác hơn là hắn còn bổ thêm một đòn. Vậy nên Yến Ngũ Xích mới toi đời. Đến bây giờ, Đỗ Kiệt Bân Kỳ vẫn còn mơ hồ, hắn nghĩ mãi không ra, sao Dương Bách Xuyên có thể giết chết được Yến Ngũ Xích. Cho dù Đỗ Kiệt Bân tu luyện một môn thần thông cường đại, cũng chắc chắn giết được Yến Ngũ Xích. Nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến Dương Bách Xuyên giết đối phương. Lão Ngộ, A Thiện, chuẩn bị sẵn sàng giúp phân tử. Sau khi suy nghĩ xong, cuối cùng Đỗ Kiệt Bân cũng đưa ra quyết định. Thiếu chủ xin hãy nghĩ lại Lão Ngộ lo lắng. Đỗ Kiệt Bân nói, không phải sợ, nếu Đỗ Kiệt Bân ta đã nhận thì đó chính là bằng hữu của ta, lẽ nào muốn những lời ta nói lúc trước đều là nói cho vui. Nhưng mà thiếu chủ, lần này A Thiện cũng lên tiếng. Hắn và Lão Mộ đều biết một khi Đỗ Kiệt Bân đưa ra quyết định này sẽ có ý nghĩa gì. Được rồi, đừng nói nữa, trong lòng ta đã chuẩn bị rồi, Thượng Huyền Tiên Môn có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một tiên môn ở thế giới Đại Thanh mà thôi. Nếu ra khỏi Đại Thanh thì Thượng Huyền Tiên Môn chẳng là gì cả, Thái Thanh Tiên Môn ta cũng không phải chỉ có ở nơi này, thế nên hai người đừng nói nữa, đợi lát nữa chuẩn bị giúp Vân Tử thoát khỏi bao vây, hiện tại hắn bị những người này vây xung quanh, quả thật có chút phiền phức. Đỗ Kiệt Bân nói với ánh mắt đầy kiên quyết. Trên thực tế, hắn biết việc cứu Dương Bách Xuyên hôm nay không phải là hành động nhất thời. Thứ nhất là hắn xem Dương Bách Xuyên như bằng hữu, thứ hai là tu vi của Dương Bách Xuyên mới chỉ là thiên tiên sơ phẩm đã có chết giết chết được đại. Viên mãn là Yến Ngũ Xích, chỉ riêng chuyện này đã đủ để Đỗ Kiệt Bân đưa ra quyết định. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã lấy được thạch tiên quả nhưng lại bị bao vây. Hắn cũng không sợ, bởi vì trong số những người này, chưa có ai đột phá cảnh giới thiên tiên lên chân tiên. Với hắn mà nói, có Hắc Liên giúp đỡ, chỉ cần không phải đối đầu với chân tiên, hắn muốn thoát khỏi vòng vây của đám thiên tiên này là không thành vấn đề. Nghe đi nghe lại, tên dẫn đầu vẫn là người của Yến Ngũ Xích. Đương nhiên, những người này bao vây hắn lại nhưng cũng chưa vội tấn công. Xem ra bọn họ vẫn kiêng dè hắn, nếu không thì đã ra tay từ lâu rồi. Lần này, Dương Bách Xuyên chỉ yên lặng nhìn. Nghe bọn họ nói chuyện nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì, lúc nghe họ bàn luận, hắn biết kẻ dẫn đầu vòng vây này là Hách Hữu Đà của Thượng Huyền Tiên Môn, cũng chính là sư huynh của Yến Ngũ Xích, mà thân phận của Yến Ngũ Xích lại là con trai của môn chủ Thượng Huyền Tiên Môn. Đây là điều mà Dương Bách Xuyên không nghĩ tới. Hắn biết, e là bản thân đã gây ra phiền phức rồi. Nhưng hắn không hối hận, chuyện như thế này hắn đã trải qua rất nhiều ở tu chân giới. Chỉ giết con trai của một môn chủ tiên môn mà thôi, có thể Thượng Huyền Tiên Môn này là thế lực đứng đầu thế giới Đại Thanh, nhưng trong mắt hắn bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Nếu như ngay cả một vấn đề gặp phải ở tiểu thế giới cũng không giải quyết được thì hắn còn lăn lộn thế nào nữa? Mục tiêu của hắn là toàn bộ tiên giới. Thế nên chút chuyện nhỏ này không dọa được hắn. Mọi người cùng nhau ra tay, mặc kệ tiên tiểu tiên này sống hay chết, chỉ cần các vị ra tay thì sẽ là thượng khách của tiên môn ta. Giọng nói đầy mê hoặc của Hách Hữu Đà vang lên.
kẻ nào dám động tới huynh đệ ta chính là đang đối đầu với Đỗ Kiệt Bân này, cũng sẽ là kẻ địch của Thái Thanh Thiên Môn. Dứt lời, cơ thể Đỗ Kiệt Bân lóe lên, xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy Đỗ Kiệt Bân xuất hiện, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên rồi biến mất, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết rõ những lời Đỗ Kiệt Bân vừa nói là có ý gì. Bảo không cảm động là giả. Nếu Đỗ Kiệt Bân đã xem hắn là bạn, vậy thì Dương Bách Xuyên làm người cũng sẽ không tổn hại tới mối quan hệ này. Là huynh đệ bằng hữu thì phải suy nghĩ cho đối phương. Lúc này, Đỗ Kiệt Bân có thể đứng ra giúp, chứng minh hắn đã chuẩn bị quyết liệt với người của Thượng Huyền Tiên Môn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của Thái Thanh Tiên Môn và Thượng Huyền Tiên Môn, khó tránh khỏi dẫn tới chiến tranh. Vậy nên Dương Bách Xuyên đã truyền âm cho Đỗ Kiệt Bân, lão Đỗ không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ba người đi trước đi, lát nữa ta sẽ tìm. Các ngươi, đánh rắm, ngươi xem Đỗ Kiệt Bân ta là hạng người gì. Đến lúc này rồi, sao, ta có thể bỏ mặc ngươi. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã bị Đỗ Kiệt Bân ngắt lời, vẻ mặt đối phương tức giận, còn bảo hắn nghĩ Đỗ Kiệt Bân là loại người nào. Loại không tim không phổi, vô tình vô nghĩa. Dương Bách Xuyên nghe Đỗ Bân tức giận truyền âm, nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, hắn rất cảm động, cũng biết Đỗ Kiệt Bân đã hiểu lầm. Dương Bách Xuyên vội vàng truyền âm cho Đỗ Kiệt Bân, lão Đỗ, ngươi đừng hiểu nhầm, ý của ta là chúng ta làm chuyện quan trọng trước, việc chính của chúng ta là tìm mật thất luyện đan của Đại La Tiên Phủ, đó mới là mục tiêu hàng đầu. Còn chuyện ở đây, ngươi tin ta đi, ta chắc chắn có thể ứng phó được, không cần thiết kéo ngươi dính dáng vào. Đến lúc đó lại khó xử lý, chúng ta đều bị kéo ở chỗ này, chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc tìm kiếm mật thất luyện đan. Người dẫn theo lão mộ và A Thiện đi trước, sau đó ta sẽ đuổi theo mọi người, tin ta đi, không sao đâu. Đám thiên tiên này không làm gì được ta, nếu bọn họ thật sự muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, sao còn vây ta lại làm gì. Đỗ Kiệt Bân nghe Dương Bách Xuyên giải thích xong thì sắc mặt cũng tốt lên đôi chút, nghĩ lại cũng đúng. Phân tử có thể giết chết được cái tên Yên Ngũ Xích đáng ghét kia, chứng minh hắn có thực lực và thủ đoạn. Cùng là kiểu người giả heo ăn thịt hổ, hắn cảm thấy Dương Bách Xuyên nói cũng có lý. Nếu đã vậy thì hắn sẽ dẫn lão mộ và A Thiện giúp trước, nếu như Dương Bách Xuyên thật sự gặp khó hắn, hắn tin đối phương cũng sẽ không cậy mạnh. Ngươi, thật sự ứng phó được chứ? Đỗ Kiệt Bân vẫn hỏi một câu. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Ta cò lấy cái mạng nhỏ này ra nói giỡn được chắc, Dương Bách Xuyên cười truyền âm. Đỗ Kiệt Bân gật đầu nói, vậy được, ngươi cẩn thận đó, đường đi chính là lối mà lão mộ đã nói, bọn ta ở phía trước đợi ngươi, nếu một canh giờ mà ngươi chưa tới thì ta sẽ dẫn lão mộ à A Thiện quay về tiếp ứng ngươi. Được, mọi người yên tâm đi, không cần lâu như vậy đâu, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp các người, nhanh đi đi. Dương Bách Xuyên thúc giục Đỗ Kiệt Bân. Ngay lúc này, Hách Hữu Đà trầm giọng nói, Đỗ Kiệt Bân, người muốn đối địch với Thượng Huyền Tiên Môn ta. Hách Hữu Đà không ngờ lại có người không nể mặt Thượng Huyền Tiên Môn ho. Trong lòng bốc lửa, nhưng khi vừa xoay người đã nhìn thấy Đỗ Kiệt Bân của Thái Thanh Tiên Môn. Đương nhiên Hách Hữu Đà biết Đỗ Kiệt Bân, hắn cùng hội công tử với Yến Ngũ Xích, cũng chính là người kế thừa tiên môn đời tiếp theo. Thân phận địa vị tôn quý, hơn nữa còn nằm trong 10 thế lực tiên môn mạnh nhất ở Đại Thanh. Đỗ Kiệt Bân là người duy nhất tu vi không đạt tới thiên tiên đại viên mãn, nhưng vẫn có thể sóng vai với những người thừa kế của tiên môn khác. Bởi vì tu vi công pháp của Đỗ Kiệt Bân không tầm thường, mặc dù cấp bậc là thiên tiên thượng phẩm nhưng thực lực và thủ đoạn lại không hề thua kém những người thừa kế khác, thậm chí còn nghe đồn, nếu Đỗ Kiệt Bân bạo phát thì có thể đối đầu được với chân tiên. Vậy nên dù nói thế nào thì Hách Hữu Đà cũng phải kiêng kỵ Đỗ Kiệt Bân. Nhưng Đỗ Kiệt Bân lại không đắn đo mà ủng hộ Dương Bách Xuyên. Hành động này không khác nào vả vào mặt Thượng Huyền Tiên Môn, vậy nên Hách Hữu Đà mới chất vấn đối phương. Nhưng lúc này Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên đã bàn xong với nhau, thế nên Đỗ Kiệt Bân chỉ thản nhiên nhìn Hách Hữu Đà, rồi dẫn theo lão mộ và A Thiện rời khỏi. Đỗ Kiệt Bân làm như vậy khiến rất nhiều thiên tiên có mặt đều cho rằng hẳn sợ Thượng Huyền Tiên Môn, bao gồm cả Hách Hữu Đà cũng nghĩ như vậy. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Đỗ Kiệt Bân chỉ liếc nhìn Hách Hữu Đà, không nói câu rồi rời đi. Suy cho cùng thì Thượng Huyền Tiên Môn cũng đứng đầu thế giới Đại Thanh, ngay cả thiếu chủ Thái Thành Tiên Môn xếp thứ ba cũng không dám đắc tội, xám xịt rời đi. Chẳng thế thì sao, Đỗ Kiệt Bân cũng nằm trong danh sách hội công tử thập Đại Tiên Môn, nhưng cũng không dám đi trêu chọc Hách Hữu Đà đó thôi. Sai rồi,
Mặc dù tu vi của Hách Hữu Đà là thiên tiên đại viên mãn nhưng chưa tới mức để cho thiếu chủ của Thái Thanh phải kiêng dè, Đỗ Kiệt Bân sợ chính là Thượng Huyền Tiên Môn. Cũng đúng, dù sao kẻ chết cũng là người thừa kế tương lai của Thượng Huyền Tiên Môn, nếu Đỗ Kiệt Bân thật sự xen vào thì sẽ dính dáng tới cả Thái Thanh Tiên Môn, khi đó sẽ trực tiếp đối đầu với Thượng Huyền Tiên Môn. Yến Vô Lượng thân là tiên chủ của tiên môn đứng đầu, con trai ông ta lại bị một thiên tiên sơ cấp giết chết, sao có thể cho qua được? Đúng thế, nhắc tới tiểu tiên giết chết Yến Ngũ Xích, hắn ta là ai vậy, ta chưa bao giờ gặp người này ở Đại Thanh. Dù thế nào đi nữa, từ hôm nay trở đi, tên tuổi của tiểu tử này chắc chắn sẽ vang dội khắp thế giới Đại Thanh. Ta thấy tên tiểu tử này khả năng là người từ bên ngoài tới, không phải ở Đại Thanh chúng ta nếu không sao lại dám giết người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn. Nếu thế thì thân phận của thiên tiên sơ phẩm này thú vị đó, hoặc là nghé mới sinh không sợ cọp, hoặc là đệ tử của thế lực lớn nào đó ra ngoài rèn luyện. Theo ta thấy khả năng lớn là ý sau, tiểu tử này chắc chắn là đệ tử của một thế lực nào đó, bằng không thì sao dám giết chết Yến Ngũ Xích, hơn nữa tu vi cảnh giới của hắn mới chỉ là thiên tiên sơ phẩm, thực lực như vậy sao có thể giết được Yến Ngũ Xích cấp bậc đại viên mãn. Chắc chắn là trong người hắn có bảo bối, hoặc là thuật pháp tắc cường đại nào đó, chỉ có những tiên môn cường đại mới có thể bồi dưỡng ra một đệ tử thiên tài chiến đấu vượt cấp. Nếu như vậy thì quả đúng là có khả năng này, tên tiểu tử kia là đệ tử của một thế lực lớn nào đó. Xem ra ta phải suy nghĩ lại xem có nên giúp Thượng Huyền Tiên Môn hay. Không, đừng để tới lúc gặp phải đối thủ mạnh, Thượng Huyền Tiên Môn chỉ là bá chủ ở thế giới Đại Thanh, nếu so với toàn bộ tiên giới thì chẳng là gì cả. Đúng thế, đúng thế. Mặc dù xung quanh nhỏ tiếng bàn luận nhưng vẫn lọt vào tai của tất cả mọi người. Dương Bách Xuyên nghe xong thì suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, trong lòng thầm cười, mấy người này vậy mà nghĩ hắn là đệ tử của một thế lực tiên môn nào đó. Thế cũng tốt, càng thế thì càng phải tôn trọng hẳn. Nhưng không biết Hách Hữu Đà nghe thấy thì có cảm giác gì, nhưng mà cho. Dù hắn ta có nghe được thì cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe, bởi vì hôm nay. Hắn nhất định phải làm gì đó, nếu không sau khi trở về sẽ không biết ăn nói thế nào với sư phụ Yến Vô Lượng. Hách Hữu Đà cũng có chút kiêng kỵ, nếu thật sự như mọi người nói, tên tiểu yêu giết chết Yến Ngũ Xích này là đệ tử của thế lực tiên môn lớn, vậy thì khó xử lý rồi. Nhưng nhất định phải thăm dò. Nghĩ vậy Hách Hữu Đà trầm giọng nhìn Dương Bách Xuyên, tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào, báo tên ra. Bản tiên không giết hạng người vô danh. Sự thật là cho tới thời điểm hiện tại, Dương Bách Xuyên vẫn chưa từng nói tên mình, vừa mới bắt đầu đã chém giết. Nghe Hách Hữu Đà hỏi, hắn biết đối phương sợ rồi. Dương Bách Xuyên sao có thể nói thật, hắn làm ra vẻ cao thâm nói, tiểu gia đây tới từ tiên môn nào, một tiểu thiên yêu như ngươi không có tư cách biết, đánh thì đánh đi, nói nhiều thế làm gì. Dương Bách Xuyên còn không biết xấu hổ nói khiến Hách Hữu Đà là một tiểu thiên yêu, bản thân hắn không phải là tiên yêu thấp nhất hay sao. Chẳng qua hắn cố ý sĩ diện như vậy chính là muốn cho Hách Hữu Đà và đám người này nghỉ ngơ, càng ra vẻ cao thâm khó lường thì bọn họ càng kiêng dè, nghỉ thần nghi quỷ. Quả nhiên, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì vẻ mặt Hách Hữu Đà thay đổi, những thiên tiên khác cũng vậy. Trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ vui sướng. Hách Hữu Đà cảm giác được có gì có không đúng, nhưng lúc này cung đã gắn tên hắn không thể không bắn. Cho dù Dương Bách Xuyên là đệ tử của thế lực lớn thì hắn cũng phải cắn răng theo lao. Nghĩ vậy, Hách Hữu Đà hừ lạnh, mặc kệ ngươi là ai, giết người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn ta, nơi này là thế giới Đại Thanh, hôm nay tiểu tử ngươi chết chắc rồi, giết hắn cho ta. Dứt lời, Hách Hữu Đà là người đầu tiên xông tới phía Dương Bách Xuyên. Trong tay hắn cầm thanh đại lao lóe sáng, hắn ta gầm lên đứng cách hơn 10 mét bổ một đao xuống. Xẻ núi cắt biển. Đạo thuật pháp tắc cường đại, một đao chém ra hình thành hư ảnh dài hơn 10 thước. Khí thế như hồng hoang chém tới Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được uy lực của đòn tấn công này, với hoàn cảnh hiện tại, hắn tự tin dốc toàn lực của bản thân cũng có thể chém ra một đao ngăn lại đối phương. Nhưng hắn cũng muốn lập uy trước mặt đám thiên yêu này, sau đó nhanh chóng đuổi theo ba người Đỗ Kiệt Bân, nếu như không muốn ở đây lãng phí thời. Gian thì phải giải quyết một cách tàn nhẫn. Đủ để áp chế sức mạnh từ đao của Hách Hữu Đà, nhất định phải mượn lực lượng của Hắc Liên mới được. Hắc Liên. Dương Bách Xuyên triệu hoán Hắc Liên, sau đó cầm kiếm đồ long chém ra, bát hoang quy nhất, di. Phù kiếm đồ long rung lên, kiếm khí màu trắng bạc tản ra từ trên thân kiếm. Kiếm khí mạnh gấp 3 lần so với lưỡi đao sắc bén của Hắc Hữu Đà,
hơn nữa còn tràn đầy sự vội vã. Rất nhanh, kiếm khí đã va chạm với hư ảnh thanh đao dài hơi 10 thước của Hách Hữu Đà. Âm! Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều nhìn thấy đao khí của Hách Hữu Đà dưới kiếm khí của Dương Bách Xuyên như bị bẻ gãy nghiền nát. Hơn nữa sau đó kiếm khí không hề giảm, nhanh như chớp đánh lên người Hách Hữu Đà, hoặc có thể nói là vụt qua người Hách Hữu Đà rồi bay đến tảng đá khổng lồ cách đó mấy chục mét. Âm! Một tảng đá lớn bằng một ngôi nhà bị vỡ tan tành. Nơi này rốt cục trở nên yên tĩnh. Phụt! Máu tràn ra từ khóe miệng Hách Hữu Đà, hắn ngã về phía sau. Giữa mi tâm hắn có một vệt máu, hắn đã hoàn toàn mất đi tính mạng, ngay cả đạo nguyên cũng không chạy được. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Dương Bách Xuyên xách kiếm đi tới phía trước, lắn lớn tiếng nói. Còn ai muốn cản ta? Ai dám cả ta, ai cản ta nữa? Liên tiếp ba tiếng, không ai trả lời. Ngược lại, khi hắn đi tới, mọi người đều rút lui, nhường ra cho Dương Bách Xuyên một con đường. Giây sau, cơ thể hắn lóe lên, phụt một cái biến mất tại chỗ. Lại giết thêm một thiên tiên đại viên mãn, gọn gàng dứt khoát. Mấy chục thiên tiên thấy Dương Bách Xuyên biến mất, cả đám nhìn nhau, không ai dám ngăn cản Dương Bách Xuyên, cũng không ai nói gì, nhìn Dương Bách Xuyên rời đi. Chỉ để lại thi thể của Hách Hữu Đà và đệ tử Thượng Huyền Tiên Môn khốn khổ nhất. Đệ tử của các thế lực khác cũng chỉ an ủi người của Thượng Huyền Tiên Môn một hồi. Kết quả cuối cùng đệ tử của Thượng Huyền Tiên Môn mang thi thể rời đi, kết thúc chuyến đi đến Tiên Phủ Đại La, trở về phục mệnh. Ở một nơi hạn chế thiên tiên tiến vào như Tiên Đại La này, dường như không ai có thể tấn công hung thủ, ở lại cũng phí công, chỉ bằng báo tin cái chết của thiếu môn chủ càng sớm càng tốt. Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, dù sao người chết cũng không phải người của tiên môn bọn họ. Còn Dương Bách Xuyên cũng đi tìm ba người Đỗ Kiệt Bân, hắn đương nhiên có hứng thú với mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Tuy hiện giờ hắn mượn sức mạnh của Hắc Liên có thể giết được thiên tiên đại viên mãn, nhưng nó cũng chỉ giới hạn đến đó. Nếu xuất hiện 18 thiên tiên đại viên mãn, vậy thì cho dù có Hắc Liên hỗ trợ cũng khó đối phó, thậm chí nếu xuất hiện chân tiên, vậy thì càng khó nói. Hơn nữa sức mạnh của Hắc Liên dường như có liên quan đến tu vi và sức mạnh của hắn, không phải một tồn tại vô định. Mặc dù bây giờ hắn đã phi thăng lên tiên giới thành tiên, nhưng Hắc Liên cũng chưa hoàn toàn rời khỏi hắn, vẫn đang hấp thu sức mạnh phát ra từ nguyên thần trong biển ý thức để nuôi dưỡng nàng ấy. Quan trọng hơn là hắn cũng không thể lúc nào cũng ở lại vào Hắc Liên, dù sao thì dựa vào bản thân mới tính là mạnh mẽ. Mặt khác, Dương Bách Xuyên biết mình mới đến tiên giới, kỳ thật hắn còn chưa hiểu rõ sức mạnh của tiên giới và cách vận dụng pháp tắc đạo thuật, sức. Mạnh pháp tắc ở tiên giới khác hẳn với ở tu chân giới. Nhưng phương thức chiến đấu và cách sử dụng sức mạnh của hắn thì vẫn giống như ở tu chân giới. Hắn biết như vậy là không nên, có rất nhiều điều hắn còn phải tìm hiểu và học hỏi thêm. Chẳng qua từ khi đến tiên giới đến giờ chưa từng dừng lại, sau khi vào Tiên Phủ Đại La lại càng gấp gáp hơn. Nhất là sau khi hắn giết chết Yến Ngũ Thước, Dương Bách Xuyên biết rõ sau khi hắn rời khỏi nơi này, chắc chắn sẽ bị Thượng Huyền Tiên Môn truy sát, không có thực lực là không được. Hắn phải tăng thực lực của mình càng nhanh càng tốt, và con đường tắt lúc. Này chính là tìm được tiên đan kim nguyên chân đạo trong mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Theo lời Lão Mạc nói, thiên tiên chỉ cần dùng một viên tiên đan kim nguyên chân đạo là đủ để bước vào chân tiên cảnh, đây là thứ thích hợp nhất, cũng là cấp thiết nhất đối với hắn bây giờ. Nếu có thể tìm được tiên đan kim nguyên chân đạo, có thể khiến cho tu vi từng bước tiến lên chân tiên cảnh, vậy hắn mới có năng lực để đối phó với Thượng Huyền Tiên Môn sau khi ra khỏi Tiên Phủ Đại La. Nếu không, sau khi ra ngoài bị người ta đuổi giết, hắn sẽ rất bị động. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên có một loại cảm giác cấp bách rất mãnh liệt, chẳng qua hắn bây giờ cũng xem như là cao thủ tu luyện, không biểu hiện cảm giác cấp bách này ra ngoài mà thôi. Sau khi chạy loạn nửa ngày, Dương Bách Xuyên phát hiện phía sau không có ai đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi dừng lại, trước mắt là rừng rậm. Hắn lao vào, tìm một cái hốc cây lớn rồi tiến vào trong. Hắn bày ra một kết giới ở lối vào, BZOI xếp bằng trong hốc cây chưa đến 2 mét, chuẩn bị tiến vào bình càn khôn để tưới cho cây thạch tiên quả. Hắn cũng không muốn cây thạch tiên quả vất vả lắm mới có được vừa bỏ vào đã chết. Sau khi phi thăng bình càn khôn cũng đã thay đổi rất lớn, kể từ khi sư phụ Vân Thiên Tà rời đi, Dương Bách Xuyên cũng chưa vào không gian của bình càn. Khôn bao giờ? Lúc này hắn chuẩn bị vào trong xem có thay đổi gì khôn. Sau đó Dương Bách Xuyên tiến vào không gian bình càn khôn. Đây, có vẻ cũng không thay đổi nhiều lắm.
Sau khi Dương Bách Xuyên xuất hiện trong không gian bình càn khôn, nhìn thấy không gian bình càn khôn, không nhịn được nói. Hắn thấy không gian của bình càn khôn vẫn có bán kính nghìn mét như trước, núi Linh Đào, núi Tử Lôi, hồ Long Ngư nơi có nước sinh mệnh, đương nhiên hiện giờ đã không còn Long Ngư nữa, năm đó hẳn đã bảo Mai Tỷ chuyển toàn bộ Long Ngư đến Vân Môn Tiên Cảnh. Linh dược viên xa xa vẫn còn tồn tại, các loại linh dược hắn trồng toát ra mùi thơm thoang thoảng. Trong góc cất đồ rất thưa thớt, trước khi phi thăng hẳn đã để lại tất cả những gì tích lũy trong không gian bình càn khôn cho những người phụ nữ của hắn. Cũng tương đương với thanh lọc trước khi phi thăng lên tiên giới. Cây thạch tiên quả vừa mới lấy được đang nằm trong một góc của linh dược viên. Dương Bách Xuyên đi tới, đào một cái hố to trồng cây thạch tiên quả xuống. Sau đó đi tới đá sinh mệnh, giơ tay vẫy cái xô vào tay. Hắn lấy một giọt nước sinh mệnh từ hồ Long Ngư vào xô để tưới cho cây thạch tiên quả. Khi hắn nhìn nước sinh mệnh trên đá sinh mệnh, ngây ngốc cả người. Hắn phát hiện ba giọt nước sinh mệnh màu tím ban đầu bây giờ đã chuyển sang màu vàng. Số lượng không thay đổi, vẫn là ba giọt như trước, nhưng màu sắc lại thay đổi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vui vẻ. Bởi vì hắn biết mỗi lần nước sinh mệnh thay đổi màu sắc, nghĩa là chất lượng đã được tăng lên một bậc. Hắn vung tay một cái, một giọt nước sinh mệnh màu vàng rơi vào trong xô, trong nháy mắt, nước trong xô tỏa ra ánh sáng màu vàng, hoàn toàn bị đồng hóa thành màu vàng. Nước sinh mệnh đã tiến hóa đến mức độ nào, tưới vào cây thạch tiên quả rồi sẽ biết. Dương Bách Xuyên trực tiếp đi đến trước cây thạch tiên quả, đổ một dòng nước sinh mệnh đã pha loãng xuống. Hắn lập tức há hốc, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy toàn bộ lá cây của cây thạch tiên quả bắt đầu rụng dần, từ một cái cây đầy sức sống biến thành một cái cây khô trơ trụi. Mẹ kiếp đùa à, cây thạch tiên quả mà ta liều mạng lấy được bị tưới nước chết rồi. Dương Bách Xuyên nhìn thấy lá cây rụng hết, không nhịn được mắng một tiếng. Vốn tưởng rằng sau khi nước sinh mệnh biến thành màu vàng, công hiệu sẽ tốt hơn trước, nào ngờ lần này tác dụng ngược, vừa tưới một xô đã chết rồi. Điều này thật vô lý. Dương Bách Xuyên cảm thấy buồn bực. Không phản triển theo kịch bản thông thường mà Nhưng mà chỉ mới mắng một câu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Trong chớp mắt, hắn lại nhìn thấy cành cây của cây thạch tiên quả lại tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. 8. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự thay đổi này, lại ngạc nhiên kêu lên. Sau đó hắn phát hiện cây thạch tiên quả đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt lại bắt đầu nảy mầm lần nữa. Không đến 10 hơi thở, cây thạch tiên quả khô héo lại sum xuê lá đầy sức sống. Hơn nữa còn chưa dừng lại, sau đó là nở hoa, rồi lại kết quả. Không nhiều không ít, vẫn là 12 quả thạch tiên quả như trước xuất hiện. Nửa giờ sau, thạch tiên quả tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, quả thực đã trưởng thành. Dương Bách Xuyên nhìn đến ngơ ngác. Hồi lâu sau, hắn cười to, ha 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 ha. Phát tài rồi, với tốc độ trưởng thành này, sau này không cần lo lắng về tiên quả tiên dược nữa. Một giọt nước sinh mệnh đã có tác dụng như vậy, vậy ba giọt nước sinh mệnh sẽ đạt tới trình độ nào nữa, đây là điều Dương Bách Xuyên không dám. Tưởng tượng, không hề nghi ngờ, sau khi hắn phi thăng, nước sinh mệnh cũng đã thăng hoa, hơn nữa thăng hoa đến một trình độ cực cao. Về phần còn có tác dụng khác hay không, Dương Bách Xuyên tin là có. Bởi vì trước kia hắn có thể dùng nước sinh mệnh để khống chế yêu thú, mà bây giờ đã lên tiên giới. Hắn đoán có thể khống chế tiên thú hoặc hung thú gì đó. Nhưng rốt cuộc có thể khống chế tiên thú hay hung thú hay không, đến lúc đó phải thử mới biết được. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có lòng tin với nước sinh mệnh. Còn một vấn đề nữa là, bây giờ đã lên tiên giới, nước sinh mệnh vẫn chỉ có ba giọt như trước, nhưng sau khi sử dụng, rốt cuộc phải mất bao lâu thời gian mới có thể khôi phục lại. Lúc ở tu chân giới, sau khi sử dụng hết 3 giọt nước sinh mệnh phải mất 9 ngày để khôi phục, nói cách khác thời gian khôi phục một giọt nước sinh mệnh là 3 ngày. Nhưng mà sau khi tới tiên giới, thời gian sẽ khác biệt so với tu chân giới. Một ngày ở tiên giới bằng 1 năm ở tu chân giới. Một hơi thở nhỏ ở tiên giới có thể xem như một ngày hay một đêm ở tu chân giới, một hơi thở lớn mới là một ngày trọn vẹn ở tu chân giới. Nếu thời gian khôi phục của nước sinh mệnh ở tiên giới dựa trên tiêu chuẩn thời gian của tiên giới, phải có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu tính như vậy, chẳng phải hắn phải mất 1 năm mới có thể khôi phục một giọt nước sinh mệnh hay sao? Lúc này Dương Bách Xuyên không thể nào biết được, nhưng lại nghĩ tới bình càn khôn, hoặc là linh hồn bình càn khôn. Từ sau khi sư phụ rời đi, linh hồn bình càn khôn liền xuất hiện,
hơn nữa còn truyền thụ công pháp tu thần cho hắn, hoặc là nói công pháp thứ hai của Càn Khôn Tạo Hóa Công, cũng nói cho hắn biết một ít bí mật về thiên giới và địa giới trong tam giới. Dù sao thì sau khi sư phụ rời đi, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng tìm linh hồn bình Càn Khôn, cũng không tiến vào không gian bình di Càn Khôn, thật ra không phải hắn không có thời gian vào, mà hắn sợ tức cảnh sinh tình, nhớ tới sư phụ nhà mình. Nếu nói hắn không hề nhớ sư phụ chút nào, thì chính là lừa mình dối người. Cho nên hắn vẫn luôn lảng tránh bình Càn Khôn. Nhưng hôm nay cũng là không còn cách nào khác mới tiến vào. Bởi vì hắn biết rõ, sau khi giết chết Yến Ngũ Thước, người thừa kế của Thượng Huyền tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, sau khi ra khỏi tiên phủ Đại La, hắn sẽ phải đối mặt với Thượng Huyền tiên môn, thậm chí là cả thế giới Đại Thanh. Dù sao thì Thượng Huyền tiên môn cũng là thế lực đứng đầu thế giới Đại Thanh, mà người hắn giết là người thừa kế của Thượng Huyền tiên môn, có mối liên hệ rất lớn. Cho nên đến lúc phải đối mặt, hắn không thể không vào. Lúc này hắn muốn biết thời gian khôi phục khi sử dụng của nước sinh mệnh, liền hỏi linh hồn bình Càn Khôn. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hét vào không khí. Linh hồn bình Càn Khôn, ra đây đi. Giọng nói của hắn lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng trong không gian bình Càn Khôn. Sau đó một tia sáng màu vàng chiếu xuống. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, quả thật phát hiện một tòa cung điện bảy màu rực rỡ xuất hiện trong mây mù hỗn loạn của không gian bình Càn Khôn. Tiểu tử, lên đây nói. Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, Dương Bách Xuyên biết đây là linh hồn bình Càn Khôn. Trong lòng hắn rung động, nhấc chân đi về phía cung điện. Cung điện trong không gian bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên biết đây mới là nơi trung tâm thần bí nhất của bình Càn Khôn. Vẫn có một giọng nói của một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, vẫn phát ra từ trong thần điện Càn Khôn. Chẳng qua lần này không thấy quả cầu đen trắng, Dương Bách Xuyên biết là do lần trước đã bị hắn dung hợp. Mà bên trong thần điện Càn Khôn vẫn hỗn loạn một mảnh, mây mù lượn lờ không nhìn thấy gì cả. Hắn ở trong thần điện Càn Khôn, giống như một kẻ lạc đường. Xung quanh đều hỗn loạn. Muốn hỏi vấn đề thời gian của nước sinh mệnh. Giọng của thiếu niên lại vang lên lần nữa. Dương Bách Xuyên vẫn không nhìn thấy ai. Lúc này hắn không nhịn được nói, đừng giả thần giả quỷ, xuất hiện đi. Sau đó trong thần điện xuất hiện một luồng khí, chậm rãi tụ thành hình. Hắn vốn nghĩ trong lòng người xuất hiện sẽ có dáng vẻ của một thiếu niên. Không ngờ chỉ xuất hiện một luồng khí lưu ly, thoạt nhìn thì trong suốt như pha lê, nhìn kỹ thì đầy màu sắc, trông rất đẹp mắt. Không lớn lắm, chỉ to bằng nắm tay người. Luồng khí lưu ly có biến hóa, cũng chỉ biến thành hình dạng một con chó nhỏ, nhưng vẫn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục biến đổi. Mọc ra sừng và râu rồng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Cuối cùng không còn giống một con chó nhỏ nữa. Có chút giống kỳ lân, nhưng lại có cánh. Đây là con gì vậy? Dương Bách Xuyên ngơ ngác nhìn con vật nhỏ trước mặt. Ngươi là linh hồn bình Càn Khôn. Dương Bách Xuyên hỏi một câu. Không thì sao, thứ to bằng nắm tay này có một đôi mắt to giống như con người, rất có nhân tính, nói chuyện như một mùi có linh tính và trí tuệ. Giọng nói này giống hệt với giọng thiếu niên vỡ giọng trước đó. Lúc này Dương Bách Xuyên xác định đây quả thực là linh hồn bình Càn Khôn. Nhưng hắn không biết đây là loại thần thú nào. Ngươi là thứ gì vậy? Sau khi sững sờ một lúc, Dương Bách Xuyên hỏi một câu rất bất lịch sự. Tiểu tử ngươi nói gì vậy, ai là thứ gì? Bổn đại thần là thiên địa tinh linh, ngươi có thể gọi ta là Càn Khôn. Linh hồn bình Càn Khôn hùng hùng hổ hổ xác nhận tên của mình với Dương Bách Xuyên. Càn Khôn. Cái tên này là một từ rất lớn, Dương Bách Xuyên đoán rằng chính linh hồn bình Càn Khôn cũng không dám gọi như vậy. Hoặc là nói chính là nó. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Bình Càn Khôn. Càn Khôn Tạo Hóa Công, Linh Hồn Bình Càn Khôn, tất cả đều đặt tên theo Càn Khôn. Vô cùng chuẩn xác. Được rồi, vậy gọi ngươi là Càn Khôn. Dương Bách Xuyên không tranh cãi với Càn Khôn. Hắn hỏi, bây giờ sau khi sử dụng nước sinh mệnh, thời gian để khôi phục lại là bao lâu? Hắn hỏi hết câu này đến câu khác, hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng. Ngoài ra còn có các tác dụng khác của Bình Càn Khôn cũng phải từ từ tìm hiểu. Chỉ nghe Càn Khôn nói. Thời gian khôi phục một giọt nước sinh mệnh sau khi sử dụng là 9 đại chu thiên. Tương đương với 9 ngày của tu chân giới, thời gian coi như có thể chấp nhận, nếu sử dụng cả 3 giọt, thời gian khôi phục là 27 ngày, 1 tháng. Nhưng mà đặt ở tiên giới thì cũng không tính là gì. Chỉ là một cái chớp mắt trong thời gian tu luyện mà thôi. Sau khi phi thăng lên tiên giới,
tuy rằng thời gian sẽ dài hơn, nhưng tuổi thọ cũng tăng lên vô hạn, cũng có nghĩa là tiên nhân sau khi thành tiên không cần phải lo lắng vấn đề tuổi thọ nữa. Cho nên thời gian ba đại chu thiên cũng không là gì cả. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó hỏi là ấy nước sinh mệnh còn tác dụng khống chế yêu thú không? Ý của ta là, sau khi đến tiên giới, có thể khống chế tiên thú hay hung thú không? Lúc này linh hồn Bình Càn Khôn trợn mắt, nói, đương nhiên là có thể, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, Bình Càn Khôn là một sự tồn tại siêu việt vượt qua vạn vật, không gian Bình Càn Khôn có thể nói là phúc lợi mà chủ nhân cũ để lại cho người kế vị, mỗi một thứ đều là bảo vật hàng đầu. Vậy nên khống chế tiên thú hung thú gì đó chỉ là chuyện nhỏ, đương nhiên với điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực sử dụng, có thể làm cho tiên thú hoặc yêu thú dùng mới được. Còn một điều nữa, ngươi cũng đã thấy tác dụng của nước sinh mệnh đối với tiên thụ rồi đó. Một giọt nước sinh mệnh hoàn toàn có thể làm cho một cây tiên thụ tăng trưởng tốc độ ngàn năm, ba giọt thì là 3.000 năm, đương nhiên đây chỉ mới là bắt đầu, sau này vẫn còn điều bất ngờ dành cho ngươi. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng an tâm, nếu tác dụng của nước sinh mệnh vẫn còn, không có biết mất, thậm chí là càng mạnh hơn, vẫn có lợi đối với hắn, ngày sau sẽ là con át chủ bài của hắn. Vấn đề tiếp theo, trong không gian Bình Càn Khôn có xuất hiện bảo vật nào? Khác không? Dương Bách Xuyên hỏi. Bình Càn Khôn dứt khoát đáp, không có. Không phải đã thăng cấp rồi sao, sao lại không có? Dương Bách Xuyên buồn bực nói. Linh hồn Càn Khôn nói, tiểu tử ngươi nên biết đủ đi, linh đào, lá tử lôi và nước sinh mệnh đều đã có biến hóa, sao có thể không có? Nếu không sao tiểu tử ngươi chỉ mới dùng vài lá tử lôi đã có thể giết được một thiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa, Bình Càn Khôn của ta có linh, cũng cần dùng bảo vật thiên địa tẩm bổ, tiểu tử ngươi chỉ biết đòi lấy, cũng không biết tìm bảo vật thiên địa cho ta, sao? Có thể có thêm. Nhớ kỹ, sau này muốn ta cải tiến không thành vấn đề, nhưng ngươi phải tìm kiếm bảo vật thiên địa cho ta để ta bổ sung năng lượng, như vậy mới có đủ sức mạnh để mở thêm địa điểm mới trong không gian Bình Càn Khôn cho ngươi. Ví dụ như mở rộng không gian của Bình Càn Khôn, lại ví dụ như sau khi ngươi làm cho Bình Càn Khôn thăng cấp, có thể xuất hiện các bảo vật khác giống như lá tử diệp, linh đào và nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên nghe xong hai mắt sáng lên, vậy ngươi cần năng lượng gì mới có thể thăng cấp? Trước đây hắn đã chứng kiến Bình Càn Khôn thăng cấp, bây giờ nghe linh hồn Bình Càn Khôn chính miệng nói ra, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy bình thường. Điều này phải xem cơ duyên, đợi ngươi gặp được bảo vật thiên địa khiến Bình Càn Khôn cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta sẽ tự nhắc nhở ngươi. Linh hồn Càn Khôn nói. Được. Ngươi là đại gia, ta nghe lời ngươi, nếu gặp được bảo vật thiên địa có thể giúp ngươi thăng cấp, nhất định phải nói với ta, ta có liều cái mạng già này cũng đi tìm cho ngươi. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng Bình Càn Khôn có thể thăng cấp liên tục, đồng nghĩa với việc sức mạnh của hắn cũng tăng lên liên tục. Dương Bách Xuyên cho rằng Bình Càn Khôn rất thần bí, dù là linh đào, hay là cây tử lôi, hay là nước sinh mệnh, đều là bảo bối siêu cấp nghịch thiên. Tùy tiện lấy một cái ra ngoài cũng có thể gây ra chấn động lớn. Nếu sau này Bình Càn Khôn tiếp tục thăng cấp, những bảo vật như nước sinh mệnh sẽ xuất hiện càng nhiều hơn, như vậy hắn nhận được càng nhiều, nghĩ tới đã thấy rất thỏa mãn rồi. Tu vi tăng cao và sức chiến đấu kéo dài của hắn là thứ người khác không thể so sánh được, cũng khó mà tưởng tượng được. Thần điện Càn Khôn này làm sao vậy? Dương Bách Xuyên hỏi điều muốn hỏi nhất. Trong toàn bộ không gian Bình Càn Khôn, thứ bí ẩn nhìn không thấu nhất chính là thần điện Càn Khôn. Đây là điều Dương Bách Xuyên muốn biết nhất. Hắn vẫn chưa hiểu về nơi trung tâm cốt lõi nhất. Mặc dù linh hồn Bình Càn Khôn nói Dương Bách Xuyên là chủ nhân của Bình Càn Khôn, nhưng còn rất nhiều nơi trong không gian Bình Càn Khôn hắn không nhìn thấu, điều này khiến hắn có chút lo lắng bất an. Lỡ như sau này Bình Càn Khôn mất kiểm soát thì phải làm sao? Phải nghĩ đến tất cả tình huống xấu nhất. Sau khi hỏi về thần điện Càn Khôn, Dương Bách Xuyên phát hiện linh hồn Càn Khôn khẽ run lên, lập tức biến mất không thấy đâu, giọng điệu mất kiên nhẫn nói, tiểu tử. Bây giờ ngươi chỉ là một tiểu thiên tiên, hỏi nhiều như vậy làm gì, chuyện của thần điện Càn Khôn, sau này ngươi sẽ tự biết, được rồi, đi đi, đừng làm phiền ta ngủ. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể không tự chủ được bay ra ngoài thần điện Càn Khôn. Sau đó trực tiếp tới không gian Bình Càn Khôn, xuất hiện ở linh dược viên như trước. Chắc chắn có bí mật giấu ta. Dương Bách Xuyên bất mãn khó chịu lẩm bẩm một mình. Tuy nhiên, trong đầu hắn lại vang lên tiếng mắng của linh hồn Bình Càn Khôn, bí mật cái rằm, lão tử chính là bí mật lớn nhất của Bình Càn Khôn, tiểu tử ngươi nói xấu sau lưng phi quân tử. Ồ,
vậy mà cũng nghe được sao? Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Đối với linh hồn bình càn khôn, Dương Bách Xuyên tạm thời không thể làm gì được, nhưng mà hắn có thể chắc chắn là, linh hồn bình càn khôn không có ác ý với hắn. Hắn lùi lại trao đổi với linh hồn bình càn khôn mấy câu, hỏi về thời gian của lá tử lôi và linh đào, về cơ bản cũng giống như thời gian khôi phục của nước sinh mệnh. Sau đó, Dương Bách Xuyên trực tiếp hái 12 quả thạch tiên quả, sau khi bảo tồn liền lấy ra khỏi không gian bình càn khôn. Tính toán thời gian đã gần sát với thời gian đã hẹn ba người Đỗ Kiệt Bân, hắn phải quay lại hội hợp, nếu không với tính cách của Đỗ Kiệt Bân sẽ quay lại tìm. Sau khi ra khỏi hốc cây, Dương Bách Xuyên đi theo con đường mà Lão Mạc chỉ dẫn lúc trước. Sau một tiểu chu thiên, cuối cùng cũng thấy ba người Đỗ Kiệt Bân. Xuyên tử. Thấy vẻ mặt lo lắng của Đỗ Bân, sau khi nhìn thấy hẳn lại vui sướng thoải mái, trong lòng Dương Bách Xuyên có một cảm giác ấm áp. Nhân sinh có thể kết giao với một người bạn như Đỗ Kiệt Bân thì cũng đáng giá. Lão đồ. Dương Bách Xuyên mỉm cười đi qua. Sao rồi, ngươi không sao chứ? Thấy Dương Bách Xuyên nguyên vẹn đi tới, nhưng Đỗ Kiệt Bân vẫn hỏi, trước đó hẳn ta lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Có thể thoát ra khỏi nhiều thiên tiên như vậy bao vây. Nhưng sau khi rời đi, càng ngày càng lo lắng, dù sao đó cũng là thiên tiên thượng phẩm, trong đó có không ít thiên tiên đại viên mãn tồn tại. Bây giờ thấy Dương Bách Xuyên an toàn vượt qua, trong lòng Đỗ Kiệt Bân cũng khâm phục Dương Bách Xuyên. Hắn chỉ là một thiên tiên sơ phẩm. Ha ha, giết hách hữu đà. Sau đó những thiên tiên khác đều sợ hãi, ta bình an rời đi. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói. Đỗ Kiệt Bân nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng chấn động. Đỗ Kiệt Bân cũng biết hách hữu đà kia, là thiên tiên đại viên mãn, nhưng Dương Bách Xuyên lại nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc có thực lực gì? Vô địch trong số thiên tiên sao? Đỗ Kiệt Bân nghĩ vậy, cảm thấy rất hợp lý, Dương Bách Xuyên có thể giết Yến Ngũ Thước, còn có thể giết hách hữu đà. Đều là tu vi thiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa bị nhiều thiên tiên như vậy vây quanh cũng có thể bình an rời đi, năng lực này, nói là vô địch trong số thiên tiên cũng không quá. Lão Mạc, ông chắc chắn là ở đây chứ? Đỗ Kiệt Bân trợn mắt hỏi Lão Mạc. Lão Mạc gật đầu nói, theo kết quả suy diễn chắc chính là khu vực này, nhưng lối vào ở đâu thì chúng ta phải đi tìm thôi. Dương Bách Xuyên cũng hơi kinh ngạc, sững sờ nhìn môi trường xung quanh. Chỗ Lão Mạc dẫn mọi người đến không phải di tích cung điện đổ nát gì, mà là xuất hiện trên một vùng đồng hoang địa hình bằng phẳng rộng lớn. Cỏ dại mọc tùm, đừng nói là cung điện, ngay cả một cái cây cũng chẳng thấy. Theo lý, các chỗ như mật thất luyện đan phải tồn tại ở phế tích cung điện. Cho dù là tiên phủ đại la bị phá hủy, cũng là bị chôn vùi ở dưới lòng đất mới đúng. Nhưng nơi này chỉ là đồng cỏ dại cao ngang người, ngoài ra không có đến một tảng đá. Căn bản không tìm được chỗ nào có di tích cung điện hoặc là lối vào có liên quan tới mật thất luyện đan. Ở đây đâu tồn tại mật thất luyện đan gì, hang chuột cũng không thấy. Đỗ Kiệt Bân lẩm bẩm. A Thiện nói, thiếu chủ đừng nóng vội, chúng ta tìm xung quanh đi, vị trí được suy diễn mấy năm chắc sẽ không sai đâu, chính là khu vực này. Trong địa hình xung quanh thực ra từng xảy ra thay đổi, dù sao cũng đã qua nhiều năm tháng như vậy rồi, dù có cung điện, nhưng cũng có khả năng bị chôn vùi dưới lòng đất. Hơn nữa còn một điểm, chính là trong địa hình ở đây, hình như từng có sông chảy qua, cho nên mọc cỏ dại. Được rồi, vậy thì tìm đi, Đỗ Kiệt Bân nói. Sau đó, bốn người chia nhau ra, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Trong đồng cỏ dại cao ngang người, bốn bọn họ bị bao phủ bên trong không thể thấy tung tích, ở môi trường này không hề dễ tìm. Chỉ chớp mắt ba tuần đã trôi qua, bốn người mới tìm được khoảng một nửa đồng cỏ dại, nhưng vẫn chưa có bất cứ thu hoạch gì. Lại qua ba tuần nữa, bốn người chạm mặt, ngơ ngác nhìn nhau. Lão Mạc, A Thiện, có phải sai chỗ rồi không? Đã tìm khắp chốn này rồi. Nhưng không có gì cả. Giờ phút này, Đỗ Kiệt Bân trở nên hơi nóng nảy. Đây, lúc này Lão Mạc cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải tin tức thu xếp nhiều năm bị sai thật rồi không? Bỗng chốc, ông ấy cũng không biết nên trả lời thiếu chủ Đỗ Kiệt Bân như thế nào. A Thiện vẫn luôn lạnh lùng ít nói. Giờ lại rất nghiêm túc, thiếu chủ, vị trí đại khái chắc sẽ không sai, dù sao người của Thái Thanh Thiên Môn chúng ta đã vào tiên phủ đại la thu thập tình hình ba lần, lại tốn hơn nghìn năm mới suy diễn ra. Hơn nữa đây là do môn chủ và mấy trưởng lão đích thân suy diễn, nên sẽ không sai. Nhưng vấn đề bây giờ là không có manh mối gì, ở đây hoàn toàn chỉ là đồng cỏ dại, ngoài ra không còn gì nữa. Lúc ba người Đỗ Kiệt Bân tranh chấp,
Dương Bách Xuyên cũng không rảnh rỗi. Bọn họ không tìm được lối vào mật thất luyện đan, nhưng hắn đã nghe thấy lời cam đoan của Lão Mạc và A Thiệt, nên hắn lựa chọn tin tưởng. Lúc này Dương Bách Xuyên nhớ đến chim thần ma, trong bụng tên kia có hàng, biết nhiều thứ, Dương Bách Xuyên lập tức truyền âm trao đổi với chim thần ma. Quả đen, có thể cho chút ý kiến không? Hoặc tìm giúp xem nơi này có chỗ đáng nghỉ gì không? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng chim thần ma. Lão tử còn tưởng tiểu tử ngươi sẽ không hỏi. Nghe này nhóc khốn, vùng đất này có đồ, nhưng các ngươi tìm sai phương hướng rồi, nên tìm từ dưới đất. Chim thần ma nói với giọng nói móc. Có thể cụ thể hơn không? Chỗ rộng lớn như vậy, bọn ta tìm thế nào? Dương Bách Xuyên rất trực tiếp, truyền âm. Chim thần ma truyền âm nói, bên trái khoảng 300 mét có chút dao động yếu ớt, cụ thể có phải hay không thì lão tử cũng không chắc, nếu không phải thì là ở chỗ khác. Còn một điểm nữa, chỉ cần Lão Mạc và A Thiện tin chắc, vậy thì chắc chắn tồn tại mật thất luyện đan của tiên phủ Đại La. Quả thật đan kim nguyên chân đạo từng tồn tại, tiếng tăm lẫy lừng ở thế giới này. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn nghĩ nói với Đỗ Kiệt Bân thử xem. Tất nhiên không thể nói là chim thần ma phát hiện, Dương Bách Xuyên vẫn luôn coi chim thần ma là tồn tại không được đếm xỉa tới, không thể để người khác biết tên này là một con chim điên am hiểu mọi việc. Làm như vậy chỉ sẽ gây phiền phức cho bản thân hắn. Xuyên tử, người nói xem làm sao bây giờ, còn tìm nữa không? Ba người Đỗ Kiệt Bân rằng có một lúc vẫn không có cách hay, quay đầu thấy Dương Bách Xuyên đang cúi đầu, bèn lên tiếng hỏi ý kiến của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đang giàu dĩ vì không tìm được lý do nói cho Đỗ Kiệt Bân, nghe hắn ta nói chuyện, Dương Bách Xuyên vội đáp, ta cảm thấy có phải chúng a nên tìm dưới đất không? Dưới đất, Đỗ Kiệt Bân sửng sốt. Đúng. Nếu Lão Mạc và A Tị đều nói đây là kết quả Thái Thanh Tiên Môn các ngươi tốn hơn nghìn năm mới suy diễn ra, vậy ta cho rằng vẫn rất đáng tin, chỉ là chúng ta luôn tìm trong cỏ dại, cái này rõ ràng quá rồi. Nếu mật thất luyện đan thật sự tồn tại, thì đã bị người ta phát hiện từ lâu. Cho nên ta cảm thấy chúng ta nên kiểm tra dưới đất, lỡ như lối vào mật thất luyện đan bị chôn ở dưới đất thì sao? Nói cách khác, bản thân mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La không phải kiến trúc thường thấy, nó là tồn tại độc lập. Hoặc nói là bị chôn vùi dưới mặt đất, thực ra những tình huống này đều có thể xuất hiện. Cho nên ý của ta là chúng ta tìm thử dưới đất, các ngươi thấy thế nào? Dương Bách Xuyên bắt đầu dẫn dắt ba người Đỗ Kiệt Bân. Đương nhiên cuối cùng người có thể tìm được manh mối chắc chắn sẽ là hắn. Bởi vì Dương Bách Xuyên cần công lao này, như vậy sau khi tìm thấy mật thất luyện đan, tìm thấy đan kim nguyên chân đạo mới có thể có phần của hắn, hắn cũng có thể yên tâm chia sẻ phương pháp luyện đan ở trong tay Đỗ Kiệt Bân. Càng sẽ không khiến Lão Mạc và A Thiện cảm thấy là hắn chiếm lợi, Dương Bách Xuyên không thích chiếm lợi của người ta. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, mắt của Đỗ Kiệt Bân, Lão Mạc và A Thiện đều sáng lên. Được, vậy thì tìm thử xem. Ngươi nói hoàn toàn có lý, nếu vị trí không sai, thì chỗ lối vào rất có thể là ở dưới đất. Đỗ Kiệt Bân nói. Dương huynh đệ nói có lý. Ta tán thành. Lão Mạc và A Thiện đều tỏ ý tán thành với lời của Dương Bách Xuyên. Tiếp theo, bốn người lại bắt đầu chia ra, sử dụng tiên thức để tìm kiếm. Giống như dự tính trong lòng, Dương Bách Xuyên đã đến điểm đích dưới sự chỉ điểm của chim thần ma. Ngươi chắc chắn chính là nơi này à? Dương Bách Xuyên đến chỗ chim thần ma chỉ định, hỏi. Nói nhảm cái gì, lão tử còn có thể lừa ngươi chắc. Vùng đất hoang vu này, chỉ có ở đây truyền tới khí thức năng lượng vô cùng yếu ớt từ dưới đất, tên gã yếu như ngươi không cảm nhận được. Từ chỗ này đào xuống 10 mét thì ngươi sẽ có thể cảm nhận được khí tức năng lượng, có đến 8-9 phần chính là chỗ lối vào của mật thất luyện đan. Chim thần ma không kiên nhẫn nói. Tin ngươi một lần. Dương Bách Xuyên gật đầu, sau đó cầm kiếm đồ long, thúc giục sức mạnh đan càn khôn trong người, đột nhiên đâm một kiếm xuống đất. Việc dùng kiếm đồ long để đào đất đối với hắn còn không phải chỉ tốn vài phút à. Phập, keng, đệch, đất của tiên giới cứng như vậy hả? Dương Bách Xuyên không ngờ đâm một kiếm xuống lại chỉ đâm được nửa mét. Nếu là mặt đất của tu chân giới, thì một kiếm của hắn đã đào ra cái hố 10 mét rồi. Kết quả không ngờ mặt đất của tiên giới lại có độ cứng vượt xa tưởng tượng của hắn, kiếm này chỉ đâm được nửa mét. Ha ha, tên gã yếu nhà ngươi còn tưởng đây là tu chân giới sao? Nơi này là tiên giới có pháp tắc toàn diện, thế giới đại địa ổn định của tam giới, không dốc. Toàn lực thì đừng mơ đào được. Chim thần ma không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đả kích Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cất kiếm đồ long, tâm thần chờ động, trực tiếp thúc giục pháp tướng chí tôn đến độ cao khoảng 8-9 mét. Sau đó,
Hắn thúc giục toàn bộ sức mạnh trong người, hai tay khổng lồ hiện ra, bắt đầu đào hố. Phập phập phập. Sau khi sử dụng toàn lực, dưới sự gia tăng của thân thể pháp tướng, cuối cùng tốc độ đã coi như nhanh hơn rất nhiều. Khoảng nửa tiếng sau, một cái hố rộng 3 mét, sâu 10 mét hiện ra. Lúc đào lượt cuối cùng, hai tay Dương Bách Xuyên đã chạm vào kim thạch. Âm. Sau một tiếng nổ vang, kim quang bùng lên, cuối cùng có năng lượng tản ra. Lần này hắn cảm nhận được rồi. Hắn cúi đầu nhìn, lại phát hiện có một tường đá tràn đầy minh văn xuất hiện. Minh văn bên trên vô cùng cổ xưa, di chuyển lấp lóe kim quang. Đây là minh văn đan đạo. Tiểu tử, chính là nơi này, nghĩ cách phá vỡ là có thể tiến vào. Chim thần ma đậu trên vai Dương Bách Xuyên, không khỏi lên tiếng. Không được, ta phải đợi nhóm Đỗ Kiệt Bân đi cùng, nếu đã tìm thấy, thì phải thông báo với bọn họ. Tất nhiên Dương Bách Xuyên hiểu chim thần ma muốn hắn ăn mảnh. Nhưng Dương Bách Xuyên không thể làm ra chuyện gạt bạn bè qua một bên để ăn mảnh. Hơn nữa, địa điểm này vốn là Đỗ Kiệt Bân cung cấp. Lão Đỗ, các ngươi mau qua đây, ta có phát hiện. Dương Bách Xuyên trực tiếp gọi ba người Đỗ Kiệt Bân. Sau khi đến nơi, ba người Đỗ Kiệt Bân mới phát hiện Dương Bách Xuyên đã đào ra một cái hố to. Xuyên tử, đây là... Đỗ Kiệt Bân nghi ngờ hỏi, mắt nhìn xuống dưới thấy trong hố lấp lánh kim quang. Dương Bách Xuyên cười nói, ta cảm nhận được khí tức năng lượng yếu ớt ở đây, đào thử xuống thì xuất hiện tường đá bên dưới. Nếu không nhầm, đây rất có thể chính là lối vào của mật thất luyện đan. Hắn vừa dứt lời, Lão Mạc kích động nói, đúng vậy, giống miêu tả của môn chủ. Minh văn bên trên chính là minh văn đan đạo, nơi này chính là lối vào mật thất luyện đan của tiên phủ Đại La, không sai đâu. Thiếu chủ, chúng ta tìm thấy rồi, ha han. Đỗ Kiệt Bân cũng vui mừng, có điều ngay sau đó hắn ta lại nói, Lão Mạc à, không phải chúng ta tìm thấy, mà là Xuyên tử tìm thấy. Xuyên tử có công đầu, nếu như có thu hoạch thì phải chia một nửa cho Xuyên tử. Đúng đúng đúng, là công lao của Dương huynh đệ. Lão Mạc phản ứng lại, bật cười. Quả thật Dương Bách Xuyên đã thấy rõ ý của Đỗ Kiệt Bân, chẳng qua là muốn cộng điểm cho hắn, nhưng hắn cũng không tham lam như vậy, đành nói. Lão Đỗ, đây là chúng ta cùng tìm thấy, điều này khỏi cần nghi ngờ. Nếu không có tin tức các ngươi cung cấp, thì ta cũng không tìm được nơi này, là may. Mắn thôi, không nói cái khác vội, đợi chúng ta vào trong rồi nói sau. Bên trong cụ thể là tình hình gì, có nguy hiểm gì, chúng ta đều chưa biết, tất cả cứ đợi vào trong đã rồi nói. Các ngươi thấy thế nào? Giữa hắn và nhóm Đỗ Kiệt Bân, bạn bè thì bạn bè, nhưng về lợi ích thì vẫn phải an ủi, nên khiêm tốn vẫn phải khiêm tốn. Đỗ Kiệt Bân gật đầu, thấy rất có lý, đợi sau khi vào trong, tìm thấy đan kim nguyên chân đạo rồi nói cũng không muộn. Chỗ trung tâm trong tiên phủ Đại La chính là mật thất luyện đan, không ai biết bên trong có nguy hiểm gì. Không chừng còn tồn tại trận pháp cổ xưa, cũng có thể còn có tồn tại sinh linh mạnh mẽ. Cho nên bây giờ nói những điều này đúng là quá sớm. Hơn nữa, bây giờ mấy người bọn họ đều chưa vào trong, vẫn còn một bức tường minh văn mạnh mẽ chắn trước mặt. Chúng ta xuống dưới mở bức tường minh văn ra trước đi. Đỗ Kiệt Bân đề nghị. Đi, xuống dưới xem thử. Mặc dù ta chưa từng thử, nhưng lại có thể cảm nhận được tiên lực vô cùng mạnh mẽ, có lẽ cửa ải khó khăn đầu tiên chúng ta phải đối mặt chính là bức tường minh văn. Dương Bách Xuyên nêu ý kiến của bản thân. Sau khi bốn người xuống dưới, Lão Mạc nhìn bức tường minh văn, sau đó trầm ngâm nói, những minh văn này là minh văn phòng ngự, có lực pháp tắc bên trên. Ta thử xem uy lực thế nào trước, các ngươi ở bên cạnh quan sát quy tắc lưu chuyển của những minh văn này, chỉ cần có thể tìm ra quy tắc lưu chuyển của minh văn thì sẽ có thể phá vỡ minh văn phòng ngự. Được, ông thử trước, cẩn thận chút. Xuyên tử, A Thiện, chúng ta chuẩn bị ứng phó, nếu Lão Mạc bị phản phệ, chúng ta ra tay giúp ngăn chặn lực phản phệ bất cứ lúc nào. Đỗ Kiệt Bân không hổ là người xuất thân từ Đại Tiên Môn, chỉ huy ứng đối trong tình huống này gần như là dựa theo bản năng, cũng có thể nhìn ra hắn ta thường trải qua chuyện tương tự. Sau đó, Lão Mạc đột nhiên giống to, giơ tay đánh một quyền về phía bức tường minh văn, lực tiên nguyên mạnh mẽ tản ra trong không gian chật hẹp. Lúc Lão Mạc đánh ra một quyền, tiếng nổ vang vọng ở hố sâu mầm. Cũng trong nháy mắt, minh văn màu vàng đột nhiên bùng lên kim quang, phút chốc trở nên vô cùng chói mắt. Trong lòng ba người Dương Bách Xuyên, Đỗ Kiệt Bân và A Thiện chợt căng thẳng, tất cả đều vận chuyển tiên lực trong người, chuẩn bị chi viện Lão Mạc bất cứ lúc nào. Nhưng lúc vừa chuẩn bị ra tay, bỗng chốc tất cả lại khôi phục yên tĩnh. G. Chuyện gì vậy? Sao dừng lại rồi?
Dương Bách Xuyên, Đỗ Kiệt Bân và A Thiện đều hơi ngơ ngác. Bọn họ đi qua, lại phát hiện trên bức tường minh văn đã xuất hiện một lỗ thủng to. Minh văn đã biến mất sạch sẽ. Lúc này, ba người Dương Bách Xuyên giống như đấm một quyền vào không khí. Bọn họ vốn đã lên tinh thần muốn chỉ viện cho Lão Mạc bất cứ lúc nào, ai ngờ sức mạnh chuẩn bị xong đều không cần đánh ra. Chớp mắt, một quyền mang tính thăm dò của Lão Mạc đã trực tiếp đánh ra một lỗ thủng lớn, hoặc nói là một cửa thông đạo. Đi, chúng ta vào trong xem. Đỗ Kiệt Bân dẫn đầu. Có điều Lão Mạc lại tiến vào trước tiên, là một tôi tớ giả tiêu chuẩn, điểm này Lão Mạc làm vô cùng đạt tiêu chuẩn, chính là dáng vẻ có nguy hiểm bọn ta chặn. Ngay sau đó bốn người lần lượt tiến vào trong thông đạo. Sau khi bước vào, bên trong đen như mực, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng gì đối với tiên nhân. Bọn họ đã tu luyện thành tiên, nếu như vẫn còn có trở ngại về thị lực, vậy tiên này uổng công tu luyện rồi. Cho nên đối với mấy người bọn họ hoàn toàn không tồn tại vấn đề không nhìn thấy. Đây là một thông đạo cao khoảng 6 mét, rộng khoảng 3 mét. Nhân tộc ở trong thông đạo này thậm chí còn rất rộng rãi, hơn nữa bốn người phát hiện sau khi tiến vào thông đạo có sức mạnh năng lượng tản ra, cao hơn trên mặt đất nhiều. Bốn người bước vào trong thông đạo, vẫn đi theo trận hình ban đầu, Lão Mạc đi trước, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân ở giữa, A Thiện đi sau cùng. Cả thông đạo vô cùng yên tĩnh. Có điều bốn người vẫn rất cẩn thận, không thể xảy ra vấn đề ở đây. Mặc dù đây là trong thông đạo dưới đất, nhưng dù sao cũng là chỗ nòng cốt nhất của tiên phủ Đại La. Có thể cẩn thận thì cẩn thận, khó khăn lắm mới tìm thấy điểm đích, không thể thất bại ở nơi thế này. Cũng không biết thông đạo sâu cỡ nào, thông đến đâu. Tóm lại nếu đã có thể tiến vào thì sẽ có hy vọng, bốn người đều coi như đã bước ra một bước lớn tiến tới mục tiêu. Mục tiêu là tìm kiếm mật thất luyện đan của tiên phủ Đại La. Lúc trước không tìm thấy, bây giờ có thể tìm thấy đã là tốt lắm rồi. Sau khi vào trong, bọn họ mới có thể tìm kiếm đan kim nguyên chân đạo. Bọn họ ở trong thông đạo khoảng một tuần, màu sắc đen nhánh biến mất, thay vào đó là ánh sáng yếu ớt lờ mờ, trông giống như ánh lửa. Mọi người cẩn thận, chắc sắp đến mật thất rồi. Lão Mạc đi phía trước nói. Lão Mạc, sao ta cảm thấy không đúng lắm? Hình như nhiệt độ trong thông đạo cao hơn rồi. Đỗ Kiệt Bân nói. Thiếu chủ, chắc là nhiệt độ của hỏa diệm, nếu đã là mật thất luyện đan, vậy. Phải cần hỏa diệm để luyện đan, rất có thể mật thất của tiên phủ Đại La được xây dựng ở nơi tiên hỏa mạnh mẽ. Lúc này A Thiện lên tiếng. Dương Bách Xuyên đồng ý với quan điểm của A Thiện về mật thất luyện đan. Từ sau khi bước vào con đường tu chân, bản thân hắn chính là tiếp xúc với luyện đan đạo đầu tiên, mặc dù bây giờ đã đến tiên giới. Nhưng hắn biết cũng không khác mấy. Tiên nhân luyện đan chắc cũng không thể thiếu lửa. Hơn nữa đây là ở dưới lòng đất, Dương Bách Xuyên nghĩ xuất hiện hỏa diệm rất bình thường. Ánh sáng càng ngày càng sáng, bốn người lại đi thêm gần một tuần, cuối cùng đã xác định nơi này chắc chắn là vùng đất có tồn tại thiên hỏa. Bởi vì nhiệt độ càng ngày càng nóng. Hơn nữa chim thần ma cũng nói, nhóc khốn phải cẩn thận đấy, hình như nơi này có tồn tại thiên hỏa mạnh mẽ. Nghe chim thần ma truyền âm, Dương Bách Xuyên sửng sốt, hỏi, tiên hỏa. Mạnh mẽ. Bản thân tiên hỏa vốn đã mạnh mẽ, điều này khỏi cần nói, nhưng chim thần ma còn nói như vậy, nên chắc chắn không phải tiên hỏa bình thường. Bởi vì bản thân chim thần ma cũng không phải chim bình thường. Bắt đầu từ khi quen biết chim thần ma, nó đã tự xưng là chim thần ma đệ nhất tam giới, lúc đó Dương Bách Xuyên chỉ coi là một con chim có vấn đề. Nhưng về sau tiếp xúc nhiều mới biết nó đúng là con chim có kiến thức. Đừng thấy đầu óc chim thần ma lúc linh lúc không linh, mỗi lần chỉ cần nó. Nói chuyện, thì đều có thể nói đúng trọng điểm, hơn nữa còn giải quyết không ít vấn đề cho hắn. Lúc này, chim thần ma nói tiên hỏa mạnh mẽ, Dương Bách Xuyên đã biết tiên hỏa của tiên giới thật sự không phải dạng vừa. Quả nhiên lại nghe thấy chim thần ma nói, tiên giới có bảng xếp hạng thập đại tiên hỏa, mỗi một loại đều là hỏa diệm có uy lực phi phàm. Có được bất cứ cái nào trong số đó đều có thể khiến một luyện đan sư bình thường trở thành một luyện đan đại sư vô cùng có danh tiếng. Đương nhiên thập đại tiên hỏa thông dụng với bất cứ luyện chế đạo nào, luyện khí đạo, khôi lỗi đạo cũng có thể dùng. Có điều thập đại tiên hỏa vô cùng hiếm thấy, về cơ bản đều không thể nào xuất, không có cơ duyên lớn thì không thể có được, đa số chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa cho dù tìm thấy, muốn thu phục tiên hỏa để sử dụng cũng cần thủ đoạn bản lĩnh. Thập đại tiên hỏa đều có linh thậm chí đã sinh ra ý thức, không có thủ đoạn thực lực mạnh mẽ thì căn bản đừng mơ thu phục, trừ khi tiên hỏa chủ động phục tùng ngươi.
lão tử có thể cảm nhận được khí tức hỏa diệm mạnh mẽ ở đây, không chừng còn là một trong số thập đại tiên hỏa, dù sao mật thất luyện đan của tiên phủ. Đại La Thượng Cổ có tồn tại thập đại tiên hỏa cũng không kỳ lạ. Bây giờ phải xem tiểu tử ngươi có cơ duyên không, nếu tiểu tử ngươi có thể có được thập đại tiên hỏa, giá trị còn lớn hơn đan kim nguyên chân đạo nhiều. Tiên hỏa sẽ có thể khiến thực lực của tiểu tử ngươi tăng một bậc lớn, còn có thể có một bắt đầu hoàn toàn mới về luyện đan đạo. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi luyện tiên đan, mặc kệ tiên đan cao cấp đến đâu, ngươi nhắm mắt cũng có thể luyện được. Đợi chim thần ma truyền âm xong, Dương Bách Xuyên thật sự rung động rồi. Hắn không kìm được, hỏi, thập đại tiên hỏa tiên giới có những tiên hỏa nào? Chim thần ma nói, tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì vội, bây giờ chưa phải lúc. Hỏi cấp bậc tiên hỏa gì, đợi tìm thấy rồi nói. Tiểu tử ngươi cho rằng tiên hỏa dễ gặp như vậy à? Đã nói với ngươi rồi, cho dù gặp được thì ngươi cũng chưa chắc có cơ duyên đó. Chim thần ma mắng mỏ, Dương Bách Xuyên đã nghe quen rồi, cũng không nói nhiều với con chim có vấn đề này nữa. Hắn thấy cũng đúng, loại chuyện này vẫn là phải xem cơ duyên. Khi một người một chim truyền âm nói chuyện, lão Mạc đã dừng lại. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn qua, đã phát hiện đi hết thông đạo. Trong tầm mắt xuất hiện một cửa đá màu đỏ rực, trên cửa đá khắc ba thứ. Từ trên xuống dưới là một đan dược, một lò luyện đan cổ xưa, bên dưới lò luyện đan thì là một ngọn lửa nhỏ. Trông có vẻ chính là một luyện đan đồ, ở trên cùng lại có phù văn tu đạo cổ xưa. Động luyện đan kỳ quân, lão Mạc nói, giọng nói tràn đầy kích động. Kỳ quân, xem ra vị này chính là chủ nhân của tiên phủ Đại La. 8-9 phần là vậy rồi. Trước khoan hãng nói, ta thấy đầu tiên chúng ta phải đi vào trong được cái đã, hình như trận pháp trên cánh cửa đá này có vẻ không đơn giản. Bốn người đứng bàn tán ngay tại cửa, lúc Dương Bách Xuyên nói nơi này có trận pháp, cả ba người Đỗ Kiệt Bân đều sững sờ hết ra. Xuyên tử, làm gì có lực lượng trận pháp hay khí tức năng lượng nào đâu? Đỗ Kiệt Bân không nhịn được hỏi. Đúng vậy, cũng chẳng thấy phù văn pháp trận nào cả. Lão Mạc cũng lên tiếng. Chỉ có A Thiện là không nói gì, nhưng hắn ta vẫn tiến lại gần xem xét. Dương Bách Xuyên không khỏi nhắc nhở, A Thiện đừng đứng gần quá, cái cửa đá này có vấn đề. Thật ra lúc trước Dương Bách Xuyên cũng giống bọn họ không phát hiện ra cái gì, thế nhưng chim thần ma truyền âm nói cho hắn, cái cửa đá này có vấn đề rất lớn là đằng khác, nằm ngay tại đồ án hoa văn khắc trên đó. Dựa theo lời truyền âm giải thích của chim thần ma thì, oát con, người quan sát kỹ lưỡng chi tiết hoa văn khắc trên cửa đá đi. Quả nhiên lúc Dương Bách Xuyên tiến lại xem xét, hắn đã phát hiện vấn đề trên cửa đá. Tất cả những đồ án trên cửa đá đều được vẽ bằng phù văn, không quan sát kỹ lưỡng thì không thấy được. Phía trên cánh cửa đá có khắc ba đồ án, một viên đan dược, một lò luyện đan và một ngọn lửa nhỏ, tất cả đều được vẽ bằng phù văn. Hơn nữa theo lời chim thần ma thì đây là phù văn đan đạo, chúng không chỉ đơn giản như thế, kết hợp với nhau tạo thành trận pháp mạnh mẽ, một khi bị khởi động sẽ đồng thời công kích và phòng ngự, rất mạnh. Vậy nên khi thấy A Thiện muốn tiến lại gần quan sát, Dương Bách Xuyên đã vội vàng nhắc nhở hắn ta. Nghe thấy lời nhắc của Dương Bách Xuyên, A Thiện lập tức dừng bước, bọn họ biết nếu Dương Bách Xuyên đã nói cửa đá có vấn đề thì chắc chắn có. Đồng hành với hắn đến bây giờ, cả ba đều rất tán thưởng nhân phẩm và thực lực của nam nhân này. Dương Bách Xuyên cũng không giải thích nhiều mà nói thẳng, các ngươi nhìn kỹ đồ án trên cửa, cả ba bước đều được vẽ bằng phù văn tạo thành trận pháp, mặc dù ta không biết đây là loại trận gì nhưng một khi khởi động ắt tạo thành sức mạnh. Dù sao nơi đây cũng là tiên phủ từ thời thượng cổ, phù văn khắc trên cửa vào sẽ không đơn giản, cũng chẳng ai biết sau khi mở ra có gì bên trong không. Đương nhiên sẽ tồn tại nguy hiểm hoặc không gì cả, tuy nhiên, trận pháp phù văn khắc trên cửa là thật, mọi người phải hết sức cẩn thận. Xuyên tử đúng là tỉ mỉ, ta còn không phát hiện trên cửa có phù văn, người đã biết được nhiều thứ như thế. Đỗ Kiệt Bân nghe xong bèn cảm thán. Dương huynh đệ mắt sáng như sao, lão Mạc ta bằng lòng nghe theo. Nói thật ta không nhìn ra manh mối gì trong pháp trận phù văn trên cửa đá, chẳng biết Dương huynh đệ có thấy được gì không, hay nói cách khác chúng ta phải làm cách nào để loại bỏ trận pháp phù văn này. Mấy người bọn ta không quá am hiểu trận pháp, lão Mạc hỏi. Đúng thế Xuyên tử, ba người bọn ta không hiểu phù văn, đối với trận pháp không khác gì tay mơ, người có cách nào không? Đỗ Kiệt Bân mở miệng. A Thiện không lên tiếng, dù sao hẳn ta cũng không hiểu những thứ này nên dứt khoát ngậm miệng luôn. Dương Bách Xuyên biết, mặc dù tiên giới và tu chân giới đều tồn tại trận pháp nhưng chúng khác nhau một trời một vực, hắn cũng không nhìn ra đầu mối gì.
Cũng may nhờ có chim thần ma nhắc nhở, chứ không sao hắn có thể phát hiện ra trận pháp kia được. Giờ nghe Đỗ Kiệt Bân và Lão Mạc hỏi, hắn đành phải giả vờ nói, để ta suy nghĩ một lát đã. Được được được, người từ từ quan sát, Đỗ Kiệt Bân cười đáp. Thật ra mọi người đều không nhận ra, trong lúc vô tình, bọn họ đã xem Dương Bách Xuyên là nhân vật trung tâm rồi. Nhưng vậy cũng đúng thôi, biểu hiện dọc, đường của hắn có thể miêu tả bằng hai từ chói mắt. Từ màn chém giết ở tiệc rượu ngũ xích đến việc thoát ra khỏi vòng vây của vô số tiên thiên, rồi cả chuyện phát hiện ra phù văn trên cửa đá nữa, có thể nói Dương Bách Xuyên đã có chỗ đứng trong lòng ba người Đỗ Kiệt Bân. Thậm chí bây giờ đối với một vài vấn đề mà hắn đưa ra, Đỗ Kiệt Bân đều hỏi ý kiến của hắn trước tiên, đây là sự biến hóa tuyệt vời xảy ra trong vô hình mà chính ba người kia không hề nhận ra. Xét về mặt thực lực, trong lòng bọn họ đã đặt Dương Bách Xuyên đứng ngang hàng với bản thân rồi, không hề xem hắn là tiểu thiên tiên sơ kỳ nữa. Hiện tại, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đi hỏi chim thần ma. Quả đen, làm cách nào để loại bỏ trận pháp phù văn trên cửa? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng nó. Ha ha, người cầu xin lão tử đi chim thần ma bỗng nhiên giở trò vô sỉ, dù sao thì tới bây giờ nó vẫn chưa có cơ hội nào để đả kích Dương Bách Xuyên hết. Trong lòng Dương Bách Xuyên hận nghiến răng, giờ phút này hẳn chỉ ước gì mình có thể bóp chết con chim hèn hạ này. Thế nhưng lúc này không phải là lúc đắc tội nó, hắn chỉ đành truyền âm, lão. Tử không có thời gian dây dưa với ngươi, ngươi tốt nhất là nói ra đi, đừng khiến ta nổi điên lên. Nếu lần này ngươi lập công, giúp tiểu gia nhận được tiên đan hoặc đan phương, sau này cho ngươi ăn đan dược phủ phê luôn. Đây là quả táo và cây gậy Dương Mỗ treo ra trước mặt chim thần ma. Thật sự, chim thần ma động lòng, thật ra lúc đầu óc con hàng này không động kinh cũng khôn khéo lắm chứ chả đùa. Đừng nhiều lời, Dương Bách Xuyên sốt ruột truyền âm. Cuối cùng chim thần ma cũng truyền âm lại, nhóc, ngươi cũng đừng quên cung cấp tiên đan cho lão tử đấy, nếu không về sau đừng hy vọng lão tử nghĩ kế cho ngươi. Ngay sau đó, chim thần ma dừng một lát lại mở miệng, thật ra cũng chẳng có cách gì đâu, dù ta có nói cho ngươi cách phá giải trận pháp phù văn thượng cổ này thì ngươi cũng đếch có năng lực để phá, mấu chốt là còn cần thời gian học tập trận pháp. Vậy nên, cách đơn giản nhất là bốn người các ngươi tập trung lực. Lượng lại, tìm kiếm điểm yếu của trận pháp, dứt khoát cứng rắn phá trận là xong. Được lắm, mấy lời này của ngươi chẳng phải vô ích à? Ai mà không biết phải cứng rắn phá trận? Dương Bách Xuyên tức tối mắng. Chim thần ma chửi, cái thứ gà luộc nhà ngươi, không nghe rõ hả? Lão tử nói phải tìm điểm yếu của trận pháp á, ngươi nghe không hiểu à? Dương Bách Xuyên sửng sốt, hắn thật sự không nghe hiểu những lời này, bèn hỏi, vậy đừng vô nghĩa nữa, nói mau đi. Điểm yếu nằm ở nơi nào trên cửa? Ngươi cứ chỉ thẳng cho ta không phải xong rồi sao? Chim thần ma trầm ngâm một lát rồi nói, ba đồ án trên cửa đá chính là ba nhược điểm đấy, các ngươi ra tay công kích cả ba điểm cùng một lúc, hẳn có thể xóa bỏ trận pháp, thử xem đi. Nghe chim thần ma nói xong, Dương Bách Xuyên lập tức trợn mắt, có điều hẳn không mắng chửi con chim kia nữa, cuối cùng thứ này cũng có chút tác dụng, chỉ là Dương Bách Xuyên cứ cảm giác không đáng tin cậy mấy. Sau một hồi truyền âm nói chuyện với chim thần ma, họ Dương nào đó mới quay sang, bàn với ba người Đỗ Kiệt Bân, lão Đỗ này, trên cánh cửa đó có ba vị trí tương đối yếu nhược, ba người trong số chúng ta sẽ chia ra tấn công cùng lúc ba điểm đó, người còn lại đứng ngoài hỗ trợ. Ta nghĩ thế này, A Thiện sẽ là người đứng ngoài hỗ trợ, còn ba người chúng ta sẽ phụ trách tấn công trận pháp, mỗi người một điểm. Có điều, thời điểm tấn công trận pháp phải nhất quán, bằng không sẽ kích phát trận pháp hoạt động. Dẫn tới ba hoa văn trên cửa sẽ liên kết lại với nhau, đến lúc đó dù có thử lại cũng khó mà thành công. Mọi người thấy sao, có vấn đề gì không? Làm theo lời ngươi đi, Đỗ Kiệt Ba nói, ta cũng thấy không thành vấn đề. Lão Mộ hưởng ứng. Về phần A Thiện, hắn ta vốn ít nói, thế nên chỉ gật nhẹ đầu, tỏ ý hắn ta cũng không có ý kiến gì. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên mở miệng, thế bắt đầu thôi, có thành công hay không thì cũng phải thử một phen mới biết được. Theo suy đoán của hắn thì, dù sao trận pháp ở đây cũng đã tồn tại được một thời gian dài, trải qua biết bao năm như vậy, không chừng năng lượng duy trì hoạt động của trận pháp đã hao hụt không ít, mà có khi chẳng còn lại bao nhiêu cũng nên. Hồi còn ở tu giả giới, Dương Bách Xuyên đã trải qua rất nhiều tình huống tương tự, thế nên trong lòng khá là nắm chắc. Với cả, hiện tại, tuy không dám nhận là đi guốc trong bụng chim thần ma, nhưng ít nhất hắn cũng đã có chút hiểu biết về tính cách của nó. Con chim này rất ít khi chịu chỉ dẫn cho hắn, nhưng một khi đã mở miệng thì 80, 90% là hiệu nghiệm. Được, cùng chuẩn bị thôi.
Đỗ Kiệt Bân đáp, sau đó quay sang căn dặn A. Thiện, A Thiện này, lát nữa người sẽ đứng ngoài trợ giúp bọn ta, chỉ cần có ai trong số ba người bọn ta có biểu hiện kiệt sức, người hãy lập tức xông lên hỗ trợ. Rõ, thiếu chủ, A Thiện nghiêm mặt. Bách Xuyên này, giờ chúng ta cần làm gì? Ngươi cứ việc nói, ta và lão mộ sẽ chấp hành ngay. Hiện Đỗ Kiệt Bân vô cùng tin tưởng Dương Bách Xuyên. Được thôi, thế ta xin phép mặt dày chỉ huy mọi người một lần vậy. Lão mộ, người phụ trách tấn công đan dược trên cửa, lão Đỗ, người sẽ chịu trách nhiệm. Tấn công hoa văn hình đan lô, còn ta sẽ là hoa văn ngọn lửa. Dương Bách Xuyên cũng chẳng thèm khách khí làm gì. Sau khi bốn người chuẩn bị xong xuôi, Dương Bách Xuyên gọi kiếm Đồ Long ra, cầm chặt trong tay. Trên tay lão mộ xuất hiện luồng khí u ám, còn Đỗ Kiệt Bân thì mở xoạch chiếc quạt xếp của mình ra. Tiên lực cực mạnh lần lượt lưu động giữa ba người, dày đặc đến nỗi như hóa thành sương mù phủ kín khắp thông đạo dẫn đến đan môn. Ngay tại giây phút nào đó, Dương Bách Xuyên khẽ gật đầu ra hiệu với Đỗ Kiệt Bân và lão mộ, rồi bất ngờ vung kiếm, tấn công. Âm! Ba người đồng thời ra tay, đồn hết sức tấn công vào ba điểm trên cửa là đan dược, đan lô và ngọn lửa. Trong tiếng nổ rền vang, đòn tấn công của ba người đã đánh trúng đan môn. Chớp mắt một cái, từ ba hoa văn trên đan môn bất ngờ tỏa ra hào quang màu vàng chói lóa. Kèm theo đó là một cơn sóng nhiệt cực nóng ập vào mặt. Giờ phút này, trước ánh hào quang chói lòa, ba người Dương Bách Xuyên vô thức nhắm chặt mắt lại. Họ cảm nhận được trước mặt bỗng xuất hiện luồng khí cực nóng, bên tai lại văng vẳng tiếng la thất thanh của A Thiện, mau lui ra sau. Kỳ thật, dù A Thiện không nhắc nhở, ba người Dương Bách Xuyên cũng đã cảm nhận được rằng vào lúc họ nhắm mắt, một luồng khí cực mạnh đang phụt thẳng về phía họ, thế nên đã nhanh chân lùi về sau rồi. Nghe thấy tiếng hét của A Thiện, ba người tăng tốc rút lui, đồng thời cảm nhận được có một cỗ sức mạnh tới từ bên ngoài đang bao bọc lấy họ. Nhưng họ tuyệt nhiên không phản kháng, bởi họ đây là A Thiện đang giúp họ. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhóm Dương Bách Xuyên đập mạnh người vào vách tường trong thông đạo. Hự! Khí huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào, quay cuồng cả lên. Thật ra, lồng sức mạnh che phủ lấy họ ban nãy không chỉ đến từ mỗi A Thiện mà phần nhiều còn tới từ luồng khí cực nóng kia, chính nó đã cuốn họ đập vào vách tường. Chỉ trong một khoảnh khắc, ba người đã bị dao động năng lượng cực mạnh quấn văng ra ngoài, dẫn tới hộc máu. Dương Bách Xuyên sợ ngây người, rõ ràng hắn đã đáp ứng được yêu cầu của chim thần ma, đó là để ba người đồng thời tấn công ba điểm trên đan môn. Và hắn dám chắc, chênh lệch thời gian giữa họ gần như không có. Nhưng thật không ngờ sức mạnh ẩn trên đan môn lại to lớn tới vậy, dù đã đáp ứng được yêu cầu nhưng vẫn bị sức mạnh phản phệ to lớn thổi bay, nếu không có A Thiện đứng bên cạnh chú ý giúp đỡ, kéo họ lại, hậu quả e là sẽ càng thêm nghiêm trọng. Con quả chết tiệt kia, thế này là thế nào? Sau khi phun ra một ngụm máu lớn, Dương Bách Xuyên tức giận chất vấn chim thần ma. Thằng nhóc thối kia, sao lại mắng ta? Chim thần ma chẳng hề nhún nhường mà phản bác lại ngay. Ngươi còn dám hỏi sao lại mắng ngươi hả? Rõ ràng bọn này đã làm theo yêu cầu của người đi tấn công ba hoa văn trên đan môn, thời gian cũng gần như cùng lúc, vậy tại sao vẫn bị sức mạnh phản phệ dội ngược chứ? Dương Bách Xuyên tức tối truyền âm tới chim thần ma. Nhưng chim thần ma chỉ cần nói một câu đã khiến lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên tắt ngúm, quan trọng nhất là khiến hắn có cảm giác ngồi giảng đạo lý với con chim tâm thần này đúng là sai lầm. Chim thần ma nói rằng, con gà bệnh này, ông đây lừa ngươi cái gì chứ? Ngươi thử nhìn lại xem, có phải đan môn đã mở ra rồi? Còn bị phản phệ là chuyện thường ngày ở huyện mà, nếu chút đau khổ này cũng không chịu nổi thì đừng mơ. Mộng đạt được thứ lớn lao hơn nữa. Dương Bách Xuyên im lặng không nói, lúc ngẩng đầu lên, quả nhiên, đan môn đã mở. Chim thần ma nói cũng có lý lắm. Đúng thế, làm gì có chuyện giành được thứ gì đó mà không cần trả giá đâu chứ? Thôi, nếu đan môn đã mở, hắn cũng chẳng thèm so đo với chim tâm thần nữa. Mở rồi, Đỗ Kiệt Bân vui sướng nói. Lão mộ lau đi vết máu nơi khóe miệng, hai mắt sáng rực như đèn pha. A Thiện vội vàng xông tới, đỡ Đỗ Kiệt Bân dậy. Thiếu chủ, đan môn đã mở, mọi người có sao không? Không sao hết, quả nhiên cách của Bách Xuyên có tác dụng thật. Đỗ Kiệt Bân chẳng thèm quan tâm tới vết thương trên người. Giọng hẳn ta lúc này tràn ngập sự hưng phấn. Sau khi Dương Bách Xuyên đứng dậy thì bình tĩnh nói, giờ có thể vào trong quan sát rồi, nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận một chút, bên trong là sơn động đấy. Đoàn người bước qua đan môn, tiến vào trong. Cảm nhận đầu tiên sau khi đặt chân tới đây của Dương Bách Xuyên là quá nóng.
Ba người Đỗ Kiệt Bân thì trợn tròn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, nhìn trái ngó phải quan sát sơn động một lượt. Đằng sau cánh cửa là một khoảng sân rộng chừng 100 mét vuông, chính giữa sân đặt một cái đan lô. Vì nằm ngay vị trí trung tâm nên cái đan lô nhanh chóng thu hút sự chú ý của bốn người. Thoạt nhìn, đan lô vô cùng bình thường, chỉ đơn giản là một cái đan lô bằng đá mà thôi. Nhưng không ai trong số họ lại cho rằng cái đan lô này tầm thường thật, bởi nơi đây là mật thất luyện đan của Đại La Tiên Phủ cơ mà. Sau khi họ tới gần để quan sát thì phát hiện trên mặt đất xung quanh đan lô có khắc vài ký hiệu. Cái đan lô này trông chẳng có gì đặc biệt cả, Đỗ Kiệt Bản mở miệng cảm thán. Dương Bách Xuyên lại nói, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, nếu là đan lô vậy chắc chắn không hề tầm thường đâu. Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Mộ đã bước tới trước đan lô, duỗi tay chạm vào nó. Dương Bách Xuyên định nhắc nhở hắn ta đừng manh động, nào ngờ tốc độ tay của Lão Mộ quá nhanh, hiện đã đụng tới nắp đan lô rồi. Lão Mộ từ từ xê dịch cái nắp, khoảnh khắc nắp đan lô được lấy xuống, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Kế tiếp, vô số tia sáng vàng rực tỏa ra khắp bốn phía, kèm theo đó là mùi đàn dược mê hoặc lòng người và lượng thiên nguyên lực khổng lồ. Là tiên đan, mau bắt lấy. Lão Mộ hét lớn. Như một phản xạ, ba người Đỗ Kiệt Bân lập tức chuyển vận thiên nguyên lực, hội tụ nó về tay, sau đó múa may loạn xạ để bắt lấy đan dược đang bay tứ tung. Lúc tiên đan bùng nổ, Dương Bách Xuyên có chút ngơ ngẩn, mãi tới khi nghe thấy Lão Mộ hét lớn, hắn mới như tỉnh khỏi giấc mộng, vội vươn tay tóm lấy một viên tiên đan đang bay tán loạn, và trùng hợp hơn là viên tiên đan này cũng đang nhắm về phía hắn. Nói về bắt đan dược thì Dương Bách Xuyên chính là người trong nghề rồi. Kỹ thuật vô cùng lão luyện, bởi lúc hắn còn ở tu chân giới, lần mở đan lô luyện đan là sẽ thường xuyên gặp phải tình huống này, dần dà nó đã trở thành phản xạ vô thức, chớp mắt một cái là tóm được ngay đan dược. Lúc Dương Bách Xuyên bắt được một viên đan dược màu vàng, to bằng quả óc chó, từ lòng bàn tay lập tức truyền tới cảm giác ấm ấm, dễ chịu, đồng thời viên đan dược cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay hắn. Đây là tiên đan sao? Dương Bách Xuyên nhìn viên đan dược màu vàng trong tay, hỏi thầm. Xét về ngoại hình thì thoạt nhìn trông khá giống mấy viên đan dược hắn luyện chế được hồi còn ở tu chân giới. Điểm khác biệt duy nhất là bên trên viên đan dược này có hiển lộ hoa văn, Dương Bách Xuyên nhìn kỹ hơn, là hoa văn đám mây trông sinh động như thật, cực kỳ đẹp mắt, ngoài ra, mùi hương cũng vô cùng mê người, hệt như đang dụ hoặc Dương Bách Xuyên hãy mau mau nuốt nó vào bụng vậy. Tóm lại, từ hương thơm cho đến khí thế bàng bạc mà tiên đan tản ra đều không phải thứ mà đan dược ở tu chân giới có thể sánh bằng. Quả nhiên, bản chất của tiên đan và đan dược mà hắn luyện chế ở tu chân giới rất khác biệt, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Điều này càng khiến quyết tâm luyện chế tiên đan của hắn thêm vững vàng. Vấn đề là hiện tại, trong tay hắn không có bất cứ đan phương nào để luyện chế tiên đan của tiên giới cả. Năm đó, ông già mới chỉ truyền thụ cho hắn đan phương để luyện chế đan dược cấp tu chân thôi, chứ không có đan phương luyện chế tiên đan. Về phần chim thần ma, tuy trong đầu con chim này cất chứa rất nhiều kiến thức, nhưng cũng không toàn năng thái quá tới vậy, trong đầu nó không có bất cứ đan phương luyện chế tiên đan nào hết. Nhưng nếu bây giờ Dương Bách Xuyên đã vào được mật thất luyện đan trong Đại La Tiên Phủ, còn bắt được một viên tiên đan vào tay, với hắn mà nói, đây chính là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Chưa biết chừng chốc nữa hắn sẽ tìm được đan phương luyện chế tiên đan ở chỗ này thì sao? Trong chớp mắt, mọi người như ngừng thở. Trên mặt Đỗ hưng phấn, Lão Mộ và A Thiện cũng mừng rỡ ra mặt. Lúc này, đan dược trong tay họ đang không ngừng tỏa ra năng lượng cực mạnh, cần phải nhanh chóng cất vào bình chuyên đựng đan dược, đậy kín lại, bằng không linh khí sẽ trôi đi hết. Dương Bách Xuyên ngửa quen đường cũ, dùng suy nghĩ để lục tìm ra một chiếc bình đựng đan dược có trong bình càn khôn, sau đó cất viên đan dược màu vàng này vào trong, cuối cùng là đậy nắp lại thật chặt. Bách Xuyên, cho ngươi nè. Bấy giờ, Đỗ Kiệt Bân tiến lại gần, đưa cho Dương Bách Xuyên một chiếc bình đựng đan dược. Ta có một viên rồi. Người lấy về đi. Dương Bách Xuyên mỉm cười, không nhận lấy chiếc bình mà Đỗ Kiệt Bân đưa cho. Hắn có một viên là đủ rồi, về phương diện này, hắn thật sự chẳng có chút lòng tham nào. Đỗ Kiệt Bân trợn trừng mắt, nói, tổng cộng có 9 viên tiên đan, nhưng ta thấy ngươi chỉ bắt được mỗi một viên. Ta, Lão Mộ và A Thiện tới từ cùng một gia tộc, trong khi đó để thuận lợi vào được đây, lại may mắn thu hoạch được tiên đan, công lao của ngươi là lớn nhất. Nên theo lý thì phải chia cho ngươi một nửa số đan dược mới phải. Nhưng theo sự hiểu biết của ta về ngươi thì có đưa ngươi một nửa, ngươi cũng chẳng thèm lấy hết, vậy nên trong bình đan dược này chỉ có 2 viên thôi, cộng thêm viên ngươi tự bắt được nữa là 3,
với ta mà nói là bọn ta được lợi lớn rồi, nên ngươi cũng đừng từ chối, nếu chúng ta là bạn thì hãy dứt khoát nhận lấy đi. Hiện tại, Dương Bách Xuyên mới biết hóa ra có cả thảy 9 viên tiên đan bay. Ra từ trong đan lô, trước đó hắn không để ý đến số lượng nên không biết. Nhìn ánh mắt chân thành của Đỗ Kiệt Bân, hắn không nỡ từ chối nữa, bèn nhận lấy 2 viên đan dược mà Đỗ Kiệt Bân đưa. Cảm ơn. Nhưng hắn vẫn khách khí nói lời cảm tạ với Đỗ Kiệt Bân. Thằng nhãi này, khách khí như vậy là không xem lão Đỗ ra là bạn rồi. Đỗ Kiệt Bân sụ mặt, tỏ vẻ không vui. Vậy sau này sẽ không khách sáo nữa, ha ha. Nhìn vẻ mặt này của Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên không kiềm được mà bật cười. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên cố tình giả vờ như vô ý nhìn thoáng qua hai người Lão Mộ và A Thiệt, khi thấy trong mắt họ không xuất hiện cảm xúc căm ghét hay gì đó, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Đối diện với ích lợi tâm cỡ thế này, Dương Bách Xuyên biết dù Đỗ Kiệt Bân không thèm để ý tới, nhưng chưa chắc hai người hầu ngày thường rất trung thành và hiền hậu của hắn ta cũng nghĩ như vậy, may là cả hai đều không cảm thấy bất mãn gì về chuyện này. Thú thật, điều Dương Bách Xuyên sợ nhất là chỉ vì chuyện phân chia lợi ích với nhau mà khiến tình bạn bị rạn nứt, nếu vậy thì chẳng thà hắn không lấy dù chỉ là một viên tiên đan còn hơn. Phải rồi, Lão Mộ nè, đan dược này có phải kim nguyên chân đạo đan không? Đỗ Kiệt Bân bỗng quay sang hỏi Lão Mộ. Ban nấy ai cũng vội vàng chạy đi bắt đám đan dược túa ra khỏi đan lô, làm gì có thời gian nghiên cứu xem đây có phải kim nguyên chân đạo đan hay không. Lão Mộ trầm ngâm vài giây, rồi đáp, bẩm thiếu chủ, dựa theo những gì được ghi trong điển tịch thì không còn nghi ngờ gì nữa, 9 viên đan dược chúng ta bắt được hôm nay đúng là kim nguyên chân đạo đan, bởi từ đan văn cho đến hình dạng của nó đều giống hệt những gì được miêu tả trong điển tịch. Nghe Lão Mộ giải thích xong, Đỗ Kiệt Bân vui mừng bảo, nghĩa là ở thời điểm hiện tại, đã không còn ai đủ năng lực luyện chế ra tiên đan cùng loại với 9 viên tiên đan mà chúng ta bắt được, chẳng biết công hiệu của tiên đan có bị 5 tháng dài dòng kia bào mòn không nữa. Về chuyện này xin thiếu chủ cứ yên tâm, 9 viên tiên đan này được bảo quản cẩn thận trong đan lô nên công hiệu sẽ không sụt giảm đâu. Lão Mộ khom lưng trả lời. Thế giờ chúng ta hãy chia nhau ra tìm kiếm cẩn thận xung quanh xem đan phương của tiên đan kim nguyên chân đạo có ở đây không đi. Đan dược tốt thì tốt nhật, nhưng không phải vật phẩm tái sinh, chỉ có đan phương mới là sự tồn tại vô giá. Vừa nói, Đỗ Kiệt Bân vừa là người đầu tiên bắt tay vào tìm kiếm. Toàn bộ mật thất luyện đan là một sơn động với khoảng sân rộng lớn. Hiện tại mọi người vừa mở đan lô đã lấy được 9 viên kim nguyên chân đạo đan, nhìn kiểu gì cũng thấy là một khởi đầu cực kỳ tốt đẹp. Nhưng cả bốn người đều biết rất rõ, nếu đây là mật thất luyện đan trong Đại La Tiên Phủ, tuyệt đối không có chuyện chỉ có mỗi đan dược. Đương nhiên là ngoài ra còn có cả đan lô, nhưng cái đan lô đó thoạt nhìn chỉ là một đan lô làm bằng đá tầm thường mà thôi. Ngoài những ký hiệu được khắc trên đất ở xung quanh đan lô thì họ chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì ở những chỗ khác cả, với một mật thất luyện đan mà nói, điều này không bình thường chút nào. Với cả nhiệt độ trong này rất cao, nhưng từ lúc tiến vào đến giờ, họ không hề nhìn thấy bất cứ ngọn lửa hay thứ gì tương tự, mỗi việc này thôi đã bất thường lắm rồi. Trước đó chim thần ma cũng từng nói, khả năng rất cao là trong này có chứa một trong 10 đại tiên hỏa của tiên giới, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa phát hiện ngọn lửa nào hết. Thật sự rất bất hợp lý. Thế nên, cả bốn người đều hiểu rất rõ rằng nhất định trong này còn ẩn chứa bí mật gì đó đang chờ họ khám phá. Đỗ Kiệt Bân nói, mọi người đi loanh quanh tìm thử xem, không chừng sẽ phát hiện thứ gì đó khác thì sao, tỉ như đan phương kim nguyên chân đạo đan. Ngay sau đó, bốn người bắt đầu tản ra tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong sơn động, nhưng sau lượt thứ nhất, bốn người vẫn chẳng phát hiện được thứ gì có giá trị ở đây cả. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn chuyên môn đi tìm chim thần ma hỏi thăm, nhưng tới nó cũng không nhận ra điểm gì bất thường. Sau lại, nó bỗng truyền âm cho Dương Bách Xuyên, nói rằng. Nhóc thối, hay là ngươi vòng trở về bên cạnh đan lô kiểm tra thử đi, trong sơn động này, điểm bất thường duy nhất chính là chỗ cái đan lô đó. Cuối cùng, bốn người bọn họ lại tề tựu về trước đan lô. Lần này, Lão Mộ trầm ngâm quan sát đan lô một hồi lâu, sau đó vươn tay, bắt đầu truyền tiên nguyên lực vào trong đan lô. Kế tiếp, đan lô phát ra tiếng ong ong, có phản ứng. A Thiện, mau tới giúp một tay, đan lô này hấp thu được tiên nguyên lực, chứng tỏ nó chính là chìa khóa mấu chốt. Lão Mộ vội gọi A Thiện tới giúp. Hai người A Thiện và Lão Mộ cùng đặt tay lên phía trên đan lô, bắt đầu truyền tiên nguyên lực vào trong. Ong ong. Sau khi hấp thu tiên nguyên lực từ Lão Mộ và A Thiện, âm thanh đan lô phát ra càng thêm lớn, nhức nhối cả màng nhĩ. Kế tiếp,
đan lô như bừng sáng, tỏa ra ánh hào quang màu vàng chói lòa. Ngay giây sau, các ký hiệu được khắc dưới mặt đất ở xung quanh đan lô cũng lần lượt sáng lên như một dây đèn. Đỗ Kiệt Bân thấy có phản ứng thì vô cùng vui vẻ, nói với Dương Bách Xuyên, Xuyên tử, chúng ta cũng đi hỗ trợ, có vẻ còn thiếu chút lửa. Vầng sáng đan lô sáng lên, khắc văn cũng bừng sáng, chứng tỏ bọn họ đã tìm đúng hướng. Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân đi đến trước đan lô cao hơn 2 mét, đường kính hơn 1 mét, hai người bọn họ cùng truyền lực tiên nguyên vào trong đan lô. Có Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân truyền lực, đan lô và phù văn xung quanh càng thêm sáng. Bốn người đều thấy được một đám phù văn bay ra khỏi đan lô, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Lão Mạc kích động nói, Kim Nguyên chân đạo, nghe vậy ba người Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này chim thần ma truyền âm cho Dương Bách Xuyên, tiểu tử, nhanh đi vào đan lô, lão tử cảm nhận được khí thức tiên hỏa. Người bảo ta nhảy vào đan lô, Dương Bách Xuyên sửng sốt hỏi lại. Chả nhẽ lại không, đừng vô nghĩa, nhanh, hình như trong đan lô này có một không gian khác, sau khi bốn người các người truyền lực tiên nguyên vào trong đan lô, hình như đã mở ra một thông đạo nào đó, bên trong toát ra hơi thở tiên hỏa, nhanh nhảy vào, có được tiên hỏa còn mạnh hơn có được tiên đa một vạn. Lần, không còn thời gian, chim thần ma thúc giục Dương Bách Xuyên. Lúc này cả sơn động bị ánh sáng của đan lô bao phủ, đã chói mắt đến mức không thể không nhắm mắt lại. Dương Bách Xuyên cảm giác con chim này nói hơi lung tung, nhảy vào trong đan lô. Lại còn cảm nhận được hơi thở tiên hỏa, chẳng may bên trong thật sự có tiên hỏa, nhảy vào khác gì bị thiêu chết. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng Dương Bách Xuyên cũng suy nghĩ con chim thần ma này cũng không đến mức quá đáng lừa mình như vậy. Cho nên hẳn cắn răng nhảy vào trong đan lô. Dù sao đan lô đang mở ra, còn không nhỏ. Lần này hắn lựa chọn tin tưởng chim thần ma. Phú quý trong nguy hiểm. Sau khi nhảy vào đan lô, Dương Bách Xuyên cảm thấy bị một lực hút kéo đi. Chỗ khác, sau đó thân thể mất khống chế, hắn cảm giác thân thể của mình vẫn luôn rơi xuống dưới. Thời gian cũng không quá dài, chỉ khoảng một phút, cuối cùng hắn cảm nhận được lực hút biến mất, sau đó thân thể hắn va mạnh với mặt đất cứng rắn. Dương Bách Xuyên hét lớn. Mở mắt ra, phát hiện đã đi đến một sơn động khác, không gian không lớn, chưa đến 50 mét vuông. Nhưng lúc hắn nhìn về phía trước thì lại ngây người. Bởi vì hắn nhìn thấy một người đang ngồi khoanh chân trên một chiếc giường đá trong mật thất. Người xuất hiện ở chỗ này là một hiện tượng rất không bình thường. Cả mật thất không phát hiện cánh cửa nào, hoàn toàn bị phong bế. Nhưng trong mật thất có ánh sáng. Suối nguồn ánh sáng bắt nguồn từ trên người người đang ngồi khoanh chân kia. Chính xác hơn quần áo của người này đang sáng lên. Dương Bách Xuyên biết quần áo của người này không phải vật phàm. Mà là một bộ tiên y, người này cũng là một tiên nhân. Nơi này là tiên phủ Đại La, trước khi tiến vào cũng nhìn thấy bốn chữ kỳ quân luyện đan động trên cánh cửa luyện đan. Từ đó hắn suy đoán khả năng cao người này là chủ nhân của tiên phủ Đại La kỳ quân luyện đan sư. Cách hơn 20 mét, Dương Bách Xuyên có thể thấy rõ ràng người này là một lão giả đầu bạc râu trắng, trên người tản ra lực tiên nguyên cường đại. Chẳng qua đang nhắm mắt lại. Là người chết, hay người sống? Dương Bách Xuyên nghĩ thầm trong lòng. Hắn cảm thấy là người sống, bởi vì có lực tiên nguyên cường đại không ngừng phát ra, trên mặt người này cũng có ánh sáng, nhìn thế nào cũng không giống người chết. Là một người chìm sâu vào trong tu luyện. Trong đại sảnh không ai phát hiện Dương Bách Xuyên đã biến mất. Ba người Đỗ Kiệt Bân đang chìm trong phương pháp luyện đan bay ra từ đan lô, ba người đang mải ghi chép phù văn. Cùng lúc đó ở lối vào, ở bên cạnh hố to do Dương Bách Xuyên đào ra, một đám người xuất hiện. Hơi thở của Yến Đại Nhân ở chỗ này, chính mắt ta nhìn thấy Đỗ Kiệt Bân và tên tiểu tử Dương Bách Xuyên đi vào nơi này, chúng ta có nên đi xuống hay không? Nếu bốn người Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được thanh niên này chính là Đại Vũ Tiên Môn Tào Mãn. Lúc trước Tào Mãn bị mấy người Dương Bách Xuyên giết chết 12 đồng môn, chỉ có một mình hắn đốt cháy đạo nguyên chạy trốn, tránh thoát sự đuổi giết của Dương Bách Xuyên. Nhưng sau lại hắn ta cũng đến hiện trường tranh đoạt quả tiên thạch, tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên giết chết Yến Ngũ Thước. Tào Mãn không dám trêu chọc Dương Bách Xuyên, nhưng lại thấy được sau khi Dương Bách Xuyên bị vây khốn, Đỗ Kiệt Bân lại rời đi. Tào Mãn không dám chọc Dương Bách Xuyên, nhưng không có nghĩa không. Dám chọc Đỗ Kiệt Bân. Dù sao Đại Vũ Tiên Môn bọn họ và Thái Thanh Tiên Môn của Đỗ Kiệt Bân là đối thủ một mất một còn. Sau đó Tào Mãn lặng lẽ theo dõi Đỗ Kiệt Bân. Phát hiện Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân hội hợp, cuối cùng đi đến một mảnh đất hoang để tìm kiếm gì đó.
Tào Mãn vẫn luôn ẩn núp, phát hiện bốn người Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân tìm được mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Chờ đến khi bốn người Dương Bách Xuyên đi vào, Tào Mãn cũng đuổi theo, nhưng hắn ta biết chính mình một mình thế đơn lực mỏng, không phải đối thủ của tên Dương Bách Xuyên kia. Nghĩ đến đây, Tào Mãn nảy ra ý hay, nếu Dương Bách Xuyên chém giết người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn Yến Ngũ Thước. Đối với Thượng Huyền Tiên Môn, đây là chuyện lớn, tuyệt đối sẽ không để yên, chắc chắn sẽ cho người đến xử lý tên Dương Bách Xuyên kia. Hơn nữa Đỗ Kiệt Bân lại trộn một chân với Dương Bách Xuyên, Tào Mãn định chờ người của Thượng Huyền Tiên Môn phái người đến, hắn ta đi theo nhìn, có khi có thể cùng xử lý Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên. Còn có chuyện về mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La, ngoại trừ người của Thượng Huyền Tiên Môn, chắc chắn mấy thế lực tiên môn khác cũng sẽ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó hắn ta chỉ thả tin tức về mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La, chắc chắn mấy tiên môn khác sẽ trọng thưởng. Cho dù bốn người Dương Bách Xuyên có thu hoạch được gì hay không, ánh mắt của mọi người đều sẽ dõi theo bọn họ, bị tất cả tiên môn công kích, cuối cùng Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân chỉ còn cái chết. Vì thế Tào Mãn liên lạc với các tiên môn còn lại, quả nhiên giống như những gì hắn ta đoán, sau khi nghe tin về mật thất luyện đan Tiên Phủ Đại La, người của mấy tiên môn khác đều điên cuồng, liên tục tỏ vẻ sẽ cùng tiến vào động luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Thượng Huyền Tiên Môn cũng không làm Tào Mãn thất vọng, không chỉ phái người đến, còn là một vị kim tiên. Mặc dù Tiên Phủ Đại La có pháp tắc thiên địa, chỉ có thiên tiên mới có thể tiến vào, trên thiên tiên không thể vào. Nhưng không phải tuyệt đối với Thượng Huyền Tiên Môn, chỉ cần chịu trả giá, để một kim tiên đi vào Tiên Phủ Đại La cũng không phải việc khó. Người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn bị giết chết, bỏ một chút trả giá này không là gì cả. Cho nên kim tiên của Thượng Huyền Tiên Môn tiến vào Tiên Phủ Đại La, cảnh giới bị áp chế xuống thiên tiên đại viên mãn đỉnh phong, còn dẫn theo 30 thiên tiên đại viên mãn. Có thể nói lần này Thượng Huyền Tiên Môn đã xuất lĩnh các tinh anh trong cảnh giới thiên tiên, thề muốn lột ra rút gân Dương Bách Xuyên báo thù cho Yến Ngũ Thước. Tào Mãn nghe môn chủ Thượng Huyền Tiên Môn Yến Vô Lượng nghe nói nhi tử bị một tiểu thiên tiên giết, giận tím mặt, một trưởng giết chết 9 thiên tiên trở về báo tin, gọi đệ đệ của ông ta Yến Vô Sơn dẫn theo 30 đệ tử tinh anh thiên tiên đại viên mãn tiến vào Tiên Phủ Đại La. Không chỉ vậy còn tự mình dẫn theo các trưởng lão của Thượng Huyền Tiên Môn canh giữ bên ngoài, thề phải nhìn thấy thi thể của Dương Bách Xuyên mới bằng lòng bỏ qua. Yến Ngũ Thước là nhi tử duy nhất của ông ta, nhưng lại bị Dương Bách Xuyên giết chết, sao Yến Vô Lượng có thể để yên? Hơn nữa Yến Ngũ Thước chết sẽ sinh ra nhân tố không ổn định cho Thượng Huyền Tiên Môn, về mặt khác sẽ trở thành trò cười của thế giới Đại Thanh. Cho nên chuyện này không chỉ chuyện nhi tử bị giết, còn liên quan đến mặt mũi và uy tín của Thượng Huyền Tiên Môn. Cho nên Yến Vô Lượng đã chuẩn bị mọi thứ, tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Bách Xuyên sống sót. Tào Mãn nghe xong thực sự quá vui sướng, Tào Mãn biết lần này cho dù có thể xử lý Dương Bách Xuyên, tiện thể xử lý Đỗ Kiệt Bân, có khi có thể khơi mào cuộc chiến giữa Thượng Huyền Tiên Môn và Thái Thanh Tiên Môn. Đến lúc đó top 1 và top 3 chém giết, Đại Vũ Tiên Môn đứng top 4 của bọn họ có cơ hội trở thành tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Còn tiên môn top 2, Tào Mãn biết sẽ không tranh. Bởi vì tiên môn top 2 là nữ tiên nhân, rất ít tham dự cuộc tranh đấu giữa các tiên môn. Cho nên chỉ có Đại Vũ Tiên Môn bọn họ có được lợi ích. Nghĩ đến đây Tào Mãn kích động phát run, đáng tiếc đồng môn đều bị Dương Bách Xuyên giết hết, nếu không hắn còn muốn đi thông báo cho tiên môn nhà mình đến xem vui. 10 tiên môn lớn đều biết đến bí mật về mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La, không có nhà nào không có hứng thú. Tào Mãn vui sướng dò hỏi Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn nói. Người xác định Dương Bách Xuyên và Thái Thanh Tiên Môn Đỗ Kiệt Bân đi vào nơi này. Chính mắt vãn bối nhìn thấy, Yến đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không sai. Tào Mãn chém đỉnh chặt sắt. Yến Vô Sơn gật đầu, đi thôi, cùng đi vào, chờ giết được Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân, thu hoạch được đồ tốt trong mật thất luyện đan, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Cảm ơn Yến đại nhân, vấn bối nhảy xuống trước dẫn đường. Tào Mãn vui mừng nói. Dưới tình huống thêm mắm thêm muối của Tào Mãn, Thượng Huyền Tiên Môn Yến Vô Sơn cũng xếp Đỗ Kiệt Bân vào danh sách phải giết. Dựa theo lời của Tào Mãn, Dương Bách Xuyên là người Thái Thanh Tiên Môn, còn là huynh đệ của Đỗ Kiệt Bân, chính Đỗ Kiệt Bân đã sai Dương Bách Xuyên giết Yến Ngũ Thước. Sau đó Yến Vô Sơn xếp Đỗ Kiệt Bân vào danh sách phải giết, còn việc Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ Thái Thanh Tiên Môn, Yến Vô Sơn không thèm quan tâm. Bởi vì đại ca của ông ta là môn chủ của Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Trước khi đi Yến Vô Lượng đã dặn dò xử lý tất cả những người có liên quan đến Dương Bách Xuyên.
cho nên lần này Yến Vô Sơn mang theo Thượng Phong Bảo Kiếm đi vào Tiên Phủ Đại La. Nếu không xử lý Dương Bách Xuyên, thực sự xin lỗi bí pháp mà ông ta đã bỏ ra để áp chế cảnh giới xuống Thiên Tiên Đại Viên Mãn Đỉnh Phong. Lúc này sâu trong động luyện đan kỳ quân, ba người Đỗ Kiệt Bân còn không biết bọn họ đã bị một kim tiên ghim thù, lúc này vẫn đang quan sát phương pháp luyện đan, sợ bỏ lỡ một phù văn. Hoàn toàn không biết Yến Vô Sơn đã áp chế tu vi sau đó kéo theo 100 người của bảy tiên môn tiến vào đan động, một nguy hiểm lớn đang hướng về phía bọn họ. Còn Dương Bách Xuyên đang chui vào lò luyện đan nên càng không biết tình hình bên ngoài. Lúc này Dương Bách Xuyên đến gần tiên nhân đang ngồi khoanh chân phía trước, ôm quyền khom người nói, vấn bối Dương Bách Xuyên bái kiến tiền bối, chưa được cho phép đã xâm nhập mật thất của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Kết quả hắn còn chưa nói xong, chim thần ma trên vai đã vỗ cánh bay lên nói, bái kiến cái rắm, chỉ là một người chết mà thôi, cũng không biết đã chết bao. Lâu, người thật cổ hủ. Trực tiếp đi qua nhìn xem có bảo vật gì đáng giá không là được. Nghe vậy Dương Bách Xuyên kinh ngạc nói, người chết. Tiểu tử ngươi tưởng người sống. Nếu người này còn sống, người sống đến như vậy đã bị người ta đánh chết, còn chờ người bái kiến hành lễ hả? Chim thần ma nói. Người chết nhưng tại sao mặt mày vẫn còn hồng hào, trên người còn tản ra lực tiên nguyên. Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Chim thần ma nói, tư duy của ngươi vẫn chưa thay đổi được, nhớ kỹ nơi này là tiên giới. Không phải tu chân giới. Sau này ngươi phải đối mặt với tiên nhân trường sinh có tiên thể bất hủ là bình thường, cho dù chết cũng là đạo nguyên tiên hồn. Tiên nhân tu vi càng cao, trên lý luận sẽ không hủ bại, cho nên ngươi mới thấy không khác gì người sống. Không tin ngươi thả tiên thức ra xem, lực tiên nguyên cường đại trên người người này đến từ bộ tiên y kia của hắn ta, đó là đồ tốt, ngươi quá may mắn. Đương nhiên chút may mắn này của ngươi đến từ ta. Sau này đối xử tốt với ta một chút. Chim thần ma lại nhảy. Dương Bách Xuyên không để ý đến nó, hắn thử thả tiên thức ra xem, quả nhiên trên người của người này không có lực tiên nguyên, nơi phát ra đến từ tiên y trên người ông ta. Hắn hỏi chim thần ma, qua đen, tiên y trên người người này có địa vị gì? Chim thần ma nói, vô nghĩa, không phải đồ tốt, lão tử sẽ nói cho ngươi. Ít nói nhảm, nói nhanh, tiên y trên người người này là gì? Dương Bách Xuyên nói, tiên y cũng coi như là tiên khí trung phẩm trong cực phẩm, thứ giá trị nhất của tiên y là tài liệu luyện chế, nó được luyện chế từ cực chí thiên băng linh lung ngọc, cho dù ở thời thượng cổ, đây cũng là một tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên chỉ bỏ thêm một chút, nhưng dù vậy cũng coi như rất không tồi, làm tiên y này có thuộc tính của cực chí thiên băng linh lung ngọc, cực hàn đến cực điểm, có thể ngăn cản tiên hỏa của tiên giới, còn có tác dụng an thần tĩnh tâm cho người tu luyện. Cũng may cơ duyên của ngươi đến, bây giờ cũng coi như có nơi dùng võ, chỗ tốt lớn nhất của tiên y là thu phục tiên hỏa cường đại. Cùng đứng đó làm gì, lột tiên y xuống, đứng chờ tiên nhân này sống lại nhấc tay tát chết ngươi hả? Tên gà mờ ngốc nghếch, chờ ngươi luyện hóa mặc vào tiên y này thì có thể trở nên cường đại một chút. Chim thần ma mắng liên tục. Dương Bách Xuyên đã thói quen với lời mắng của con chim này, hơn nữa những gì nó nói đều là những gì hắn nguyện ý nghe. Nghe chim thần ma nói quần áo là một tiên khí trung phẩm trong cực phẩm, Dương Bách Xuyên không vội vàng lột quần áo, ngược lại muốn hiểu biết khái niệm tiên khí. Ở tu chân giới hắn cũng từng chạm vào tiên khí, nhưng vẫn luôn không có khái niệm cụ thể. Liền hỏi chim thần ma, tiên khí tiên giới là sao? Lúc ở tu chân giới cũng có tiên khí, nhưng ta cảm giác hơi khác với tiên giới. Chim thần ma vỗ cánh bay một vòng xung quanh Dương Bách Xuyên, nói, đã nói hiện tại ngươi ở tiên giới. Không cần dùng tầm mắt ở tu chân giới đi nhìn mọi thứ, tiên khí mà ngươi tiếp xúc ở tu chân giới không được coi là tiên khí chân chính. Nhớ kỹ tu chân giới không có lực tiên nguyên, tiên khí không có lực tiên nguyên thì không được coi là tiên khí chân chính, sau này vứt bỏ ánh mắt và thế giới quan ở tu chân giới của ngươi đi để nhìn mọi thứ ở tiên giới. Tiên nhân bình thường cũng sử dụng tiên khí hạ phẩm, điều kiện tốt sử dụng trung phẩm, trong thế lực cường đại mới có thể xuất hiện tiên khí thượng phẩm, nhưng số lượng không nhiều. Còn tiên khí cực phẩm, đối với đa số tiên nhân, đó là đồ trong truyền thuyết, nhìn khắp tiên giới sợ rằng cũng không có vài món tiên khí cực phẩm, cho dù có cũng do các tiên đế, tiên tôn nắm giữ. Cho nên mới nói tiên y trung phẩm trong tiên khí cực phẩm trên người tiên nhân đã chết này đã sắp xỉ tiên khí thượng phẩm, nếu có cơ duyên có thể thử dựng dưỡng, có khí sẽ trở thành tiên khí thượng phẩm. Hơn nữa nói cho người biết một chuyện, luyện khí và luyện đan đạo ở tiên giới cũng hiếm lạ như nhau. Giá cả tiên khí bình thường có thể đẩy lùi bước chân của phần lớn tiên nhân, cực đắt. Nghe vậy,
Cuối cùng Dương Bách Xuyên có hiểu biết rõ ràng về tiên khí tiên giới. Được rồi, sau này lão tử sẽ từ từ nói cho ngươi, hiện tại dùng cảm giác đi cảm nhận tiên nhân đã chết kia, có khi sẽ có bất ngờ. Đi vào nơi này, hơi thở của tiên hỏa cực kỳ mãnh liệt, lão tử rất chờ mong tiên hỏa xuất hiện, nhưng không biết sẽ là tiên hỏa gì. Chim thần ma thúc giục Dương Bách Xuyên đi lột quần áo trên người tiên nhân đối diện. Nghe có hơi khó nghe và không may mắn, nhưng đối mặt với một tiên y trung phẩm trong cực phẩm, Dương Bách Xuyên thực sự khó có thể cản được sức quyến rũ của nó. Hắn cũng chờ mong về tiên hỏa trong miệng chim thần ma, chỉ là đến giờ còn chưa phát hiện. Nhưng hắn tin tưởng nơi này sẽ có tiên hỏa cường đại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong mật thất tràn ngập lực lượng tiên nguyên thuộc tính hỏa. Bước lên, Dương Bách Xuyên chắp tay trước ngực lẩm bẩm, tiền bối chớ trách, vãn bối cần tiên y, chờ vãn bối mặc tiên y vào chắc chắn sẽ làm sức hút của tiên y tỏa sáng lần nữa. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên giơ tay lột quần áo trên người tiên nhân xuống. Sau khi Dương Bách Xuyên duỗi tay chạm vào tiên y, cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Dương Bách Xuyên không sử dụng bạo lực, cho dù động vào cũng thật cẩn thận. Khi ngón tay hắn đụng vào tiên y, hắn cảm thấy một lực ôn hòa truyền đến từ đầu ngón tay. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một ánh sáng màu trắng ngà lóe lên, chỉ trong nháy mắt ánh sáng ngưng tụ thành một bóng người. Dương Bách Xuyên cảm nhận được chỉ trong nháy mắt, cả người hắn truyền đến một cơn lạnh lế ô, lạnh đến mức làm hắn phát run. Nhìn lên, thấy tiên y trên người tiên nhân đã mặc trên người hắn. Hư ảnh ngưng tụ thành một lão giả đầu bạc tóc bạc, lơ lửng trước mặt hắn. Giống như chỉ trong một cái chớp mắt, nơi này đã xảy ra thay đổi lớn. Dương Bách Xuyên há to miệng nhìn vị tiên nhân trước mặt mình, vẫn trong tư thế khoanh chân nhắm mắt, nhưng bộ quần áo trên người đã biến mất, thay vào đó là mặc trên người hắn. Mà vị tiên nhân này chỉ còn lại một bộ đồ ngủ, may là không có cảnh da thịt trước mặt hắn. Phía sau tiên nhân có ánh sáng trắng ngưng tụ thành một bóng người, chính là dáng vẻ của tiên nhân này. Dương Bách Xuyên biết đây chắc chắn là một loại ấn ký thần hồn. Lúc hắn còn đang ngơ ngác, chỉ nghe thấy vị lão tiên nhân kia nói, người có duyên, người rất may mắn vì không dùng bạo lực với lão phu, nếu nhìn thấy bộ tiên y trên người ta mà cưỡng chế cướp đoạt, có lẽ lúc này ngươi đã hồn bay phách lạc rồi. Câu đầu tiên của ông lão đã khiến Dương Bách Xuyên toát cả mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn cảm thấy rất may mắn vì mình là người Cửu Châu, trong người mang đức tính tốt đẹp truyền thống của Cửu Châu, quan niệm tôn trọng người đã khuất, ngay từ đầu đã kính sợ vị tiên nhân này, không nghe lời của chim thần ma, dùng bạo lực cởi quần áo của người khác. Theo như lão tiên nhân này nói, nếu hắn dùng vũ lực để lấy đi quần áo thì bản thân sẽ bị lão tiên nhân này căn nuốt, khi đó chắc chắn sẽ mất mạng. Dương Bách Xuyên nghe mà toát cả mồ hôi. Lúc này, lão tiên nhân lại nói, tiểu tử, lão phu là chủ nhân của nơi này, ta tên là Kỳ Quân Đan Sư, ngươi tới đây nhưng lại không mạo phạm lão phu, đây chính là duyên phận giữa hai chúng ta, đương nhiên ngươi có thể nhìn thấy lão phu, có nghĩa là ta đã sớm không còn trên đời này nữa. Nhưng lão phu nghiên cứu đan đạo một đời, cũng chính vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Những tên khốn kiếp kia dùng tất cả vốn liếng muốn có được bí pháp đan đạo của lão phu, nhưng lại không biết rằng bí pháp đan đạo của lão phu lại được phong ấn trong phân thân này. Người có thể tới được nơi này thì cũng biết sự thích của lão phu về đan kim nguyên chân đạo, thật ra đan kim nguyên chân đạo chỉ là một trong số đan đạo. Mà ta đã nghiên cứu ra mà thôi, nó áp dụng cho thiên tiên lên chân tiên, trong sách Kỳ Quân Đan. Mà lão phu nghiên cứu, phía sau còn có đan kim nguyên đại la dùng cho kim tiên lên đại la thượng tiên và đan kim nguyên hỗn nguyên để đại la thượng tiên lên cảnh giới hỗn nguyên. So sánh với đan kim nguyên chân đạo thì hai loại sau mới là đỉnh cao của nghiên cứu, mặc dù lão phu là đại la thượng tiên nhưng lại nghiên cứu ra tiên đan để đại la thăng cấp lên hỗn nguyên, là người mở đầu ở tiên giới. Nhưng không ngờ cũng chính vì lý do này đã dẫn tới họa sát thân, nhưng vậy thì đã sao? Đám khốn nạn kia cũng chỉ hủy được đại la tiên phủ của lão tôn, nhưng lại chẳng lấy được gì, chỉ đáng tiếc cho những đệ tử của lão phu bị bọn họ giết chết. Nói tới đây, tiên quân tự xưng là Kỳ Quân lại bi thương. Dương Bách Xuyên cũng hiểu rõ những gì Kỳ Quân tiên nhân nói, nhưng không biết đánh giá vị tiên nhân này như thế nào. Theo những gì ông ấy nói, Dương Bách Xuyên đại khái có thể tưởng tượng được, Kỳ Quân tiên nhân này là hạng người gì. Giống như những vị đại học sĩ khí phách của thời cổ đại ở trái đất. Họ có sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, không sợ cường quyền, nhưng mặt khác lại có chút bảo thủ. Nghe ý thì Kỳ Quân quả thật là một kỳ tài tiên đạo, sáng tạo ra ba loại đan dược có thể tăng một cảnh giới lớn, đan kim chuyên chân đạo, kim nguyên đại la và kim nguyên hỗn nguyên. Lúc trước nghe Lão Mạc nói,
đan kim nguyên chân đạo có thể sử dụng cho tới cảnh giới hỗn nguyên, hiện tại nghe kỳ quân tiên nhân chính miệng nói thì mới thấy hiểu biết trước của lão Mạc đang bị phóng đại, sức tưởng tượng của tiên giới còn đáng sợ hơn cả tu chân giới, tăng được một cảnh giới nhỏ đã vô cùng khó khăn chứ đừng nói tới cảnh giới lớn. Nghe kỳ quân tiên nhân nói hắn mới cảm thấy hợp lý, cho dù là như vậy thì ba loại đan mà tiên nhân nói có thể tăng từ thiên tiên tới cảnh giới hỗn nguyên, vậy đã là kinh khủng lắm rồi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên nhìn ra được, bản thân kỳ quân tiên nhân đã không tầm thường, một tiên nhân có tu vi cảnh giới đại la nhưng lại có thể nghiên cứu ra được tiên đan thăng cấp lên hỗn nguyên, ông hoàn toàn xứng với danh xưng đại tôn sư của đan đạo. Cả ba loại đan dược đều có thể tăng cả một cảnh giới lớn, đây là chuyện hết sức khủng bố. Khó trách lại bị người ta nhớ thương. Hơn nữa nghe ý của kỳ quân tiên nhân, hình như trong này còn có chuyện xưa. Dương Bách Xuyên biết kỳ quân tiên nhân chỉ là một ấn ký thần hồn, chỉ để lại một hình ảnh, không giao tiếp được, nếu không thì hắn sẽ hỏi rõ nguyên do. Ngay khi trong đầu Dương Bách Xuyên đang nghĩ tới những vấn đề này, hắn nghe thấy kỳ quân tiên nhân nói cho cùng đây đều là lỗi của lão phu, sớm biết những kẻ khốn nạn kia sẽ dính dáng tới các đệ tử thì ta đã đưa sách kỳ quân đan cho bọn họ, như vậy thì sẽ không đến mức khiến cả tiên phủ bị giết hại, lão phu rất ân hận. Trong cơn đau buồn phẫn nộ, kỳ quân tiên nhân nói, tiểu tử, cậu là người có duyên với ta, ngươi cũng tới đây vì sách kỳ quân đan, lão phu không mong gì, chỉ mong ngươi đồng ý với ta một điều kiện, lão phu sẽ giao lại sách kỳ quân đan cho ngươi, hơn nữa sẽ tặng thêm cho ngươi tiên hỏa cường đại của lão phu. Nói tới đây kỳ quân tiên nhân dừng một chút rồi nói, lão phu muốn ngươi phát lời thề, sau khi có được sách kỳ quân đan và tiên hỏa, ngươi giúp lão phu báo thù, hoặc nói đúng hơn là báo thù cho đệ tử của ta. Thù của từ trên xuống dưới toàn tiên phủ, xua đi oán hận của mấy nghìn đệ tử, nếu không lão phu và bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi có thể yên tâm vấn đề có báo thù được hay không, lão phu nghiên cứu kỳ quân đan đạo, cũng không phải chỉ dừng lại ở cảnh giới hỗn nguyên, con đường cảnh GN đạo phía sau, chỉ cần ngươi chịu nghiên cứu, cộng thêm có sự giúp đỡ của tiên hỏa, nhất định có thể lĩnh hội được. Cũng đừng nghi ngờ những gì ta nói, bởi vì căn cơ của kỳ quân đan đạo không phải là đan đạo tầm thường. Có lẽ ngươi sẽ thấy quái lạ, vì sao phía trước tên của ba loại đan đều có thêm hai chữ Kim Nguyên, bây giờ lão phu nói cho ngươi biết, Kim Nguyên là một cái tên. Căn cơ đan đạo của kỳ quân, khởi nguồn tên gọi là Kim Nguyên, vậy nên mỗi một loại đan dược nghiên cứu ra, đều có thêm hai chữ Kim Nguyên, bởi vì Kim Nguyên là người trong thần đạo, lúc còn trẻ lão phu đã từng gặp được một thần nhân tên là Kim Nguyên, từ đó mới bước trên con đường đan đạo, vậy nên mới có thể nghiên cứu ra kỳ quân đan đạo. Nói tới tiên hỏa, tiên nhân có thập đại tiên hỏa, mỗi một loại đều là ngọn lửa tuyệt thế, tiên hỏa mà lão phu có được chính là thanh liên tiên hỏa, đứng thứ ba trong thập đại tiên hỏa, ta có thể khẳng định, có thanh liên tiên hỏa giúp đỡ và kỳ quân đan đạo của lão phu, thành tựu sau này của ngươi sẽ rộng lớn thênh thang. Nếu không bị đám khốn kiếp kia tính kế, ta có tự tin lấy được phong hào tiên đế, được rồi, nếu ngươi muốn có được sách kỳ quân đan và tiên hỏa của lão phu thì phải thề độc với tiên đạo, một ngày nào đó ngươi sẽ giúp ta phá hủy thế lực tiên đan lâu. Đương nhiên ngươi cũng đừng hòng tùy tiện thề độc để lừa gạt lão phu, vậy không được, bởi vì sau khi ngươi phát lời thề, tiên hỏa và sách kỳ quân đan của lão phu sẽ truyền thừa cho ngươi, tiến vào trong cơ thể, thanh liên tiên hỏa là tiên hỏa đứng thứ ba trong thập đại tiên hỏa, ngươi sẽ không thể nào tưởng tượng được uy lực của nó, hơn nữa tiên hỏa có linh trí, sau khi thề độc, nếu không thực hiện lời thề, tiên đạo chưa giết ngươi thì tiên hỏa đã đốt cháy ngươi trước. Ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp nhận sách kỳ quân đan và tiên hỏa của lão phu, ta cũng không trách ngươi, có cần sách kỳ quân đan và tiên hỏa của A hay không, bản thân ngươi tự lựa chọn, à đúng rồi, lão phu quên nói cho ngươi biết sách kỳ quân đan không chỉ có phương thức của ba loại đan. Đợi kỳ quân tiên nhân nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên lại phiền muộn. Ai có thể bình tĩnh trước mê hoặc lớn như vậy, ai mà từ chối được, hơn nữa với Dương Bách Xuyên mà nói N tại tu vi của hắn rất thấp, có thể. Nói là tầng thấp nhất ở tiên giới, thậm chí có thể nói là cần tăng thực lực tu vi gấp. Chưa nói đâu xa, Dương Bách Xuyên biết hắn giết chết Yến Ngũ Xích, người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, đợi sau khi ra ngoài, Thượng Huyền Tiên Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, thế nên hắn cần tăng thực lực hơn bất cứ lúc nào hết. Hơn nữa kỳ quân tiên nhân chỉ bảo hắn sau này hủy diệt tiên đan lâu, chứ cũng không nói thời gian cụ thể, hắn vẫn còn thời gian để trở nên cường đại. Đương nhiên thế lực tiên đan lâu được kỳ quân tiên nhân chỉnh trọng nhắc tới, Dương Bách Xuyên đoán có lẽ cũng không yếu, nếu hắn chống lại thì sẽ có. Nguy hiểm rất lớn, nhưng con đường tu hành ở đâu mà không có nguy hiểm.
Muốn có được thu hoạch lớn thì phải bỏ ra cái giá đắt, đây là đạo lý rất bình thường, Dương Bách Xuyên đã sớm hiểu rõ. Thế nên hắn sẽ đồng ý. Hơn nữa còn có tiên hỏa, hắn quả thật không cách nào từ chối. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên giơ tay thề, được, ta đồng ý với tiền bối, sau này nhất định sẽ phá hủy tiên đan lâu, nếu làm trái lời thề thì sẽ bị trời tru đất diệt, thanh liên tiên hỏa thiêu đốt. Thanh liên tiên hỏa đứng thứ 3 trong thập đại tiên hỏa của tiên giới, chỉ riêng cấp bậc đã biết đây không phải thứ tầm thường. Chim thần ma cũng ở một bên thúc giục hắn đồng ý. Sau đó Dương Bách Xuyên đã tuyên thề với tiên đạo. Có một vấn đề khiến Dương Bách Xuyên vui vẻ, đó chính là kỳ quân tiên nhân là tiên nhân thời đại thượng cổ, từ thượng cổ đến bây giờ đã qua không biết bao nhiêu thời gian, có khi thế lực tiên đan lâu này đã biến mất rồi cũng nên, nếu như tiên đan lâu không còn, vậy thì hắn cũng không vi phạm lời thề. Vậy nên trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không có quá nhiều áp lực. Ngay sau đó, lời tuyên thệ hoàn thành. Hắn thấy hư ảnh của kỳ quân tiên nhân hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh như chớp chui vào mi tâm của hắn, căn bản không cho hắn thời gian kịp phản ứng, vèo một cái đã biến mất. A! À, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà kêu thảm thiết. Hắn không ngờ ấn ký thần hồn mà kỳ quân tiên nhân lại là tiên hỏa và sách kỳ quân đan. Đầu óc chướng đau vô cùng, một lượng thông tin lớn hiện ra. Lúc này người hắn như lửa đốt, sách kỳ quân đan và tiên hỏa cùng lúc tiến vào trong cơ thể. Cảm giác nóng rực lan tràn khắp cơ thể, đau đớn xâm nhập vào linh hồn. Khiến Dương Bách Xuyên không khỏi muốn hét lên. Nhưng lúc này, bộ tiên y hắn đang mặc lại lóe lên ánh sáng, bắt đầu tản ra cảm giác mát mẻ. Hơn nữa, nhiệt độ nóng rực trong cơ thể càng cao thì quần áo mặc trên người càng mát. Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể mình hiện tại như băng và lửa va nhau. Cũng may là có tiên y tiêu diệt cơn đau đớn từ lửa nóng trong cơ thể. Nhưng hẳn biết, tiên hỏa đang dung hợp với cơ thể hắn. Ngay lập tức, hắn vận công pháp tận lực dung hợp tiên hỏa, cuối cùng sau này tiên hỏa sẽ do hắn khống chế, trở thành một phần thực lực của hắn. Có tiên y trên người tản ra hơi mát, Dương Bách Xuyên cũng dành ra được chút thời gian để dung hợp với tiên hỏa. Cho dù kỳ quân tiên nhân dẫn tiên hỏa vào trong cơ thể, bớt đi rắc rối thu phục, nhưng nói sao thì đây cũng là thập đại tiên hỏa của tiên giới, không thể sử dụng ngay được. Điểm này Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, bảo bối của đất trời không dễ sử dụng như vậy. Lúc này hắn nhìn vào bên trong, nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ cỡ nắm tay hiện ra ở tiên phủ, lơ lửng ngay bên trái của càn khôn đan, Dương Bách Xuyên sợ không cẩn thận sẽ đốt cháy luôn đạo nguyên của bản thân. Nhưng may thay vì sử dụng phương thức truyền thừa để tiến vào trong cơ thể, thanh liên tiên hỏa cũng không phóng ra uy lực thiêu đốt tiên phủ trong cơ thể. Dương Bách Xuyên hiểu rõ điều này, thật ra đây là kết quả chắc chắn phải có của truyền thừa, không ai làm gì được, hắn phải chịu đựng những đau khổ áp lực giống như rèn luyện thân thể, nếu muốn tăng cường chức năng thân thể, hắn cần phải trải qua quá trình rèn luyện đầy đau đớn. Thanh liên tiên hỏa không thể dùng lẽ thường để lý giải, chút đau đớn này chẳng là gì. Đây là với tình huống kỳ quân tiên nhân truyền thừa lại để Dương Bách Xuyên tiếp nhận thanh liên tiên hỏa, nếu không, khiến cho tiên hỏa tiến vào cơ thể hắn đã là vấn đề rồi chứ đừng nói tới thu nó để sử dụng. Sau khi Dương Bách Xuyên dùng càn khôn tạo hóa quyết, hắn bắt đầu dung hợp với thanh liên tiên hỏa từng chút một, thích ứng dần dần. Hắn biết đợi sau khi hắn dung hợp hoàn toàn với thanh liên tiên hỏa thì mọi đau đớn sẽ biến mất. Cũng may càn khôn tạo hóa quyết không phải công pháp tu luyện bình thường, đây là phép của thần đạo, khi Dương Bách Xuyên dần nhập tâm cũng là lúc bắt đầu thích ứng. Muốn dung hợp với thanh liên tiên hỏa thật ra cần phải khống chế được tiên hỏa, đợi khi hắn chỉ cần một ý niệm đã câu thông, sử dụng thanh liên tiên hỏa, đó chính là lúc hắn đã hoàn toàn kiểm soát được tiên hỏa. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai tia sáng. Giữa trán hắn xuất hiện ấn ký hoa sen màu xanh. Phù! Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, cuối cùng cũng dung hợp xong thanh liên tiên hỏa. Tiếp theo là sắp xếp lại sách kỳ quân đan trong đầu. Khi nhìn kỹ lại, trong lòng Dương Bách Xuyên mừng như điên, bên trong cuốn sách này không chỉ có ba loại đan kim nguyên chân đạo, kim nguyên đại la và kim nguyên hỗn nguyên mà còn có đủ các loại phương thức luyện đan khác, cộng lại cũng có tới gần trăm phương thuốc được hoàn thành tỉ mỉ. Điều khiến Dương Bách Xuyên vui mừng là, bên trong sách kỳ quân đan có ghi lại tiên dược chính cần có trong mỗi một phương đan, tiên dược đó có đặc trưng như thế nào, thuộc tính công hiệu ra sao, sinh trưởng trong điều kiện môi trường như thế nào, tất cả đều được ghi chép rất tỉ mỉ. Cuối cùng là những ghi chú về kinh nghiệm luyện đan của từng loại đan dược, cách tinh luyện, tác dụng của đan dược sau khi hoàn thành, từng thứ đều được ghi lại trong sách kỳ quân đan.
Theo Dương Bách Xuyên thấy, thay vì nói sách kỳ quân đan là một quyển ghi chép lại phương thức luyện đan, chỉ bằng gọi là sách quý đan đạo thì thích hợp hơn, mặc dù không ghi lại nhiều phương thức nhưng cộng lại cũng có gần 100. Sau khi Dương Bách Xuyên xem qua, hắn cho rằng 100 đan phương này nếu như có đầy đủ dược liệu thì đều có thể luyện chế ra. Con đường luyện đan trong sách kỳ quân đan giống như một phái, vô dùng huyền diệu, từ quyển sách này, Dương Bách Xuyên lại có thêm một nhận thức mới về kỳ quân tiên nhân. Nếu gọi ông là tông sư luyện đan cũng không quá. Lúc trước ở tu chân giới, lão đầu đã truyền thụ lại cho hắn kiến thức về con đường luyện đan, đó cũng là con đường luyện đan thượng thừa, hơn nữa cũng rất tỉ mỉ. Nhưng hiện tại sau khi xem qua kỳ quân đan đạo, Dương Bách Xuyên lại có thêm một nhận thức mới về tu luyện đan dược, giống như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. So sánh giữa hai người, kỳ quân đan đạo còn tinh tế hơn con đường luyện đan mà lão đầu truyền thụ cho hắn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết, kiến thức luyện đan mà lão đầu dạy hắn phù hợp với tu chân giới, còn kỳ quân đan đạo là tiên đan của tiên giới, cấp bậc khác nhau cũng là chuyện bình thường. Nhất thời Dương Bách Xuyên như say mê, hoàn toàn đắm chìm vào trong, hắn tin đợi sau khi nắm rõ thông suốt được kỳ quân đan đạo, sau này hắn luyện tiên đan sẽ không còn vấn đề gì. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết tiên đan và luyện đan ở tu chân giới khác biệt rất lớn, cấp bậc của đan dược đều được quyết định bởi thực lực tu vi và sự cảm ngộ về đan đạo, những thứ này đều cần phải có thời gian. Hiện tại xem qua kỳ quân đan đạo, Dương Bách Xuyên nghĩ những thứ này đều không làm khó được hắn, thứ hắn cần chẳng qua chỉ là tích lũy. Còn có một điều Dương Bách Xuyên hiểu rõ, giống như lời kỳ quân nói, có được thanh liên tiên hỏa và sách kỳ quân đan thì tương lai con đường luyện đan của hắn sẽ càng vươn xa hơn. Kỳ quân đan đạo mà kỳ quân tiên nhân nghiên cứu ra quả thật có tác dụng vi diệu, biến thứ mục nát trở nên thần kỳ, nếu như ông ấy không bị người ta tính kế mà vẫn còn sống tới hiện tại, chỉ cần dựa vào riêng kỳ quân đan đạo thôi cũng đủ trở thành bá chủ một phương của tiên giới. Chưa cần nói tới những thứ khác, nhưng đan kim nguyên chân đạo, kim nguyên chân đan, kim nguyên hỗn nguyên, miễn là tìm được đủ tiên dược, thì có thể khiến cho một thiên tiên nhỏ bé một bước lên cảnh giới hỗn nguyên. Đây chính là sức hấp dẫn vô cùng lớn của tiên đan. Bắt đầu từ thiên tiên rồi tới chân tiên, kim tiên, đại la, hỗn nguyên, cả bốn. Cảnh giới lớn, vô số tiên nhân phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới này, thậm chí có người cả đời cũng chưa tới được cảnh giới hỗn nguyên. Nhưng ba phương thức luyện đan mà kỳ quân tiên nhân nghiên cứu ra lại có thể giúp cho người ta đạt được tới ngưỡng đó. Điều này chứng minh đây là một phương đan nghịch thiên, chẳng trách kỳ quân tiên nhân lại bị người ta tính kế, cướp phương đan trong tay ông ấy. Nói ba phương đan này giá trị liên thành cũng không phải khoác lác. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra được, sách kỳ quân đan của ông ấy còn đáng giá hơn, đây mới thật sự là bảo bối. Bởi vì sau khi Dương Bách Xuyên xem qua sách kỳ quân đan, hắn phát hiện tiên nhân không hề nói sai, có được cuốn sách này thì tương lai hẳn sẽ có thể nghiên cứu, cảm ngộ ra tiên đan còn cao cấp hơn cảnh giới hỗn nguyên, chỉ cần có đủ điều kiện, thì về lý thuyết hoàn toàn có thể tiến xa hơn. Đây mới là chỗ giá trị nhất của sách kỳ quân đan hay nói đúng hơn là kỳ quân đan đạo. Dương Bách Xuyên vẫn đang chìm vào sách kỳ quân đan trong mật thất, ở Sơn Động, Đỗ Kiệt Bân, Lão Mạc và A Thiện lại gặp phải phiền phức lớn. Bởi vì Yến Vô Sơn của Thượng Huyền Tiên Môn đằng đằng sát khí dẫn theo người tiến vào trong sơn động. Ba người Đỗ Kiệt Bân vẫn đang chăm chỉ ghi chép lại phù văn bay ra từ lò luyện đan, thật ra đây là phương thức luyện chế đan kim nguyên chân đạo, hơn nữa còn là bản không hoàn chỉnh, dùng để che đậy vị trí từ lò luyện đan dẫn đến căn phòng bí mật. Phương thuốc không đầy đủ thì cho dù ghi chép như thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi chỉ là bản không hoàn chỉnh, nhìn sao cũng thấy không hợp lý. Chỉ lãng phí thời gian ở nơi này, nhưng không ngờ Yến Vô Sơn lại dẫn người giết tới tận đây. Khi Tào Mãn mang theo Yến Vô Sơn đến Sơn Động, thấy được ba người Đỗ Kiệt Bân đang ở trong phù văn, ánh mắt Yến Vô Sơn sáng rực. Đương nhiên Yến Vô Sơn biết tới bí mật của Đại La Tiên Phủ, lập tức nghĩ ngay. Tới đan kim nguyên chân đạo. Bắt lấy ba người họ, kẻ nào phản kháng giết không tha. Yến Vô Sơn lập tức ra lệnh. Trong đầu nghĩ có lẽ ba người Đỗ Kiệt Bân đã lấy được đan kim nguyên chân đạo và tất cả mọi thứ ở đây. Bây giờ đến cũng đúng lúc, bắt lấy ba người họ rồi cướp là được. Dù sao thì theo những gì Tào Mãn nói, Đỗ Kiệt Bân cùng một nhóm với Dương Bách Xuyên, đồng lõa giết chết Yến Ngũ Xích, hoặc là nói Dương Bách Xuyên chính là đệ tử của Thái Thanh Tiên Môn. Lần này tốn một cái giá lớn, mục tiêu của Yến Vô Sơn rất rõ ràng, giết chết Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân báo thù cho cháu trai Yến Ngũ Xích. Yến Vô Sơn cũng không quan tâm tới chuyện Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ Thái Thanh Tiên Môn,
một thái thanh tiên môn mà thôi, chẳng là gì trong mắt thượng huyền tiên môn cả. Lúc này ba người Đỗ Kiệt Bân nghe được tiếng đằng đằng sát khí của Yến Vô Sơn thì mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, trong sơn động đã đông nghịt người. Hơn nữa còn nghe Yến Vô Sơn hạ lệnh muốn giết ba người bọn họ. Đỗ Kiệt Bân ngẩng đầu nhìn lên, là đệ đệ Yến Vô Sơn của môn chủ thượng huyền tiên môn Yến Vô Lược, thân là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn, đương nhiên hắn biết những tiên nhân cấp cao trong thập đại tiên môn. Yến Vô Sơn là kim tiên nhưng bây giờ ến vào trong tiên phủ, hơn nữa tu vi hiện tại là thiên tiên đại viên mãn, rõ ràng đối phương đã dùng bí pháp áp chế cảnh giới tu vi để vào đây. Lần này thì phiền phức to rồi, trong lòng Đỗ Kiệt Bân nghĩ như vậy. Ngay lập tức, hắn và Lão Mạc, A Thiện đứng chạm lưng vào nhau, đối mặt với Yến Vô Sơn, Đệt Bân trầm giọng nói, Yến tiền bối, ông có ý gì? Yến Vô Sơn hừ lạnh, ý gì, cháu trai ta Yến Ngũ Xích, người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn bị các ngươi giết chết, lẽ nào Đỗ Kiệt Bân không biết ta định làm gì hay sao? Có một tên tiểu tử Dương Bách Xuyên là người của Thái Thanh Tiên Môn đúng không? Hắn ta giết chết cháu trai ta, lẽ nào Đỗ Kiệt Bân ngươi không biết? Hay định nói, ngươi và Dương Bách Xuyên không có quan hệ gì? Nghe Yến Vô Sơn nói vậy, lúc này Đỗ Kiệt Bân thật sự không biết nên trả lời, Yến Vô Sơn như thế nào, hắn có nên nói không liên quan gì đến Dương Bách Xuyên không? Sao có thể, phần lớn đệ tử tiên môn đều thấy hắn dẫn Dương Bách Xuyên vào Đại La Tiên Phủ, muốn phủi sạch quan hệ với Dương Bách Xuyên, sợ là Yến Vô Sơn cũng không tin, hơn nữa Đỗ Kiệt Bân hắn không phải loại người không có trách nhiệm đi bán bằng hữu. Dương Bách Xuyên thật sự không phải là đệ tử của Thái Thanh Tiên Môn chúng ta. Hắn là bạn của Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn nói đúng sự thật. Đối mặt với Thượng Huyền Tiên Môn, hắn rất kiêng dè bởi vì hắn ta là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn, có thể không dính líu tới tiên môn nhà mình là tốt nhất. Nhưng cũng không thể vứt bỏ bạn bè, cho nên Đỗ Kiệt Bân trả lời đúng sự thật. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Yến Vô Sơn khiến Đỗ Kiệt Bân biết được hôm nay đối phương có chuẩn bị mà đến, sẽ không nói lý. Ha ha! Dương Bách Xuyên là bạn ngươi là được rồi, điều này chứng tỏ ngươi cũng không thoát khỏi liên quan đến cái chết của cháu trai ta Yến Ngũ Xích. Hôm nay giết ngươi cũng không oan cho ngươi. Tuy nhiên, lão phu cho ngươi một cơ hội chết toàn thây. Giao ra đan kim nguyên chân đạo và tất cả mọi thứ các ngươi lấy được ở đây thì ta sẽ cho các ngươi toàn thây. Nếu không, lão phu sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Lời nói của Yến Vô Sơn vô cùng ngang ngược, bá đạo. Lúc này, Lão Mạc không nhịn được nổi giận. Yến Vô Sơn, ngươi dám giết thiếu chủ nhà chúng ta. Ngươi tưởng Thái Thanh Tiên Môn ta dễ bắt nạt đấy à? Ha ha ha, Thượng Huyền Tiên Môn ta là tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, Thái Thanh Tiên Môn các ngươi là cái thá gì? Lần này các ngươi giết chết người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn ta, các ngươi thật sự cho rằng đây là chuyện nhỏ ư? Nói thật cho các ngươi biết, huynh trưởng của ta Yến Vô Lượng đã đích thân xuất sơn, đang ở bên ngoài Đại La Tiên Môn. Lần này phải giết bằng được Dương Bách Xuyên. Tên nhóc nhà ngươi có quan hệ với Dương Bách Xuyên, vậy thì sẽ giết luôn một thể. Trong lúc nói chuyện, Yến Vô Sơn đằng đằng sát khí, hơn nữa còn mặt dày muốn cướp hết đồ của ba người Đỗ Kiệt Bân. Đúng là bọn họ đã lấy được đan kim nguyên chân đạo và công thức luyện đan, nhưng công thức luyện đan không phải là bản hoàn chỉnh, chẳng qua ba người Đỗ Kiệt Bân, Lão Mạc và A Thiện không phát hiện ra mà thôi. Ờ ó điều lúc này Đỗ Kiệt Bân và Yến Vô Sơn đều phát hiện ra một vấn đề. Đó là Dương Bách Xuyên không ở đây. Lão Mạc A Thiện, Bách Xuyên đâu rồi? Đỗ Kiệt Bân nhỏ giọng hỏi hai người. Lúc này Lão Mạc và A Thiện cũng sửng sốt, không thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên đâu cả. Thiếu chủ, chúng ta cũng không thấy. Trước đó lúc bốn người đưa lực tiên nguyên vào lò luyện đan, Dương Bách Xuyên vẫn còn ở đây. Nhưng sau đó trong ánh sáng chói mắt, không ai nhìn thấy hẳn nữa, bấy giờ mới phát hiện Dương Bách Xuyên đã biến mất. Đám người Yến Vô Sơn tiến vào cũng chỉ thấy ba người Đỗ Kiệt Bân, không thấy Dương Bách Xuyên, nhìn khắp đại sảnh sơn động cũng không thấy có người thứ tư. Yến Vô Sơn trầm giọng hỏi Tào Mãn bên cạnh, thằng nhãi Dương Bách Xuyên đâu? Chẳng phải ngươi nói là bốn người bọn họ cùng tiến vào trong này sao? Người đâu rồi? Yến đại nhân, ta tuyệt đối không nhìn nhầm, hơn nữa ta vẫn luôn canh chừng cái hố to ở bên ngoài, không phát hiện thấy Dương Bách Xuyên đi ra. Vãn bối tận mắt nhìn thấy bốn người bọn họ cùng nhau tiến vào sơn động, chắc chắn trong chuyện này có gì đó bất thường. Hoặc là có sơn động khác, vấn bối đoán là Dương Bách Xuyên đã đi tới nơi khác rồi. Tào Mãn trả lời, trán túa mồ hôi lạnh, lời hắn ta nói là sự thật. Lần này Yến Vô Sơn tiến vào tiên phủ, mục tiêu hàng đầu là Dương Bách Xuyên.
Ở bên ngoài hắn a khẳng định với Yến Vô Sơn là bốn người Dương Bách Xuyên, Đỗ Kiệt Bân cùng tiến vào sơn động, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên đâu. Hiện tại nghe Yến Vô Sơn trầm giọng chất vấn, tâm lý của Tào Mãn liền suy sụp. Nhưng hắn ta không dám đắc tội Yến Vô Sơn. Lỡ như Yến Vô Sơn giết hắn ta thì toi, Thượng Huyền Tiên Môn là tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, danh tiếng không phải tự dưng mà có. Lúc này Tào Mãn chỉ có thể nói với Yến Vô Sơn rằng có khả năng Dương Bách Xuyên đã đi nơi khác. Tào Mãn cũng nảy sinh nghi ngờ, hắn ta tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân cùng nhau đi vào, vậy mà bây giờ lại không thấy người đâu, đúng thật kỳ lạ. Yến Vô Sơn hừ mũi nói với Tào Mãn, mong là thế, nếu không tìm thấy Dương Bách Xuyên tức là tên nhãi ngươi lừa lão phu, đến lúc đó đừng trách lão phu vô tình, xử ngươi luôn một thể. Yến tiên bối minh giám. Có cho vãn bối thêm 100 lá gan, vãn bối cũng không dám lừa gạt. Cõi lòng lạnh ngắt, Tào Mãn biện minh cho mình. Sau đó, hắn ta gào to với Yến Vô Sơn, Đỗ Kiệt Bân, thằng nhãi Dương Bách Xuyên đi đâu rồi? Ngươi thức thời thì mau nói cho Yến đại nhân đi, không thì sẽ nếm trái đắng đấy. Lúc này có thể đùn đẩy trách nhiệm thì phải đùn đẩy trách nhiệm, Tào Mãn giỏi nhất là làm loại chuyện này. Nghe Tào Mãn nói vậy, Đỗ Kiệt Bân cũng ngẩn ra. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ có phải Dương Bách Xuyên đã bị Yến Vô Sơn bắt rồi không, nhưng bây giờ xem ra hình như không có ai biết Dương Bách Xuyên đi đâu thì phải. Đỗ Bân khá thông minh, nếu không ai biết Dương Bách Xuyên đi đâu thì trái lại còn là chuyện tốt, ít nhất Dương Bách Xuyên có thể thoát khỏi tai họa này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Yến Vô Sơn, kết cục của ba người họ là chắc chắn phải chết, đã vậy thì khỏi cần ôm tâm lý may mắn gì nữa, có thể làm được gì thì cứ làm. Đỗ Kiệt Bân hắn ta không phải hạng dễ chọc. Dù sao cảnh giới tu vi của tất cả mọi người đều là thiên tiên. Người duy nhất hẳn ta e ngại là Yến Vô Sơn, nhưng Yến Vô Sơn đã áp chế cảnh giới, nếu liều mạng chém giết thì Đỗ Kiệt Bân có thể kéo theo mấy đệm lưng. Nhìn dáng vẻ tiểu nhân của Tào Mãn, Đỗ Kiệt Bân cười gắn, Tào Mãn, bây giờ ngươi cũng chỉ như một con chó mà thôi, không có tư cách nói chuyện với lão tử. Cút đi! Đỗ Kiệt Bân hiểu rõ hạng tiểu nhân như Tào Mãn. Hắn có thể tưởng tượng được lần này Yến Vô Sơn tìm tới bọn họ chắc chắn có Tào Mãn xúi dục. Ngươi, giọng điệu khinh bỉ của Yến Vô Sơn khiến Tào Mãn giận run người, nhưng ngay sau đó hắn ta nở nụ cười nham hiểm, dù sao hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ha ha, bản thiếu gia không so đo với ngươi. Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa. Ngươi đâu, bắt bọn họ cho lão phu. Yến Vô Sơn đã mất hết kiên nhẫn, lát nữa bắt được Đỗ Kiệt Bân ắt có cách biết được. Tung tích của Dương Bách Xuyên. Lần này Yến Vô Sơn ra lệnh, thiên tiên xung quanh và người của các tiên môn khác đều tấn công ba người Đỗ Kiệt Bân. Lão Mạc đè thấp giọng nói, thiếu chủ, ta và A Thiện sẽ chặn bọn họ, người tìm cơ hội trốn đi, kiếp sau lão nô vẫn sẽ hầu hạ thiếu chủ. Nói xong lão Mạc hét lên, A Thiện, ta đi trước một bước, người mở đường cho thiếu chủ ra ngoài. Biết rồi, A Thiện không nói nhiều, chỉ đáp lại hai chữ nhưng tràn đầy kiên định. Lão Mạc, không được. Đỗ Kiệt Bân nghe lão Mạc nói vậy, lập tức có dự cảm không lành, vội vàng lên tiếng. Nhưng đã muộn, giết. Lão Mạc gầm lên, lực tiên nguyên trên người bùng nổ, cơ thể đột nhiên phình o như thổi bóng. Lão Mạc, đừng. Đỗ Kiệt Bân thấy vậy, mắt đỏ bừng lên. Đây là lão Mạc muốn tự bạo, nhưng dù có gì cũng đã muộn. Tiên nhân tự bạo không phải chuyện đùa. Thiêu đốt lực tiên nguyên toàn thân và đạo nguyên trong cơ thể, một khi bắt đầu thì đừng mong dừng lại. Chỉ thấy lão Mạc dứt khoát lao về phía những tiên nhân xung quanh đang xông tới. Một giây sau, ông ấy hóa thành một tia chớp lao thẳng về phía Yến Vô Sơn. Mà phía trước Yến Vô Sơn có nhiều tiên nhân nhất. Mục tiêu của lão Mạc rất rõ ràng, nếu mình tự bạo không thể giết chết Yến Vô Sơn, thì cho dù làm cho Yến Vô Sơn bị thương cũng có thể mang lại cho thiếu cơ hội sống sót. Khi lão Mạc xông tới, ngay cả Yến Vô Sơn cũng biến sắc. Là tiên nhân ai mà chẳng biết uy lực tự bạo của một tiên nhân chứ? Nếu là lúc đang ở cảnh giới kim tiên, Yến Vô Sơn sẽ không sợ. Nhưng hiện Yến Vô Sơn đã áp chế cảnh giới tu vi xuống thiên tiên, ông ta biết nếu bị ảnh hưởng bởi màn tự bạo của lão Mạc, mình nhất định sẽ bị thương. Cho nên con người của Yến Vô Sơn chợt co lại, ông ta lập tức vung tay đánh một chưởng lên người Tào Mãn bên cạnh. Thấy lão Mạc xông đến, Tào Mãn vốn định chạy trốn nhưng vừa mới xoay. Người đã thấy Yến Vô Sơn giáng một chưởng tới. Ngươi, á, bộp, Tào Mãn bị Yến Vô Sơn đánh bay ra ngoài, đụng vào người lão Mạc một cách chuẩn xác. Cùng lúc đó, Yến Vô Sơn cấp tốc lùi lại, mở ra phòng ngự. Bùm,
Cơ thể của lão Mạc bắt đầu tự bạo, luồng năng lượng khổng lồ và đáng sợ lập tức nổ tung. Kẻ đầu tiên dính chưởng là Tào Mãn. Khi hắn ta đụng vào người lão Mạc, cơ thể cũng chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn. Trong cùng cảnh giới, uy lực của tiên nhân tự bạo vô cùng đáng sợ. Ngay cả Yến Vô Sơn cũng phải lấy Tào Mãn làm lá chắn, bản thân cấp tốc lùi về sau né tránh, huống chỉ là các tiên nhân khác. Trong tình huống lão Mạc tự bạo, mười mấy thiên tiên phản ứng chậm đã bị uy lực tự bạo khủng khiếp nổ chết hơn phân nửa, số còn lại đều bị thương nặng. Thiếu chủ đi mô. Lúc này, toàn thân A Thiện cũng phình to. Đừng mà A Thiện, Đỗ Kiệt Bân hét to, mắt đỏ hoe. A Thiện cũng lựa chọn tự bạo. Nhưng sau khi tự bạo bắt đầu, A Thiện lao thẳng tới cổ vào. Đỗ Kiệt Bân biết A Thiện đang mở đường cho hắn ta, để hắn ta chạy trốn. Lúc này trái tim Đỗ Kiệt Bân đang rỉ máu, hắn ta chỉ biết trơ mắt nhìn lão Mạc và A Thiện lần lượt tự bạo. Hắn ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, bởi vì lão Mạc và A Thiện tự bạo chỉ cách nhau chưa đầy ba hơi thở, hơn nữa một khi tự bạo bắt đầu thì không dừng lại được. Đỗ Kiệt Bân không muốn chạy trốn, nhưng hắn ta biết mình không chạy thì uổng công lão Mạc và A Thiện tự bạo. Bùm, cơ thể A Thiện nổ tung, hóa thành huyết vụ. Lúc hắn ta xông tới cũng nổ chết 4-5 thiên tiên. Các thiên tiên khác thấy A Thiện tự bạo đều tránh xa từ sớm. A Thiện đã dùng tính mạng để mở ra một con đường. Lão Mạc, A Thiện. Mắt Đỗ Kiệt Bân chảy huyết lệ, hắn ta lắc mình lao tới cửa ra. Hắn ta không muốn A Thiện hy sinh vô ích. Lão Mạc và A Thiện là người hầu trung thành đã trông nom hắn ta từ nhỏ đến lớn, đã ở bên hắn suốt bao nhiêu tháng năm tu luyện. Bây giờ phải trơ mắt nhìn hai người họ tự bạo qua đời, trái tim Đỗ Kiệt Bân như nổ tung. Huyết lệ chảy dài, Đỗ Kiệt Bân muốn xông tới cửa ra. Tuy nhiên, khi hắn ta sắp đến cửa ra, một thân hình nhanh hơn hắn một bước đã chặn lại cửa ra. Yến Vô Sơn. Đỗ Kiệt Bân cắn răng gắn ra ba chữ. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang ở trong mật thất bỗng tỉnh lại vì trận chấn động mạnh. Cắt ngang quá trình cảm ngộ sách đan dược của kỳ quân của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Bách Xuyên tự hỏi. Cả mật thất lại chấn động kịch liệt. Hơn nữa, lần này hắn nghe thấy tiếng nổ nặng nề. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên trên, lúc này trên nóc mật thất có đá vụn rơi xuống. Hắn phản ứng lại, sắc mặt chợt thay đổi. Hắn biết chắc là đám Đỗ Kiệt Bân ở bên trên đã xảy ra chuyện. Lúc này Dương Bách Xuyên không chậm trễ thêm nữa, hắn chìa tay ra, một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Thanh Liên Tiên Hỏa. Dương Bách Xuyên thình lình ném Thanh Liên Tiên Hỏa lên nóc mật thất trên đỉnh đầu. Trong lúc nhận truyền thừa của kỳ quân tiên nhân, hắn biết được muốn rời khỏi đây thì Thanh Liên Tiên Hỏa chính là chìa khóa thông đạo, trên nóc mật thất có trận pháp thông với lò luyện đan trong đại sảnh sơn động. Một giây sau, Thanh Liên Tiên Hỏa đánh ra, nóc mật thất xuất hiện ánh sáng lượn lờ. Dương Bách Xuyên không chậm trễ thêm, lập tức nhảy vọt lên tiến vào. Dòng xoáy, sau đó biến mất. Chỗ cửa ra đại sảnh sơn động. Đỗ Kiệt Bân bị Yến Vô Sơn chặn đường ra ngoài. Ở trước mặt lão phu mà còn muốn chạy trốn. Trốn thoát được ư, Yến Vô Sơn cười khẩy. Yến Vô Sơn, người thật sự muốn đuổi cùng giết tận ư. Mắt Đỗ Kiệt Bân đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn cũng đanh mặt cười gằn, giết người thì sao nào. Chịu chết đi. Lúc này, Yến Vô Sơn không cho Đỗ Kiệt Bân bất cứ cơ hội nào, thẳng thừng ra tay đánh một chưởng lên Đỗ Kiệt Bân. Tiếng sấm tiếng gió phát ra từ trong lòng bàn tay của Yến Vô Sơn. Rõ ràng là một chưởng này không tầm thường. Phải biết rằng mặc dù Yến Vô Sơn đã áp chế cảnh giới tu vi xuống thiên tiên đại viên mãn, nhưng dù sao ông ta cũng là kim tiên sơ phẩm, giữa hai cảnh giới này cách nhau một đại cảnh giới chân tiên. Và lại, áp chế tu vi và tu vi thụt lùi là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, tầm nhìn và kinh nghiệm của Yến Vô Sơn vẫn còn đó, cho nên một chưởng này đánh ra mang đến cho Đỗ Kiệt Bân áp lực không nhỏ. Có điều hiện tại Đỗ Kiệt Bân đã nhìn ra Yến Vô Sơn hoàn toàn không quan tâm tới thân phận thiếu chủ Thái Thanh Tiên Môn của hắn ta, hay nói chính xác hơn là Thượng Huyền Tiên Môn xem thường Thái Thanh Tiên Môn bọn họ, vì thế trong mắt bọn họ, giết thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn là hắn ta cũng chẳng khác gì giết một thiên tiên thượng phẩm bình thường. Nhưng Đỗ Kiệt Bân không có đường lui. Yến Vô Sơn, người tưởng bản thiếu dễ bắt nạt sao? Đỗ Kiệt Bân nổi giận, trong tay lóe sáng, hắn nuốt một trái thạch tiên quả lúc trước cướp được. Thạch tiên quả có thể tăng cường lực lượng trên cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định, còn có thể tăng cường phòng ngự của bản thân lên mư, trong khoảng thời gian nhất định.
tuy nhiên cụ thể là thời gian bao lâu, Đỗ Kiệt Bân vẫn chưa nghe Lão Mạc nhắc tới. Nhưng đối với Đỗ Kiệt Bân mà nói, có một trái thạch tiên quả như vậy đã đủ rồi. Hắn là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn xếp thứ tư trong 10 tiên môn lớn nhất thế giới Đại Thanh, là người có tu vi thấp nhất trong đám công tử của 10 tiên môn lớn, nhưng thực lực chưa chắc là người yếu nhất. Hơn nữa, hiện tại Yến Vô Sơn cũng là cảnh giới thiên tiên, Đỗ Kiệt Bân không tin mình liều mạng cũng không làm gì được đối phương. Cho dù không làm gì được cũng phải xé rất một miếng thịt trên người Yến Vô Sơn. Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn, không phải thiên phú tu luyện của hắn không tốt, tu vi không thể đạt đến thiên tiên đại viên mãn, mà đó là kết quả của việc hắn ta cố ý áp chế. Nếu không, Đỗ Kiệt Bân đã là cảnh giới thiên tiên đại viên mãn từ lâu rồi, không chừng còn đạt đến cảnh giới chân tiên đấy. Người ngoài chỉ biết là vì liên quan đến công pháp tu luyện nên hắn ta mới không đột phá, thật ra chỉ có Đỗ Kiệt Bân và trưởng bối của Thái Thanh Tiên Môn biết nguyên nhân thật sự là do hắn ta có thể chất đặc biệt của tiên giới. Vì nguyên nhân thể chất nên tu vi của hắn ta vẫn luôn là thiên tiên thượng phẩm, là người có tu vi thấp nhất trong lứa tiểu bối của 10 tiên môn lớn. Đó là vì thể chất đặc biệt của hắn ta, tu luyện không thể gấp gáp được, cần phải từ từ mới có thể đột phá, ngoài ra hắn cũng phải áp chế lại. Tiên thể đặc biệt của Đỗ Kiệt Bân chính là phong lôi tiên thể cực kỳ hiếm thấy ở tiên giới. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn nuôi dưỡng, lực lượng phong lôi chân chính vẫn chưa hình thành trọn vẹn, là tiên thể song thuộc tính hiếm thấy. Trong đạo nguyên của hắn ta mới chỉ hình thành một chút căn cơ phong lôi. Loại thể chất này cần tích lũy, cần hình thành lực phong lôi trong cơ thể, hay nói chính xác hơn là cần làm cho toàn thân thích ứng với lực lượng phong lôi mới được. Nếu không, bản thân hắn ta mà không khống chế được thì sẽ mất khống chế. Vì thế, từ trước tới giờ, trong tình huống không nắm chắc tuyệt đối, Đỗ Kiệt Bân không dám tùy tiện dẫn động lực phong lôi toàn thân tiến hành tẩy lễ. Làm không tốt sẽ bị phản phệ. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương nghiêm trọng, phá hỏng phong lôi tiên thể. Nặng thì sẽ chết. Cũng chính vì vậy mà Đỗ Kiệt Bân luôn áp chế tu vi lực lượng của mình, không dám để cho lực lượng phong lôi phát triển, tránh tình cảnh căn cơ phong lôi mất khống chế. Do đó, Đỗ Kiệt Bân luôn bị người cùng thế hệ chê cười, không ít lần hắn nghe. Thấy người ta lén gọi mình là kẻ bất tài. Mặc dù hắn ta biết nguyên nhân, biết mình không phải kẻ bất tài, và hắn cũng tự nhủ là không cần để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng hắn ta không để ý thật ư. Ở tiên giới, thiên tiên thuộc giai đoạn trẻ con, Đỗ Kiệt Bân mới chỉ là thiên tiên, có tính cách nóng nảy của tuổi trẻ, nói không để ý là giả. Nhưng hôm nay Đỗ Kiệt Bân không định nhẫn nhịn nữa. Dù sao ở trước mặt Yến Vô Sơn, hắn ta cũng không nắm chắc phần thắng, vậy thì cứ thoải mái đánh một trận ra trò đi, giải phóng nỗi uất nghẹn bị đè nén suốt hơn 1.000 năm. Xóa bỏ cái danh bất tài mà mình phải nhận trong hơn 1.000 năm. Sửa lại danh tiếng cho bản thân đi. Sau khi Đỗ Kiệt Bân ăn thạch tiên quả, y phục phần trên cơ thể nổ tung. Để lộ cơ bắp màu đồng vạm vỡ, bên ngoài cơ thể còn có một lớp màu vàng. Đây là lực lượng của thạch tiên quả bùng nổ trong người, tạo thành phòng ngự. Trong cơ thể hắn cũng phát ra hàng loạt tiếng nổ đồm đồm nặng nề, lực tiên nguyên lập tức tăng vọt, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Thẩm thấu ra mỗi tấc da thịt bên ngoài. Đỗ Kiệt Bân biết những lực lượng của thạch tiên quả này trong cơ thể này là để phòng ngự, chứ không phải tăng cường lực lượng tiên nguyên như lời sư phụ nói. Lời đồn và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lời đồn không phải sự thật. Tuy nhiên đối với Đỗ Kiệt Bân mà nói, như vậy cũng đủ rồi, bởi vì hắn ta cảm nhận rõ lực lượng phòng ngự trên người quả thật tăng gấp 10 lần. Nhưng đối mặt với lão bất tử Yến Vô Sơn, hắn biết chỉ dựa vào những cái này vẫn chưa đủ. Cho nên Đỗ Kiệt Bân lại hô to, lực phong lôi mở dai vù vùi Robert Sueto. Tức thì bên ngoài cơ thể Đỗ Kiệt Bân có gió lớn rít gào, trong cơ thể có sấm sét nổ vang. Nhìn bên ngoài, dưới cơ bắp loáng thoáng có tia sét lưu chuyển. Áp, cưỡng chế thôi động căn cơ phong lôi trong đạo nguyên phải trả giá bằng nỗi đau đớn. Bởi vì phong lôi tiên thể của hắn ta vẫn chưa hình thành, bây giờ lại cưỡng chế mở ra, nháy mắt đã trải kín toàn thân. Hắn ta lập tức phải đón nhận sự tàn phá của gió lớn và sấm sét. Chắc chắn là đau đớn tột độ. Lúc này huyết quang trên người Đỗ Kiệt Bân hoàn toàn lộ ra, bởi vì quá đau nên gương mặt vô cùng dữ tợn, từng mạch máu lộ rõ. Nhưng có thể khẳng định một điều, hiện tại khí tức trên người Đỗ Kiệt Bân đột ngột tăng vọt. Sau đó đột phá tới thiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa, khí tức còn tiếp tục tăng. Yến Vô Sơn đánh Đỗ Kiệt Bân một chưởng. Bây giờ nhìn thấy sự biến hóa nhanh chóng của đối phương,
ông ta bỗng sửng sốt, sau đó cất giọng âm u nói, nghe đồn tên nhãi nhà ngươi tu luyện công pháp nào đó nên cảnh giới tu vi cứ mãi không thể đột phá. Bây giờ xem ra người đời đã coi thường ngươi rồi. Thì ra là phong lôi tiên thể hiếm thấy. Tiên thể song thuộc tính cơ à, cả tiên giới không có mấy ai. Nếu để cho ngươi trưởng thành thì Thượng Huyền Tiên Môn sẽ phải chắp tay nhường lại vị trí tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh cho Thái Thanh Tiên Môn cho các ngươi. Thế này cũng tốt, bây giờ ta đánh chết thằng nhãi nhà ngươi, xem như trừ khử một mối đe dọa cho Thượng Huyền Tiên Môn ta. Trong mắt lão phu, chút bản lĩnh ấy của ngươi chẳng là gì hết. Mặc dù lão phu đã áp chế cảnh giới xuống Thiên Tiên Đại Viên Mãn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn ở cấp bậc Kim Tiên lại là những thứ mà thằng nhãi ngươi có thúc ngựa cũng khó đuổi kịp. Chết đi. Yến Vô Sơn nói xong, một trưởng bỗng gia tăng khí thế lần nữa, tấn công Đỗ Kiệt Bân. Lão già chết tiệt nhào vô, bản công tử muốn xem một Kim Tiên đã áp chế cảnh giới như ngươi có bản lĩnh cỡ nào. Phong lôi, giết. Đỗ Kiệt Bân vung quyền, liều mạng xông lên. Đùng đoàng. Vù vù. Trên nắm đấm của hắn có tia sét lấp lóe. Mầm. Một quyền một trưởng đụng độ, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Toàn bộ đại sảnh sơn động đều rung chuyển. Sóng khí cường đại sinh ra, khiến các thiên tiên xung quanh bất giác lùi về sau. Phụt. Đỗ Kiệt Bân văng ra, hai chân để lại vệt dài trên mặt đất. Miệng hộc máu. Bộp. Cơ thể Đỗ Kiệt Bân va vào lò luyện đan trong đại sảnh sơn động. Phụt. Hắn ta lại hộc máu. Lúc này, trong lòng Đỗ Kiệt Bân cười cay đắng, cuối cùng mình vẫn không thể địch lại lão già chết tiệt này ư. Cũng đúng, dù cho Yến Vô Sơn đã áp chế tu vi, lão ta cũng từng là Kim Tiên, ở giữa còn cách một đại cảnh giới chân tiên. Lúc này trong cơ thể Đỗ Kiệt Bân đã nhộn nhạo, lực tiên nguyên trong người bị tiên lực cường đại của Yến Vô Sơn đánh tan, lực phong lôi trong đạo nguyên. Cũng có dấu hiệu sụp đổ. Trong khi đó, Yến Vô Sơn phía đối diện đang từng bước đi tới, tiếp tục tung một trường tới. Thật ra Yến Vô Sơn cũng cực sốc, bởi vì vừa rồi đấu với Đỗ Kiệt Bân, mặc dù ông ta trông có vẻ bình tĩnh thoải mái, nhưng thật ra một tay của ông ta đã tê dần, hơn nữa trong cơ thể cũng có lực phong lôi thâm nhập, tạo thành hỗn loạn nhỏ đối với tiên lực trong người ông ta. Có điều chúng đã bị ông ta cố gắng áp chế. Yến Vô Sơn thầm nghĩ trong lòng, nếu hôm nay không giết thằng nhãi này, tương lai ắt thành họa lớn. Biểu hiện của Đỗ Kiệt Bân khiến Yến Vô Sơn càng thêm quyết tâm muốn giết hắn ta. Đỗ Kiệt Bân không chút do dự, tiếp tục tung trưởng tấn công Đỗ Kiệt Bân. Chết đi! Đỗ Kiệt Bân nhìn trưởng thứ hai của Yến Vô Sơn giáng tới, cực kỳ không cam lòng, biết rằng mình không phải là đối thủ. Nhưng bảo Đỗ Kiệt Bân chờ chết thì không phải là phong cách của hắn ta. Tự bảo thôi, đây là suy nghĩ trong lòng Đỗ Kiệt Bân lúc này. Đúng vậy, hắn ta muốn tự bảo, dù chết cũng phải xé rớt một miếng thịt trên người Yến Vô Sơn. Đương nhiên hắn vẫn còn đan kim nguyên chân đạo trước đó lấy được, có thể tăng cường tu vi thực lực. Nhưng không còn thời gian nữa, Đỗ Kiệt Bân biết nếu uống đan kim nguyên chân đạo thì cần thời gian để luyện hóa tăng cường. Yến Vô Sơn sẽ không cho hắn ta thời gian. Đỗ Kiệt Bân đang chuẩn bị tự bảo thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm. Hắn ta cẩn thận cảm nhận, âm thanh phát ra từ trong lò luyện đan. Điều này làm cho Đỗ Kiệt Bân đang định tự bảo bỗng dừng lại. Sau đó, hắn ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Lão Đỗ đừng làm chuyện ngu ngốc, cứ giao tên khốn này cho ta sẽ đánh bại lão xả giận cho ngươi. Bách Xuyên. Đỗ Kiệt Bân chấn động. Hắn ta vừa dứt lời, lò luyện đan bằng đá phía sau tỏa ra ánh sáng vàng, Dương Bách Xuyên từ trong lò luyện đan nhảy ra, hơn nữa còn mang theo khí thế khiến Đỗ Kiệt Bân kinh hãi, thình lình vung trưởng đón đỡ một trưởng của Yến Vô Sơn. Hai tiếng nổ mà Dương Bách Xuyên nghe được trong mật thất chính là tiếng tự nổ của Lão Mạc và A Thiệt, lúc hắn ra ngoài, vẫn đang ở trong lò luyện, nhưng tiên thức đảo qua lập tức hiểu được tình hình. Trong không khí vẫn tràn ngập sức mạnh tiên nguyên hỗn loạn, còn có mùi máu tanh, trộn lẫn với hơi thở của Lão Mạc và A Thiệt. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn rất quen thuộc hơi thở này. Đây là cảnh tượng tự nổ, hắn đã chứng kiến ở tu chân giới. Sau khi tiên thức đảo qua liền hiểu được. Lão Mạc và A Thiện đã tự nổ. Không hiểu sao trong lòng Dương Bách Xuyên trùng xuống. Không hỏi cũng có thể đoán được, nhất định là Lão Mạc và A Thiện vì cứu Đỗ Kiệt Bân mà tự nổ. Các thiên tiên có mặt đều có hơi thở mạnh mẽ, đặc biệt là tiên nhân có ngoại hình trung niên ở giữa, Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng là cấp bậc thiên tiên, nhưng lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm, còn mạnh mẽ hơn tất cả thiên tiên ở đây. Cũng là tiên nhân này đã một đòn đánh Đỗ Kiệt Bân bay ra ngoài hộc máu.
Rất nhiều cao thủ hoặc là nói tu sĩ không giống người thường, đều có khí chất khác nhau, hơn nữa Dương Bách Xuyên thấy những người này luôn có đặc điểm riêng. Giống như tiên nhân đã đánh bay Đỗ Kiệt Nhân. Nhìn thì giống như thiên tiên, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Điều này Dương Bách Xuyên đã trải qua, vì hắn cũng là một người như vậy. Với giác quan nhạy bén bẩm sinh, hắn cảm nhận được người trước mặt rất nguy hiểm. Sau khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên đang ở trong lò luyện đã hiểu được tình hình đại khái. Hắn biết Lão Mạc và A Thiện đã tự nổ vì Đỗ Kiệt Bân, tất nhiên là vậy rồi. Mà Đỗ Kiệt Bân bây giờ cũng vô cùng nguy hiểm. Đối diện với đòn chí mạng của tiên nhân kia, như thể sắp giết chết Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên sao có thể để bằng hữu của mình gặp nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng. Nếu đã biết người này khó đối phó, vậy cần phải dùng hết năng lực mới có thể cứu Đỗ Kiệt Bân, mới có thể ra khỏi đây. Nếu không với tình hình bây giờ, mấy chục thiên tiên, cộng với một tiên nhân mang lại cảm giác nguy hiểm, rất khó trốn thoát. Nếu là trước đây, có thể hắn sẽ không có cách nào. Nhưng bây giờ thì không chắc. Sau khi lấy được Thanh Liên Tiên Hỏa và đan kỳ quân của kỳ quân tiên nhân, thực lực của hắn đã tăng lên. Hắn còn lấy được tiên y của kỳ quân tiên nhân, nó cũng góp phần tăng thực lực. Hơn nữa đã trồng ra được thạch tiên quả trong bình càn khôn, đã thu hoạch được 12 quả, sức phòng ngự cũng tăng lên hơn bao giờ hết. Ngoài ra trong tay Dương Bách Xuyên còn có tiên đan Mỹ Kim Chân Nguyên, vào thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Hắn ở trong lò luyện đan nhìn thấy Đỗ Kiệt Bân bị tiên nhân trung niên kia một đòn đánh bay hộc máu. Mà Đỗ Kiệt Bân tính toán dùng cách tự nổ, điều này dọa Dương Bách Xuyên một trận. Hắn ở trong lò luyện đan cũng không dám trì hoãn nữa, nuốt một viên thạch tiên quả, thúc giục tiên y trên người, vội vàng ra khỏi lò luyện đan, hét to một câu với Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên vừa ra liền thấy tiên nhân trung niên lại đánh ra một chưởng với Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết sức lao tới. Âm hai chưởng va vào nhau, phát ra một tiếng động chói tai. Dòng khí mạnh mẽ dao động lại bùng nổ, lần này khiến cho cả hang động rung chuyển dữ dội, đá vụn không ngừng rơi xuống. Dương Bách Xuyên mạnh mẽ tiếp một chưởng của đối phương, đứng trước người Đỗ Kiệt Bân, mặc dù không bay ngược ra ngoài như Đỗ Kiệt Bân, nhưng khóe miệng cũng có vết máu. Sức mạnh tiên nguyên mạnh mẽ quá, Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, rất khiếp sợ. Thấy hai bên đều là thiên tiên. Nhưng sức mạnh của người này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cùng là sức mạnh tiên nguyên, nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được mùi vị của sức mạnh bình thường và sức mạnh tinh hoa. Trên người hắn có tiên y, lại dùng một viên thạch tiên quả để tăng sức phòng ngự lên gấp bội, nhưng ngay cả khi thúc giục toàn bộ sức mạnh vẫn bị sức mạnh thuần khiết mạnh mẽ của đối phương làm cho khí huyết trong cơ thể quay cuồng, khóe miệng hộc máu. Đương nhiên một chưởng này của đối phương, hắn xem như có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Với sức mạnh của thiên tiên sơ phẩm, chịu được một chưởng của tiên nhân nhìn thì giống thiên tiên đại viên mãn, nhưng thực tế lại vượt xa, dù thế nào cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng bây giờ đang là một cuộc chiến sinh tử. Dương Bách Xuyên biết vẫn còn kém rất xa, như vậy là chưa đủ. Mặc dù hắn bị thực lực của đối phương làm cho chấn động trong lòng, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì trên người hắn còn có 3 viên tiên đan Mỹ Kim Chân Đạo chưa sử dụng, Dương Bách Xuyên đã lấy được kỳ quân đan sách. Biết rõ tác dụng của đan Mỹ Kim Chân Đạo. Lúc này Đỗ Kiệt Bân cũng rất ngạc nhiên. Vốn dĩ hẳn ta muốn tự nổ, nhưng khi ngàn cân treo sợi tóc, Dương Bách Xuyên lại xông ra từ lò luyện đan. Lúc này nghỉ ngờ trong lòng hắn ta cũng đã có đáp án, chẳng trách Dương Bách Xuyên như biến mất trong không khí, không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là chui vào lò luyện đan. Nhưng Dương Bách Xuyên chống lại được một quyền của Yến Vô Sơn, cũng khiến Đỗ Kiệt Bân nhen nhóm lên hy vọng trong lòng. Lúc này vội vàng nhắc nhở Dương Bách Xuyên, Xuyên tử, không được lơ là, người này là Yến Vô Sơn, đệ đệ của Yến Vô Lượng môn chủ của Thượng Huyền Tiên Môn ở thế giới Đại Thanh, tu vi kim tiên sơ phẩm, chẳng qua sau khi vào đây đã áp chế tu vi ở cảnh giới thiên tiên đại viên mãn, không được lơ là. Dương Bách Xuyên nghe Đỗ Kiệt Bân nói vậy ngây người, sau đó phản ứng lại thoải mái nói, hóa ra là kim tiên áp chế tu vi, chẳng trách sức mạnh của tên khốn đó lại lợi hại như vậy, nhưng mà lão Đỗ yên tâm. Nếu là áp chế cảnh giới thì A hoàn toàn không sợ, trước mắt ngươi nên dùng một viên tiên đan kim nguyên chân đạo để tăng thực lực mới được. Nếu không chúng ta đối phó với nhiều thiên tiên như vậy khó mà thoát được, 5 viên thạch tiên quả này cho ngươi, đợi lát nữa kiên trì một chút cũng không thành vấn đề, ngươi hãy khôi phục vết thương trước, sau đó dùng tiên đan kim nguyên chân đạo để tăng thực lực đi, yên tâm ta sẽ hộ pháp cho ngươi, ta ứng phó được.
Dương Bách Xuyên đưa lưng về phía Đỗ Kiệt Bân, ném 5 quả thạch tiên quả cho Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân theo bản năng chụp lấy thạch tiên quả từ Dương Bách Xuyên, ngây ngẩn cả người, lúc trước tranh giành thạch tiên quả, mấy trăm thiên tiên hỗn chiến, hắn ta cùng với Lão Mạc và A Thiện liên thủ đục nước béo cỏ mới cướp được một viên thạch tiên quả. Vừa rồi hắn ta đã dùng viên thạch tiên quả duy nhất mà mình cướp được, nhưng sức mạnh phòng ngự của thạch tiên quả lúc này đã mất, Đỗ Kiệt Bân tính toán được, tuy rằng sức mạnh phòng ngự của thạch tiên quả có thể tăng lên gấp bội, nhưng chỉ có thể duy trì trong thời gian 10 hơi thở. Dương Bách Xuyên cho hắn ta 5 viên thạch tiên quả, khiến Đỗ Kiệt Bân rất bất ngờ. Đương nhiên hắn ta cũng không hỏi gì, không có thời gian hỏi. Thật ra lúc này sức mạnh lôi phong trong cơ thể Đỗ Kiệt Bân đã bắt đầu phản phệ, nếu không thể áp chế, cuối cùng khó tránh được kiếp này. Nhưng mà Đỗ Kiệt Bân nghĩ cho dù chết cũng phải kéo người khác theo, hoặc là kéo một miếng thịt trên người Yến Vô Sơn xuống. Dù sao thì tình hình bây giờ của hắn ta vốn đã rất không ổn, thà rằng đập nồi chìm thuyền. Chỉ bằng lúc này trực tiếp dùng tiên đan kim nguyên chân đạo, tăng thực lực của mình lên, ít nhất hắn ta muốn đưa Dương Bách Xuyên ra ngoài. Về phần mình, Đỗ Kiệt Bân đã có chuẩn bị từ trước, lôi phong căn cơ phản phệ, dù không chết thì sau này cũng không còn duyên với tiên đạo nữa. Dù sao thì bây giờ hắn ta cũng sắp không xong rồi, chỉ bằng nhân lúc này giúp đỡ Dương Bách Xuyên, còn hắn ta, sống hay chết mặc cho số phận vậy. Nghĩ đến đây, Đỗ Kiệt Bân nói với Dương Bách Xuyên, người phải cẩn thận. Ta biết rồi, người nuốt đan dược hồi phục đi, huynh đệ chúng ta sẽ không chết đâu, yên tâm. Dương Bách Xuyên đưa lưng về phía Đỗ Kiệt Bân nói, ánh mắt. Nhìn chằm chằm Yến Vô Sơn. Dứt lời, Dương Bách Xuyên khẽ động trong lòng, trên tay liền xuất hiện một bình đan chứa 3 viên tiên đan kim nguyên chân đạo. Hắn biết nếu Yến Vô Sơn áp chế tu vi, hắn không tăng tu vi của mình là không đủ. Mà bây giờ 3 viên tiên đan kim nguyên chân đạo chính là niềm tin của hắn. Sau khi đọc kỳ quân đan sách, Dương Bách Xuyên biết rất rõ uy lực của tiên đan kim nguyên chân đạo. Nếu nói dùng một viên có thể tăng lên kim tiên đại la là nói dối, nhưng hắn chỉ cần bước vào chân tiên cảnh cũng đủ rồi. Đương nhiên Dương Bách Xuyên tu đạo thần, tiên phủ đạo nguyên trong cơ thể rất khác biệt với người khác, một viên không đủ thì 2 viên, thậm chí 3 viên, hắn tin tưởng mình có thể đột phá. Dương Bách Xuyên há miệng, trực tiếp nuốt 3 viên tiên đan kim nguyên chân đạo vào miệng. Đương nhiên để bảo đảm an toàn, hắn chỉ nuốt một viên vào bụng, 2 viên khác ngậm trong miệng, để có thể nuốt vào bụng bất cứ lúc nào. Yến Vô Sơn lúc này cũng bị Dương Bách Xuyên làm cho khiếp sợ. Hồ này tam quan của ông ta đang không ngừng được làm mới. Đầu tiên là Đỗ Kiệt Bân, người có phong lôi tiên thể, miễn cưỡng chiến đấu với ông ta. Nháy mắt lại có một tiểu tử chui ra từ lò luyện đan, cũng ứng phó được một trưởng của ông ta. Người sau còn mạnh hơn người trước. Nhưng cũng chỉ là tiểu thiên tiên sơ phẩm, nếu không phải Yến Vô Sơn hiểu rõ về cảnh giới này, lúc này còn cho rằng. Tiểu tử này cũng là một lão quái vật áp chế cảnh giới để vào tiên phủ. Nhưng lại chỉ là một thiên tiên sơ phẩm, điều này Yến Vô Sơn không nhìn lầm. Hai tiểu tử này, người sau còn biến thái hơn người trước. Khiến cho Yến Vô Sơn cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau một đòn đó, ông ta cũng không vội ra tay, mà nghe hai tiểu tử đối thoại với nhau. Đỗ Kiệt Bân gọi người này là Xuyên Tử. Yến Vô Sơn ngây ra một hồi liền phản ứng lại, tiểu tử ngươi chính là Dương Bách Xuyên. Tìm nửa ngày không thấy bóng dáng, bây giờ lại xuất hiện, hóa ra là đã trốn trong lò luyện đan. Nhưng trước đó ông ta đã phái người lục soát, trong lò luyện đan không có ai, mà bây giờ lại có rồi. Phải thì sao, Dương Bách Xuyên cũng không giấu giếm. Dù sao hắn cũng đã biết được thân phận của Yến Vô Sơn từ Đỗ Kiệt Bân. Bây giờ xem ra là do hắn giết Yến Ngũ Xích, khiến cho cả thượng huyền tiên môn chấn động. Không tiếc trả giá lớn phái Yến Vô Sơn vào tiên phủ Đại La giết hắn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh áp chế cảnh giới, Dương Bách Xuyên đã ăn tiên đan kim nguyên chân đạo hoàn toàn không sợ Yến Vô Sơn. Hay lắm, vậy thì dễ rồi, ta vốn cũng đang tìm tiểu tử ngươi, bây giờ ngươi lại tự nhảy ra, cũng tiện cho lão phu báo thù cho cháu trai Yến Ngũ Xích, khiến ngươi hồn phi phách tán, tiểu tử, chịu chết đi. Yến Vô Sơn kinh ngạc, nhưng trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân cũng chỉ là những con kiến. Đừng nghĩ Yến Vô Sơ áp chế cảnh giới, nếu muốn giết hai tiểu bối như Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên, ông ta có rất nhiều thủ đoạn. Sau khi Yến Vô Sơn xác định được Dương Bách Xuyên, trong lòng nổi lên sát ý, cũng giống như Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên cũng bị ông ta liệt vào danh sách phải giết, thậm chí Dương Bách Xuyên còn nguy hiểm hơn cả Đỗ Kiệt Bân. Lúc này ông ta nhìn Dương Bách Xuyên, tràn đầy sát ý.
Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Yến Vô Sơn nghiến răng trừng mắt hung dữ nói với Dương Bách Xuyên xong, trực tiếp xông lên. Mà Dương Bách Xuyên lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Hắn nuốt một viên thạch tiên quả, một viên tiên đan kim nguyên chân đạo, trong miệng còn ngậm hai viên để phòng bị. Thấy Yến Vô Sơn xông lên, đồ long kiếm trong tay lóe lên, kết nối với sức mạnh của Hắc Liên để hỗ trợ. Phương diện phòng ngự đã không thành vấn đề, hắn đủ tự tin. Bây giờ chỉ chờ xem hiệu quả của đan kim nguyên chân đạo. Khi uống đan kim nguyên chân đạo vào, đan dược lập tức nổ tung trong cơ thể hắn. Sức mạnh tiên nguyên mạnh mẽ lan rộng bốn phía, vận chuyển càn khôn tạo. Hóa công, càn khôn đạo nguyên lập tức biến thành một cái lỗ đen nuốt chửng sức mạnh tiên nguyên. Tốc độ càn khôn đạo nguyên hấp thụ năng lượng của đan kim nguyên chân đạo hoàn toàn có thể hình dung giống như một cái lỗ đen, hấp thu trong chớp. Mắt đã không còn. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy càn khôn đạo nguyên còn thiếu rất nhiều sức mạnh tiên nguyên mới có thể ăn no. Càn khôn đạo nguyên chưa viên mãn, muốn đột phá căn bản là không có khả năng. Tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, trực tiếp nuốt hai viên kim nguyên chân đạo còn lại vào bụng. Lúc này, sức mạnh tiên nguyên của hai viên kim nguyên chân đạo nổ tung trong cơ thể hắn. Một âm thanh nặng nề vang lên. Sức mạnh của một viên tiên đan quả thực không thể sánh với sức mạnh của hai viên. Sau khi hai viên thuốc nổ tung, hắn thực sự cảm thấy cơ thể mình sắp nổ tung. Mà lần này, càn khôn đạo nguyên hấp thu bị năng lượng to lớn cường đại ngăn cản, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên biết rằng đây thực chất là kết quả của việc ba viên kim nguyên chân đạo đan lần lượt phát nổ. Hấp thu đến nỗi có chút lo ngại, trước kia cảm giác như vậy là chưa đủ, nhưng bây giờ thì đủ rồi. Lúc này cơ thể khó có thể được nguồn năng lượng mạnh mẽ hỗ trợ, nhưng... Dương Bách Xuyên không có thời gian để ý tới, hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục càn khôn đạo nguyên hấp thu và luyện chế nó. Mà công kích của Yến Vô Sơn cũng đã tới trước mặt hắn. Dương Bách Xuyên không kịp lo lắng tình huống trong cơ thể mình, đối mặt với một trưởng cường đại của Yến Vô Sơn, Dương Bách Xuyên gầm lên, hắc, liên bát hoang trảm. Đồ long kiếm khí bùng phát ra ánh sáng chói lóa, lần này kiếm khí chỉ dài hơn 1 mét, không quá nổi bật so với đồ long kiếm, tuy nhiên. Kiếm khí này rắn chắc hơn trước, và nó đột nhiên chém về phía Yến Vô Sơn. Một bên là trưởng, khí thế như cầu vồng, một bên là kiếm khí sắc bén. Tuy nhiên, Yến Vô Sơn đã bị sốc vào thời điểm Dương Bách Xuyên mới ra tay, ông ta đột nhiên cảm thấy sức mạnh một kiếm này của Dương Bách Xuyên thật phi thường và mạnh mẽ. Ta đã đánh giá thấp ngươi, tiểu tử Yến Vô Sơn hừ lạnh một tiếng, nhưng khi đối mặt với kiếm của Dương Bách Xuyên, ông ta thu hồi khinh thường, lại dùng sức trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, lòng bàn tay của Yến Vô Sơn tạo thành một lòng bàn tay khổng lồ, đánh vào kiếm khí dài hơn 1 mét của Dương Bách Xuyên. Bùm, tiếng gầm chói tai vang vọng khắp toàn bộ sảnh hang. Có tiếng đổ vỡ đang đến gần, nhưng những tảng đá lớn từ trên đỉnh hang rơi xuống. Điều này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai người mạnh mẽ đến mức nào. Đỗ Kiệt Bân lúc này cũng nuốt một viên đan kim nguyên chân đạo, trong tay. Hắn ta có 6 viên đan kim nguyên chân đạo. Lúc này. Sức mạnh phong lôi trong cơ thể bùng nổ, Đỗ Kiệt Bân hoàn toàn suy muốn đập nồi dìm thuyền, tăng cường sức mạnh của mình càng sớm càng tốt để giúp đỡ Dương Bách Xuyên, hắn ta biết Yến Vô Sơn mạnh mẽ như thế nào, và hắn ta không nghĩ rằng Dương Bách Xuyên có thể là đối thủ của Yến Vô Sơn. Vì lý do này, sau khi Đỗ Kiệt Bân nuốt một viên đan kim nguyên chân đạo, hắn ta cũng lấy một viên thạch tiên quả do Dương Bách Xuyên đưa cho, dù sao hiện tại hắn ta đang theo đuổi sức mạnh và không quan tâm đến những thứ khác. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến Đỗ Kiệt Bân vô cùng xúc động. Đỗ Kiệt Bân không ngờ rằng căn cơ trong cơ thể mình vốn đã bắt đầu sụp đổ lại dường như được cải thiện sau khi nuốt một viên kim nguyên chân đạo đan và thạch tiên quả. Kim nguyên chân đạo đan có đủ lực lượng cung cấp thiên khí, khi hấp thu vào đạo nguyên sẽ mang lại cho đạo nguyên sắp sụp đổ có chút ổn định. Mặt khác, thạch tiên quả cũng đóng một vai trò rất lớn. Đặc tính và tác dụng lớn nhất của thạch tiên quả là tăng cường khả năng phòng ngự của cơ thể. Nó có thể tăng cường sức phòng ngự của cơ thể lên gấp 10 lần trong nháy mắt, nhưng thời gian tồn tại hơi ngắn. Nhưng đối với Đỗ Kiệt Bân vào lúc này, 10 hơi thở thời gian này cũng đủ để thay đổi số phận đạo nguyên sắp sụp đổ của hắn. Bởi vì sức mạnh phong lôi đang hoành hành trong cơ thể, khiến kinh mạch và thể bất tử sụp đổ, giống như một chai thủy tinh chứa đầy nước có vết nứt, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung, khiến toàn bộ chai thủy tinh vỡ tung. Nhưng vào lúc này, thạch tiên quả được tiêm vào như một loại keo vạn năng, khống chế những vết nứt.
Đối với Đỗ Kiệt Bân, đây là một điều bất ngờ ngoài dự kiến. Trong lòng bỗng thấy vui mừng khôn xiết. Sau khi ngây người một lúc, hắn ta nuốt viên thạch tiên quả thứ hai. Chắc chắn là nó vẫn có tác dụng và đã hoàn toàn kiểm soát được tình trạng xấu trong cơ thể. Dưới tình huống này, Đỗ Kiệt Bân nhanh chóng kích hoạt đạo nguyên, nhưng thay vào đó lại từ từ điều khiển sức mạnh phong lôi trong cơ thể. Sau đó Đỗ Kiệt Bân cố gắng khai thác sức mạnh phong lôi để trở về đạo nguyên. Khoảnh khắc tiếp theo hắn ta đã thành công. Đỗ Kiệt Bân mừng rỡ, hẳn có thể khống chế sức mạnh phong lôi, trở về đạo nguyên, hắn ta có thể bắt đầu tu luyện toàn thân bằng sức mạnh phong lôi, hoàn thành phong lôi tiên thể của mình. Trước đó, hắn ta tuyệt vọng nên muốn đập nồi dìm thuyền, không ngờ sau khi nuốt một viên kim nguyên chân đạo đan và thạch tiên quả do Dương Bách Xuyên đưa cho, hắn ta đã sống sót sau hoàn cảnh tuyệt vọng. Nhìn ba quả thạch tiên quả còn lại trong tay, Đỗ Kiệt Bân cười tâu toét, hắn a biết, ba quả thạch tiên quả còn lại nhất định có thể hỗ trợ hắn ta cho đến khi hắn ta hoàn thành tu luyện phong lôi tiên thể, để cho phong lôi tiên thể của mình hoàn toàn thành hình. Lần này là trong họa có phúc. Dương Bách Xuyên là ngôi sao may mắn của hắn ta. Đây chính là điều Đỗ Kiệt Bân đang nghĩ vào lúc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 152.